Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 29 đến tập 38. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 29. Lục Vân đánh chó của Lâm Kiến ngay trước mặt gã. Hai lần. Cuối cùng còn phách lối đạp mạnh một cái lên mông Đoạn Bằng. Đây đâu phải đạp mông Đoạn Bằng. Rõ ràng là đang vả mặt Lâm Kiến. Mọi người ở đây đều ngây người, tâm tình rất phức tạp. Họ nhìn thấy nhiều người ngông cuồng rồi, nhưng chưa từng thấy ai ghê gớm như Lục Vân. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không sợ chết sao? Sắc mặt Lâm Kiến đã không phải tệ nữa mà trở nên dữ tợn. Vô cùng dữ tợn. Hôm nay không giết con rùa vạn năm phách lối này thì làm sao gã nguôi ngoai nổi hận này được? Thằng danh mày, thật đáng chết. Lâm Kiến nổi giận gầm lên một tiếng rồi tung một quyền đập nát cái bàn, mảnh gỗ vụn bay đầy đất, mọi người xung quanh đều kinh hãi căng cứng cả người, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Họ biết Lâm Kiến đã sinh ra sát khí nên nhất định sẽ có một cuộc xung đột mãnh liệt bùng nổ. Thằng danh họ Lục này gây họa lớn rồi. Nhưng đối lập rõ ràng với phản ứng của mọi người là Lục Vân không những không e dè mà còn nhếch miệng cười một tiếng và nói, Lâm công tử, anh cũng chỉ mới đến hóa cảnh mà thôi. Giết được tôi sao? Khiêu khích. Tiếp tục không biết sống chết mà khiêu khích. Đùng. Trong lòng mọi người đều run lên, vẻ mặt trở nên rất đặc sắc, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng triệt để biến thành thương hại. Là thương hại Lục Vân. Không phải hắn nghĩ lúc trước mình đánh ngang tay với Uông Húc nên dám không kiêng nể gì như thế đó chứ. Vỏ rùa của Lục Vân thật sự rất cứng. Uông Húc có bùng nổ sức chiến đấu hóa cảnh đỉnh cao mà cũng khó công phá, lấy thực lực cá nhân của Lâm Kiến đúng là không giết được hắn. Nhưng tính tình của Lâm Kiến không tốt như Uông Húc, chắc chắn sẽ không lập sinh tử cục gì với Lục Vân. Nếu Lâm Kiến muốn chơi chết một người thì có thể dựa vào lực lượng của nhà họ Lâm, tùy tiện kêu một tôn giả cảnh đi ra thì đập nát Lục Vân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên lúc này Lục Vân còn dám khiêu khích thuần túy là tự tìm đường chết. Ánh mắt Lâm Kiến rất lạnh lẽo, sát ý bừng bừng, đột nhiên trừng Đinh Văn Hoành đứng gần đó rồi lạnh lùng nói, Đinh viện trưởng, hôm nay là buổi tiệc thăng chức của ông, sân nhà của ông, không nên thể hiện một chút sao? Soạt! Tất cả ánh mắt lập tức tập trung lên người Đinh Văn Hoành. Đinh Văn Hoành cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, sắc mặt thay đổi mấy lần. Giây lát sau, ông ấy phức tạp nhìn về phía Lục Vân, thất vọng nói, cậu Lục, cậu vốn sẽ có tương lai tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc cậu quá ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, qua bài học hôm nay tôi hy vọng cậu hiểu một đạo lý là cứng thì dễ gãy. Đinh Văn Hoành nói rồi nhanh chân đi về hướng Lục Vân. Áo bào tung bay, ông ấy rõ ràng là một tôn giả. Hôm nay tôi sẽ thay mặt Lâm công tử phế bỏ tay chân cậu, hy vọng cậu tự giải quyết cho tốt. Đừng nhìn trước đó Đinh Văn Hoành biểu hiện rất thân thiết với Lục Vân, đó là vì giữa ông ấy và Lục Vân không tồn tại xung đột lợi ích gì. Nhưng vào thời khắc câu nói vừa rồi của Lâm Kiến vang lên, giữa Đinh Văn Hoành và Lục Vân đã bắt đầu có gút mắc lợi ích. Ông ấy không thể đắc tội Lâm Kiến vì Lục Vân. Lục Vân yên lặng nhìn Đinh Văn Hoành trở mặt, cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là không có người bạn mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi, thật là một thế giới hiện thực. Lục Vân nghiền ngẫm cười nói, cho nên Đinh viện trưởng cũng cảm thấy vừa rồi tên họ Lâm này chào phúng tôi như thế thì tôi nên nén giận, đáng đời bị hắn sỉ nhục. Đinh Văn Hoành không trả lời, bởi vì nói nhiều vô ích. Lúc nãy ông ấy đã giúp Lục Vân một lần, tại sao Lục Vân lại tự tìm đường chết, thật là đầu óc chậm chạp, cho nên ông nói nhiều đến mấy cũng chỉ lãng phí thời gian. Chỉ có thể thông qua hành động thực tế mới làm Lục Vân hiểu được thế giới này không phải chỉ có trắng và đen, dù mình có tủi nhục đến mấy thì vẫn phải nhịn những người không thể trêu vào kia. Nhịn không được chính là tự rước lấy khổ. Ha ha! Cảm nhận được áp lực Đinh Văn Hoành đánh tới, Lục Vân chậm rãi thở ra rồi nói, thế giới của các người quá phức tạp, Lục Vân tôi không hiểu, cũng khinh thường tìm hiểu, nhưng nếu các người muốn quy chụp quy tắc đó lên người tôi thì xin lỗi, tôi làm không được. Xương cốt của Lục Vân này rất cứng, không học được cúi đầu. Nói xong, Lục Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại hờ hững. Những người này coi mình là con rùa tông sư, tùy ý chào phúng cứ như mình nên nén giận. Yên lặng chịu đựng họ sỉ nhục giống như một con rùa thật sự. Thật có lỗi, Lục Vân không làm được. Hôm nay hắn muốn trút hết sự bất bình trong lòng ra.
Hắn mở mắt, cứ như một thanh kiếm vô cùng sắc bén đón nhận ánh mắt Đinh Văn Hoành rồi bỗng đâm đến, khí chất cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất trong chớp nhoáng. Rồng lặn trong vũng nước sâu, cuối cùng cũng có ngày vào biển. Bảo kiếm giấu lưỡi đi, ra khỏi vỏ là chém bất bình. Oanh! Lục Vân bước ra một bước, không thấy có khí tức dao động nhưng chỉ một bước nhìn có vẻ tầm thường không có gì lạ này lại như một chiếc búa lớn lao vụt về hướng Đinh Văn Hoành. Mi tâm của Đinh Văn Hoành bỗng giật giật, trái tim cũng run rẩy theo. Trong mắt ông ấy còn hiện lên một tia kinh ngạc. Ông ấy cảm thấy người thanh niên trước mắt như hoàn toàn biến thành người khác, không còn là Hoành Luyện Tông sư phách lối ngông cuồng, mà là một vị vua vô song bế nghễ coi thường tất cả. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao ông lại sinh ra ảo giác này? Không có khả năng. Đinh Văn Hoành liều mạng lắc đầu, còn chưa thật sự ra tay mà đã sinh ra một tia sợ hãi với thanh niên đối diện. Điều này quá kỳ quái. Lúc này Lục Vân lại chủ động bước ra một bước với vẻ mặt vẫn rất hờ hững, hắn từ tốn nói, Đinh Văn Hoành, không phải ông muốn phế tay chân tôi sao, hiện tại Lục Vân này đứng trước mặt ông rồi, vì sao còn chưa ra tay? Hắn vừa nói vừa bước ra một bước, giọng điệu vẫn rất bình thản. Nhưng một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Vào thời khắc Lục Vân bước lên phía trước thì Đinh Văn Hoành vị tôn giả vừa nhậm chức viện trưởng võ đạo học viện kinh thành này lại vô thức lui lại một bước. Đây là sự đè bẹp triệt để trên phương diện khí thế. Mặc dù trên người Lục Vân không có chút khí tức dao động nào, nhưng sự bình thường đến cực hạn và vẻ hờ hững, tự tin thời khắc này của Lục Vân đã hình thành tương phản mãnh liệt làm Đinh Văn Hoành đứng đối diện cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Nhìn như không có khí thế, thật ra lại khí thế ngập trời. Đùng! Trong lòng Đinh Văn Hoành run rẩy, lại lui thêm bước nữa. Đinh Văn Hoành liên tục lùi lại hai bước làm những người đang xem trò vui xung quanh đều ngây ra. Rốt cuộc là sao thế này? Một tôn giả lại bị một Hoành Luyện Tông sư dọa lui sao? Không hợp lý. Thực sự quá không hợp lý. Sắc mặt Lâm Kiến âm trầm đến cực hạn, ánh mắt âm u như kéo đầy mây đen, gã gầm thét một tiếng, Đinh Văn Hoành, con mẹ nó ông chơi trò gì vậy hả? Gã không đối đầu trực diện với Lục Vân nên không cảm nhận được tâm tình của Đinh Văn Hoành. Thấy ông ấy không đánh mà lui thì nghĩ là đầu óc ông xảy ra vấn đề. Gã không nể mặt viện trưởng võ đạo học viện kinh thành này mà quát to. Ai bảo cha của Lâm Kiến là hộ pháp mới nhậm chức nên gã có tư cách phách lối như vậy. Đinh Văn Hoành cảm thấy mất mặt nên ánh mắt cũng trở nên hung ác, lập tức nói, cậu Lục, xin lỗi. Ông kiên định nói với mình vừa rồi đều là ảo giác, đều là mình tự dọa mình, thế là cưỡng ép cắn răng rồi chụp vào bả vai Lục Vân. Khoảng cách giữa hai người không đến 2 mét. Thân thể Đinh Văn Hoành lóe lên, năm ngón tay rơi chính xác lên vai Lục Vân, căn bản không cho hắn cơ hội né tránh. Hoặc có thể nói là Lục Vân hoàn toàn không muốn tránh. Nát, Đinh Văn Hoành quát lên một tiếng rồi siết chặt ngón tay lại, chuẩn bị bóp nát xương bả vai của Lục Vân. Suy xét đến Lục Vân là Hoành Luyện Tông sư và muốn lấy lại mặt mũi đã mất lúc nãy nên Đinh Văn Hoành không nương tay chút nào mà tập trung tất cả sức lực lên năm ngón tay mình. Nhưng Lục Vân không chút suy xuyển, thậm chí còn hơi nhếch miệng cười, hoàn toàn không coi công kích của Đinh Văn Hoành ra gì. Một tôn giả dùng hết toàn lực tấn công lại chỉ như cái gãi ngứa đối với Lục Vân. Đinh Văn Hoành hơi sửng sốt. Ngón tay ông chụp lên vai Lục Vân như bắt lấy một tảng đá rất cứng, dù dùng sức thế nào cũng không thể bóp nát nó. Đinh Văn Hoành lại thử một lần. Nội kình sôi trào, trên ngón tay tỏa ra hào quang rực rỡ như đã hóa thành năm lưỡi dao. Nhưng vẫn không thấy Lục Vân có phản ứng gì cả. Phòng ngự của Hoành Luyện Tông sư mạnh đến mấy cũng không đến mức này mới đúng. Đinh Văn Hoành ngơ ngác, trong lòng đã nguội lạnh hơn một nửa. Vừa rồi không phải là ảo giác. Lục Vân thật sự sâu không lường được. Đinh Văn Hoành ngơ ra một lát. Bỗng nhiên, ông xanh xao mặt mày. Bàn tay ông ấy như thò vào biển cả, một cơn sóng gió vô cùng đáng sợ truyền đến từ bả vai Lục Vân tràn vào cánh tay Đinh Văn Hoành. Trong chớp nhoáng, Đinh Văn Hoành cảm thấy cánh tay mình đã hoàn toàn mất chi giác, giống như tách rời với thân thể mình. Sức mạnh này thật kinh khủng. Đinh Văn Hoành lập tức hoảng loạn, đã chắc chắn Lục Vân không phải một Hoành Luyện Tông sư mà càng giống tu luyện giả. Đúng, tu luyện giả. Sức mạnh tràn vào cánh tay Đinh Văn Hoành không phải nội kình của tu võ giả, làm sao nội kình có thể mạnh đến mức đáng sợ như vậy? Nó chính là chân khí của tu luyện giả. Tu luyện giả.
Ninh Văn Hoành lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi ứa ra toàn thân, suýt đã quỳ rạp xuống đất, cổ họng đắng chát mà nói, cậu Lục. Ông muốn xin tha. Nhưng lúc này, sau lưng ông bỗng truyền đến giọng nói hùng hồn của một người đàn ông trung niên, Đinh viện trưởng, có chuyện gì vậy? Soạt. Ninh Văn Hoành cảm thấy sức mạnh rót vào cánh tay mình lập tức rút lui như thủy triều, trong lòng càng ngơ ngác, đây là năng lực khống chế đáng sợ đến mức nào. Không thể trêu chọc Lục Vân. Trông thấy người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, Lâm Kiến hơi thu lại vẻ hung ác trên mặt rồi đi qua và gọi một tiếng, cha, sao cha lại tới đây? Người tới là cha của Lâm Kiến, hộ pháp mới nhậm chức của Võ Minh Kinh Thành, Lâm Chấn Nghiệp. Cha mới đi ngang qua, nhớ ra con tham gia buổi tiệc thăng chức đinh viện trưởng ở đây nên đi qua xem. Lâm Chấn Nghiệp thuận miệng trả lời, lại nhìn lướt qua Lục Vân và Đinh Văn Hoành rồi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Kiến cắn răng mà nói, xảy ra chút mâu thuẫn, con rùa tông sư tên là Lục Vân này đánh người của con, đinh viện trưởng đang giúp con dạy thằng nhãi này một trận. Thật sự là vậy, nét mặt Lâm Chấn Nghiệp trở nên càng nghiêm khắc. Lâm Kiến vội vàng kéo đoạn bằng qua, chỉ vào cái miệng đầy máu của hắn ta mà nói, cha xem thằng nhãi này đánh đoạn bằng thành như vậy thì làm sao con thờ ơ được. Lâm Chấn Nghiệp liếc nhìn đoạn bằng, ánh mắt lấp lóe mấy cái rồi lại quay qua hỏi Đinh Văn Hoành, Đinh viện trưởng, chắc ông biết rõ chuyện gì xảy ra, nói cho tôi nghe xem. Đương nhiên ông ta không tin Lục Vân lại vô duyên vô cớ đánh đoạn bằng một trận, thế là quay qua hỏi tình hình cụ thể. Hiện tại tâm tình của Đinh Văn Hoành còn chưa bình phục, không cách kềm chế mà hãm sâu vào thực lực kinh khủng của Lục Vân. Nghe Lâm Chấn Nghiệp hỏi thế thì Đinh Văn Hoành lập tức nói rõ chuyện xảy ra lúc nãy cho ông ta nghe, không dám thiên vị. Bởi vì hiện tại ông không dám đắc tội Lâm Chấn Nghiệp, càng không dám trêu chọc Lục Vân. Lâm Chấn Nghiệp yên lặng nghe xong thì trên mặt xuất hiện một tia phức tạp khó hiểu, hứng thú nhìn Lục Vân mà dò xét một lát rồi nói, cậu chính là Hoành luyện tông sư lần trước đánh thành ngang tay với thiên tài nhà họ Uông, Lục Vân. Lục Vân không nói gì. Lâm Chấn Nghiệp cũng không nóng giận mà vừa cười vừa nói, nghe danh đã lâu. Lúc trước chuyện Lục Vân và Uông Húc đánh cược rất vang dội, bên ngoài đồn đãi hắn là người đàn ông của Lạc Tiên Tử, tin này làm kinh động các võ tu cả kinh thành. Tất nhiên Lâm Chấn Nghiệp cũng có nghe nói đến. Lâm Chấn Nghiệp tạm dừng rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến, nghiêm khắc nói, chuyện này vốn là con khiêu khích trước, còn không mau xin lỗi cậu Lục đi. Cha! Xin lỗi ngay! Sắc mặt Lâm Chấn Nghiệp âm trầm thêm mấy phần. Lâm Kiến thấy ông ta nổi giận thì đành không cam tâm đi đến trước mặt Lục Vân, cắn răng nói, thật xin lỗi. Không có thành ý xin lỗi thì không cần, tôi cũng lười so đo với dạng người không có giáo dục như anh. Dù đứng ngay trước mặt Lâm Chấn Nghiệp thì Lục Vân vẫn không khách sáo mắng Lâm Kiến. Không có giáo dục, nơi này lại trở nên yên tĩnh. Không có giáo dục, lời mắng chửi này không tục tĩu gì, nhưng lại có phạm vi rất lớn. Không chỉ mắng một mình Lâm Kiến mà còn mắng luôn Lâm Chấn Nghiệp và cả nhà họ Lâm, hơn nữa còn là ngay trước mặt Lâm Chấn Nghiệp. Nơi này lại trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh như cái chết. Mọi người nhìn Lục Vân với tâm tình phức tạp, không biết nên nói hắn thế nào. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Chấn Nghiệp rõ ràng là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, bảo Lâm Kiến xin lỗi đã đủ nể mặt Lục Vân. Nếu Lục Vân ngoan ngoãn nhận lời xin lỗi thì thôi. Nhưng hắn còn ngứa miệng nói một câu lười so đo với dạng người không có giáo dục, thử hỏi sẽ khiến Lâm Chấn Nghiệp nghĩ thế nào. Quả thực là ngông cuồng đến động trời. Nét mặt Lâm Kiến trở nên vặn vẹo, nghiến cắn kéo kẹt như hận không thể làm thịt Lục Vân ngay tại chỗ. Thật muốn uống máu, ăn thịt hắn. Để thằng nhãi này biết ngông cuồng cũng cần trả giá. Khóe miệng Lâm Chấn Nghiệp cũng hơi giật giật, nhìn chằm chằm Lục Vân mà không nói gì, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Ông ta đang cân nhắc có nên cho Lục Vân một bài học hay không. Ninh Văn Hoành đứng bên cạnh thầm cười khổ. Nếu không có lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi thì có lẽ ông cũng cho rằng Lục Vân đang tự tìm đường chết giống như những người ở đây. Nhưng lúc này ông không còn nghĩ như vậy. Tu luyện giả phải sợ một hộ pháp võ minh sao? Đừng nói là hộ pháp võ minh, cho dù là minh chủ võ minh cũng phải nể mặt Lục Vân mấy phần. Pháp tắc của thế tục và giới tu võ đã sớm mất đi tác dụng đối với người như Lục Vân, ai không có mắt trêu chọc phải chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đương nhiên trong trường hợp bình thường tu luyện giả cũng khinh thường ra tay với những người như họ, bởi vì không có lợi ích gì cả. Giống như có ai rảnh rỗi đi tiểu lên một ổ kiến trên mặt đất để nhấn chìm chúng không?
Rất ít rất ít. Trừ phi đám kiến kia há miệng cắn chân người ta trước. Hiện tại Lục Vân đang gặp tình huống này. Đoạn Băng, Lâm Kiến đều là lũ kiến không có mắt, chán sống rồi nên muốn nếm thử ngón chân của Lục Vân có mùi vị gì. Nhưng chỉ sợ cái cắn này cần đánh đổi bằng mạng sống. Ninh Văn Hoành biết nếu ông không đứng ra ngăn cản thì rất có thể Lâm Chấn Nghiệp cũng sẽ biến thành một trong những con kiến đó. Thế là Đinh Văn Hoành chuẩn bị khuyên nhủ để đôi bên tỉnh táo lại, chủ yếu là để Lâm Chấn Nghiệp tỉnh táo lại. Nhưng Đinh Văn Hoành còn chưa mở lời thì Lâm Chấn Nghiệp đã nở nụ cười, vẻ âm trầm trên mặt cũng biến mất. Ông ta nói, cậu Lục nói đúng lắm, là tôi không biết dạy con, về sau tôi nhất định sẽ quản giáo nghiêm thằng xúc sinh Lâm Kiến này. Cha! Im miệng! Giờ lập tức trở về tự kiểm điểm cho cha. Lâm Chấn Nghiệp tức giận quát lớn, sau đó lại nhìn về phía Lục Vân và Đinh Văn Hoành, cậu Lục, cáo từ. Đinh viện trưởng, cáo từ. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Trên mặt Lâm Kiến tràn đầy không cam lòng, buồn bực tới đỉnh điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gã không rõ, chức vị của cha rõ ràng đã cao hơn trước kia, tại sao phong cách hành sự còn ôn hòa hơn trước nữa. Nhưng Lâm Chấn Nghiệp đã nói như vậy thì cho dù Lâm Kiến không cam lòng đến mấy cũng chỉ có thể buồn bực đi theo. Trước khi đi, gã âm trầm mà khẽ nói, con rùa tông sư, hôm nay coi như mày gặp may, nhặt về được cái mạng, nhưng sớm muộn gì tao cũng tính sổ món nợ này. Lục Vân chẳng buồn phản ứng. Ninh Văn Hoành thì than thở một tiếng, cậu tình sổ con mẹ gì, hết muốn sống rồi sao? Lục Vân liếc nhìn ông ta, cười như không cười mà nói. Vì sao không nhắc nhở họ? Nhắc nhở họ cái gì? Ninh Văn Hoành sửng sốt, lập tức phản ứng lại ý của Lục Vân là vì sao không nhắc nhở cha con Lâm Chấn Nghiệp rằng hắn là tu luyện giả. Ninh Văn Hoành hậm hực nói, tôi chỉ sợ mạo phạm cậu Lục. Lục tiền bối. Ông cảm thấy rõ ràng Lục Vân là tu luyện giả lại tuyên bố với bên ngoài mình là Hoành luyện tông sư, nhất định là có lý do riêng. Ninh Văn Hoành đâu dám tùy tiện làm lộ thân phận của Lục Vân. Lục Vân nhìn chằm chằm ông một lúc, không nói thêm gì nữa. Ninh Văn Hoành không dám thở mạnh lấy một tiếng. Khách khứa còn lại ở đây đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không rõ tại sao Đinh Văn Hoành lại cung kính với Lục Vân như thế, chẳng lẽ trận giao thủ vừa rồi chỉ là đang diễn trò cho Lâm Kiến xem? Nhất định là như vậy. Hai người họ nhất định là bạn thân. Bên ngoài, Lâm Kiến đuổi kịp bước chân của Lâm Chấn Nghiệp, không cam tâm mà hỏi, cha! Vừa rồi tại sao lại bảo con xin lỗi con rùa kia? Cha cũng thấy hắn ngông cuồng đến mức nào, vì sao không giết hắn? Nếu là trước kia cha. Lâm Chấn Nghiệp bắn một ánh mắt lạnh như băng qua lập tức làm Lâm Kiến ngậm miệng lại. Sau một lúc lâu, Lâm Chấn Nghiệp rời ánh mắt đi và nói, vị trí hộ pháp này không phải dễ ngồi, không biết có bao nhiêu người phía dưới đang nhìn chằm chằm, khoảng thời gian tiếp theo tốt nhất còn yên tĩnh một chút cho cha. Lâm Chấn Nghiệp là người hưởng thụ quyền lực. Vì chức vị hộ pháp này, ông ta đã cố gắng không biết bao nhiêu lần. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội nhà họ Doãn rơi đài để ông ta leo lên, căn cơ còn bất ổn, cách làm việc nhất định phải khiêm tốn một chút. Vừa rồi Lục Vân mắng Lâm Kiến không có giáo dục ngay trước mặt ông ta, sao Lâm Chấn Nghiệp lại không giận? Nhưng ông ta có thể giết Lục Vân sao? Giết Lục Vân trước mặt nhiều người như vậy thích hợp sao? Nếu ông ta giết Lục Vân hoặc là dạy cho hắn một trận thì không bao lâu sau giới võ tu trong kinh thành sẽ truyền ra tin hai cha con họ ỷ lớn hiếp nhỏ. Vừa nhậm chức mà đã bá đạo như vậy, về sau còn thế nào nữa? Đây là tạo cơ hội cho đối thủ. Vì thế Lâm Chấn Nghiệp nhịn, chờ sau này đã đứng vững rồi thì chẳng phải có thể dễ dàng đòi lại nợ cũ với Lục Vân sao? Lâm Kiến nghe xong lời cha giải thích thì rất phiền muộn rất khó chịu. Gã là dạng người thù dai tính toán chi ly, hơn nữa luôn thích báo thù ngay tại chỗ. Lần này bỏ qua cho Lục Vân, lần sau phải chờ tới lúc nào. Không biết đến ngày tháng năm nào Lâm Chấn Nghiệp mới đứng vững được gót chân. Lâm Kiến không nghe lọt tai câu nói nào của Lâm Chấn Nghiệp cả. Gã cảm thấy cha mình chỉ đang buồn lo vô cớ. Đường đường là một hộ pháp võ minh mà dễ bị lật đổ như vậy sao, họ đâu có phạm sai lầm mang tính nguyên tắc như nhà họ Doãn. Hơn nữa có ai trong những cao tầng của võ minh dám nói tay chân mình sạch sẽ? Chỉ do không để lộ ra mà thôi. Lâm Kiến phiền muộn đi vào một hộp đêm, gọi mấy cô hầu rượu dáng vẻ không tệ ra, kết quả lại chẳng có hứng, rất nhanh đã đuổi đám diêm rúa đó ra ngoài. Lâm Thiếu.
Lúc này một người đàn ông cười nịnh nọt đi tới mời rượu Lâm Kiến. Lâm Kiến khinh miệt liếc nhìn ông ta rồi cười nhạo nói, Long Tề, gần đây số lần ông xung xoe hơi nhiều thì phải. Người đàn ông chính là Long Tề. Bình thường Lâm Kiến không có gì làm hoặc là tâm tình phiền muộn thích tới hộp đêm này ăn chơi, thời gian gần nhất, gã luôn đụng phải Long Tề, cứ như ông ta ngồi xổm ở đây canh gã vậy. Long Tề nịnh nọt nói, Lâm Thiếu nói thế nào là thế đó, bây giờ nhà họ Lâm đang hưng thịnh. Không chỉ tôi mà bên ngoài còn vô số người xếp hàng chờ xung xoe Lâm Thiếu đấy. Ông ta không e dè biểu đạt ra suy nghĩ của mình là để lấy lòng Lâm Kiến. Lâm Kiến rất hưởng thụ sự lấy lòng này, nhưng lại xua tay và nói, đừng có nịnh bợ nữa, chờ lúc nào ông đưa Long Diệp Tuyết lên giường tôi thì càng có sức thuyết phục. Ha ha, Long Tề gượng cười hai tiếng và nói, tôi cũng muốn, lúc trước khi lão già nhà tôi sắp ngủm đã sắp thành công. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một tên Lục Vân chữa khỏi cho ông ta, ai, mất đi cơ hội tốt. Rắc, Long Tề vừa dứt lời thì thấy Lâm Kiến ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, lập tức giật mình mà hỏi, làm sao vậy Lâm Thiếu? Hôm nay trong thăng chức bữa tiệc của Đinh Văn Hoành, tôi gặp con rùa đáng chết kia, quả nhiên rất ngông cuồng. Lâm Kiến âm trầm nói, hiện tại gã chỉ nghe đến cái tên Lục Vân này thì sẽ đầy bụng lửa giận. Long Tề biến sắc. Lập tức hỏi, chẳng lẽ Lâm Thiếu không dạy cho con rùa kia một bài học? Ông ta luôn muốn gả Long Diệp Tuyết vào nhà họ Lâm. Lúc lão gia tử Long Thuyên bệnh tình nguy kịch thì suýt thành công, kết quả Lục Vân xuất hiện nửa đường đã cứu sống Long Thuyên, ý tưởng này cũng tan vỡ. Về sau biết được Lục Vân và Lạc Tiên Tử có quan hệ thân mật, mà sau lưng Lạc Tiên Tử lại là nhà họ Doãn nên nhà họ Long nghĩ rằng mình dựa hơi được nhà họ Doãn. Ai biết không bao lâu sau nhà họ Doãn lại rơi đài, có nghĩa là chỗ dựa của nhà họ Long đã ngã. Châm chọc nhất là lúc trước nhà họ Long bày tiệc 3 ngày 3 đêm để nói cho những hào môn kinh thành rằng họ có chỗ dựa là nhà họ Doãn, kết quả chuyện kia trở thành trò cười. Hiện tại những hào môn kinh thành cùng cấp bậc nhìn đến người của Long gia đều bày ra ánh mắt quái dị và biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo các người đắc ý sớm như vậy, lần này chỗ dựa đã ngã, còn dám nhảy nhót nữa không? Đám người nhà họ Long cũng rất buồn bực. Long Tề còn chiếm được quyền phát biểu trong cuộc phong ba này, uy vọng của ông ta ở Long gia cũng hoàn toàn vượt qua anh hai là Long Xuyên. Nhất là chuyện Lâm Chấn Nghiệp được đề bạt từ chấp sự lên hộ pháp cũng chứng minh lúc trước Long Tề tinh mắt đến cỡ nào. Hiện tại Long Tề là người có uy vọng gần với lão gia tử Long Thuyên ở nhà họ Long. Sau khi nhà họ Doãn ngã xuống, ông ta lại muốn gả Long Diệp Tuyết qua nhà họ Lâm, lập tức được mọi người trong Long gia ủng hộ. Cả Long Xuyên cũng không tìm ra lý do phản bác. Thế là tộc nhân Long ra đi làm công tác tư tưởng cho Long Thuyên, mà Long Tề phụ trách làm thân với Lâm Kiến. Đây là nguyên nhân vì sao gần đây Lâm Kiến luôn gặp được Long Tề ở hộp đêm này. Long Tề đặc biệt chờ ở đây canh gã đến. Lâm Kiến buồn bực uống một ly rượu rồi âm trầm nói, không phải tôi không muốn dạy cho con rùa kia một trận, nhưng cha bảo tôi an phận một chút. Gã ngừng lại rồi nhìn về phía Long Tề. Ánh mắt hơi lạnh đi, tôi nghe đoạn bằng nói Long Diệp Tuyết đã là người phụ nữ của con rùa kia rồi. Long Tề lập tức biến sắc, vội giải thích, tuyệt đối không có chuyện đó, đều là lời đồn, cháu gái tôi chỉ có chút thiện cảm với Lục Vân, nhưng họ chưa xảy ra quan hệ gì, cái này tôi cam đoan. Nếu Long Diệp Tuyết và Lục Vân phát sinh quan hệ thì chẳng phải Lâm Kiến cưới đồ xài rồi à, vậy sao được chứ? Lâm Kiến nghe vậy thì thở phào một hơi. Long Tề cũng thở phào rồi nói tiếp. Lâm Thiếu, tôi cảm thấy giờ mà dùng cách bình thường để Long Diệp Tuyết thỏa hiệp là hơi khó, tính cháu gái tôi cứng đầu, cậu cũng biết rồi đấy. Ông ta ngẫm nghĩ, một ý tưởng xấu xa bỗng hiện lên trong đầu, sau đó đi đến bên tai Lâm Kiến và nói, tôi thấy không bằng ra tay từ con rùa họ Lục kia đi. Ý ông là dùng Lục Vân để uy hiếp Long Diệp Tuyết. Lâm Kiến lập tức hiểu ý ông ta, nhưng sau đó lại nhíu mày, hừ lạnh một tiếng và nói. Tôi đường đường là con của một hộ pháp mà phải dùng thủ đoạn này để ép một người đàn bà thỏa hiệp sao? Cần uy hiếp mới giành được phụ nữ thì mất mặt đến cỡ nào? Hơn nữa dùng thủ đoạn này nhiều nhất chỉ có thể lấy được thân thể, căn bản không có được trái tim của phụ nữ. Khi Long Tề nghĩ rằng Lâm Kiến khinh thường làm chuyện này thì bỗng nghe Lâm Kiến đổi giọng, nhưng nếu không chiếm được trái tim của Long Diệp Tuyết thì lấy được thân thể cũng không tệ. Long Tề vui mừng quá đỗi, lập tức nói. Tôi cảm thấy lấy năng lực của Lâm Thiếu,
chỉ cần chiếm được thân thể của Long Diệp Tuyết trước rồi từ từ công lược trái tim của nó cũng không phải vấn đề lớn. Ha ha, Long Tề ơi Long Tề, Long Diệp Tuyết có người chú như ông cũng coi như xui xẻo tám đời. Lâm Kiến không e dè mà cười nhạo và nói. Long Tề không cảm thấy xấu hổ chút nào, nịnh nọt cười nói, Lâm Thiếu chê cười, tôi đang tạo cơ hội để Long Diệp Tuyết lập công cho nhà họ Long, người khác muốn được Lâm Thiếu thiên vị cũng không được nữa là. Học viện võ đạo kinh thành. Trên sân huấn luyện ngoài trời. Long Diệp Tuyết chảy mồ hôi đầm đìa, đang tiến hành huấn luyện chạy bộ. Cô vừa nhập môn võ đạo nên chỉ có thể bắt đầu huấn luyện từ bước cơ bản nhất, chạy bộ là một trong số đó, có tác dụng tăng cường thể lực và rèn luyện ý chí. Nhưng huấn luyện viên của cô, Trịnh Dương, rõ ràng là đang cố ý nhằm vào cô. Những học viên khác đều đang nghỉ ngơi, chỉ có Long Diệp Tuyết vẫn tiếp tục huấn luyện. Mỗi lần tốc độ của Long Diệp Tuyết hơi hạ xuống thì Trịnh Dương sẽ xuất hiện sau lưng cô, giơ thước lên quất mạnh tới rồi quát, nhanh lên. Nhanh lên, duy trì tốc độ cho tôi. Thiên phú tu võ của cô là kém nhất trong tất cả các học viên của tôi, cho nên nhất định phải huấn luyện thêm. Nếu cô cảm thấy không phục hoặc là không chịu khổ nổi thì cứ nói, tôi cho phép cô nghỉ ngơi, nhưng từ ngày mai cô không cần đến nữa, chạy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Long Diệp Tuyết rất khó chịu. Mồ hôi chảy vào mắt, đường băng phía trước đã trở nên mơ hồ. Nhưng cô không kêu la một tiếng mà cắn răng kiên trì. Cô biết cơ hội này rất khó tìm được. Nhất là sau khi nhà họ Doãn rơi đài làm nhà họ Long không có chỗ dựa, Long Diệp Tuyết chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nếu như chịu thua, nếu như mất đi cơ hội này thì vận mệnh chờ đợi Long Diệp Tuyết chính là gả cho Lâm Kiến, đám người nhà họ Long nhất định sẽ làm như vậy. Long Diệp Tuyết không cam tâm. Cho nên dù khổ đến mấy mệt mỏi đến mấy thì cô vẫn kiên trì. Mồ hôi không ngừng chảy xuống, Long Diệp Tuyết vẫn chạy dựa vào ý chí cứng cỏi đó, cho dù té xỉu trên sân huấn luyện cũng sẽ không mở miệng chịu thua. Chát! Trịnh Dương lại quất một roi vào lưng Long Diệp Tuyết, nghiêm khắc quát to, đừng biếng nhác, tăng tốc độ lên cho tôi. Nếu cả chút khổ này cũng không chịu nổi thì sau này làm sao làm nên chuyện lớn. Học viện võ đạo kinh thành không phải nơi để cô tu thân dưỡng tính, chúng tôi là môi trường nuôi trồng người tài cho võ minh. Đã đến nơi này thì nhất định phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ chịu cực, không làm được thì cô đang làm mất mặt trường học và võ minh Long Quốc chúng ta. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Trịnh Dương lớn tiếng gầm rú, chỉ cần thấy Long Diệp Tuyết hơi giảm tốc độ thì lập tức không nương tay quất roi đến. Long Diệp Tuyết chỉ có thể cắn răng tiếp tục chạy. Cụ thể phải chạy bao lâu thì cô cũng không biết. Trịnh Dương là huấn luyện viên, nếu lát nữa hắn ta phản ánh với học viện rằng thiên phú của Long Diệp Tuyết không tốt mà còn lười biếng khi huấn luyện thì cơ hội khó khăn lắm cô mới lấy được sẽ bị lãng phí. Long Diệp Tuyết tiếp tục kiên trì, mồ hôi làm ướt nhẹp cả lưng cô. Trịnh Dương thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Sở dĩ hắn ta nhắm vào Long Diệp Tuyết đương nhiên là vì Đoạn Bằng. Hắn ta và Đoạn Bằng có quan hệ thân thích. Đoạn Bằng chịu nhục trong tay Lục Vân bao nhiêu thì trả hết lên người Long Diệp Tuyết bấy nhiêu, trùng hợp Trịnh Dương lại là huấn luyện viên của Long Diệp Tuyết nên có thể trả đũa thay hắn ta. Hơn nữa Trịnh Dương lấy cớ huấn luyện để làm khó dễ nên cũng danh chính ngôn thuận. Long Diệp Tuyết cũng biết điều này. Trước khi cô tiến vào học viện đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị làm khó dễ, cho nên cô sẽ không chất vấn nửa câu, chất vấn cũng không có tác dụng gì cả. Cô chỉ có thể chạy. Cắn răng tiếp tục chạy. Cứ chạy mãi làm Long Diệp Tuyết như xuất hiện ảo giác, cô trông thấy bên ngoài sân huấn luyện xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Là Lục Vân? Là ảo giác sao? Long Diệp Tuyết lau mồ hôi chảy xuống hốc mắt mình rồi nhìn về phía bóng dáng kia, lúc này mới nhận ra đây không phải ảo giác, thanh niên đó thật sự là Lục Vân. Lục tiên sinh đến thăm mình, cơ hội này là do Lục tiên sinh tranh thủ giúp mình không thể để anh ấy thất vọng. Ban đầu ý thức của Long Diệp Tuyết đã trở nên hơi mơ hồ, nhưng vào thời khắc trông thấy Lục Vân thì sự cứng cỏi ăn sâu trong máu lại hiện ra lần nữa. Lục Vân yên lặng nhìn mà không nói gì. Sao hắn lại không đoán ra được Trịnh Dương đang cố ý làm khó dễ Long Diệp Tuyết, sao không nhìn ra được thể lực của Long Diệp Tuyết đã tới cực hạn, hiện giờ chỉ đang dựa vào ý chí để kiên trì. Nghị lực đáng khen. Sau khi chạy thêm một vòng lớn, bước chân của Long Diệp Tuyết càng ngày càng lảo đảo. Dù ý chí của cô mạnh đến đâu nhưng cũng chỉ là một tu võ giả vừa mới nhập môn không lâu, sao có thể chịu đựng được huấn luyện nhanh chạy thời gian dài như vậy.
Trịnh Dương còn đang hô hào ở đằng sau, tăng tốc. Tăng tốc, đừng để tốc độ giảm xuống. Cô muốn ăn roi nữa à? Sắc mặt Long Diệp Tuyết vốn đã đỏ bừng, nghe thấy Trịnh Dương thúc giục thì bỗng tái nhợt đi. Ý chí của cô đã đến cực hạn. Đủ rồi, nghỉ ngơi đi. Ngay khi Long Diệp Tuyết sắp chống đỡ không nổi thì một bàn tay bỗng đè vai cô lại, quay đầu thì phát hiện đó là Lục Vân. Ai cho phép cô nghỉ ngơi? Tiếp tục chạy. Lúc này giọng nói của Trịnh Dương lại vang lên ở phía sau, vẻ mặt rất nghiêm khắc. Khi thấy rõ dáng vẻ của Lục Vân, khóe miệng hắn ta bỗng lộ ra một tia mỉa mai, tôi tưởng là ai, hóa ra là con rùa tông sư. Hiện tại Lục Vân là danh nhân. Nhất là sau trận chiến lần trước với Uông Húc đã thể hiện rõ cái gì gọi là mai rùa đen vạn năm. Vậy cũng thôi đi. Hoành Luyện tông sư luôn bị các hóa cảnh tông sư khinh bỉ, ngặt nổi Lục Vân này không coi đó là sỉ nhục mà còn rất tự hào, thật là hiếm thấy. Trịnh Dương chính là dạng hóa cảnh tông sư như vậy nên đương nhiên là rất chướng mắt Lục Vân. Nghe Trịnh Dương chào phúng, Lục Vân không tức giận mà yên lặng nhìn hắn ta và nói, Long Diệp Tuyết vừa nhập môn võ đạo, không cần thiết tiến hành huấn luyện cường độ cao như vậy. Huấn luyện coi trọng tiến hành theo thứ tự. Nếu ban đầu khó khăn như vậy thì không chỉ không đạt được hiệu quả huấn luyện mà sau này còn phản tác dụng, sẽ hao mòn ý chí của Long Diệp Tuyết. Trịnh Dương cười nhạo và nói, tôi là huấn luyện viên của Long Diệp Tuyết, tôi muốn huấn luyện thế nào thì huấn luyện thế đó, đến phiên con rùa tông sư là anh đến khoa tay múa chân à. Ánh mắt sắc bén của hắn ta lại nhìn về phía Long Diệp Tuyết, nghiêm nghị quát, đừng nói tôi không cho cô cơ hội, tiếp tục chạy. Sắc mặt Long Diệp Tuyết lập tức trắng bệch đi. Đương nhiên cũng hiểu cơ hội mà Trịnh Dương nói đến là có ý gì. Nếu như cô không tiếp tục chạy thì Trịnh Dương nhất định sẽ phản ánh với cao tầng học viện rằng cô không phối hợp huấn luyện, đến lúc đó học viện sẽ cho cô nghỉ học. Lục tiên sinh, tôi còn có thể kiên trì. Long Diệp Tuyết giãy giụa nói, lại bị Lục Vân đè lại, kiên trì cái gì, đừng làm quá cố. Trịnh Dương thấy cảnh này thì ánh mắt trầm xuống, phẫn nộ quát, con rùa họ Lục. Anh có biết quấy nhiễu huấn luyện sẽ là hậu quả gì hay không? Lúc đầu Lục Vân không muốn so đo với Trịnh Dương, nhưng tên này cứ mở miệng kêu con rùa này con rùa nọ làm ánh mắt Lục Vân hơi lạnh xuống, cau mày mà nói, có người nào từng nói miệng anh rất thối không? Miệng thối? Trịnh Dương nghe vậy thì trêu tức cười một tiếng, sao thế, tôi đâm trúng nỗi đau của anh à? Tôi cho anh cơ hội để xin lỗi. Trịnh Dương thật câm nín. Biệt hiệu của Hoành Luyện tông sư trong giới tu võ chính là con rùa tông sư, đây gần như đã là sự thật được công nhận. Trịnh Dương cảm thấy mình chẳng nói sai cái gì cả. Trong mắt hắn ta thì Lục Vân chính là con rùa. Một con rùa nhát cái chỉ biết phòng thủ mà không công kích. Nói xin lỗi đi, Lục Vân lại lên tiếng. Nói xin lỗi đi. Cuối cùng mặt Trịnh Dương cũng sầm xuống, biểu cảm trở nên hơi dữ tợn, hắn ta gầm nhẹ một tiếng. Nếu là rùa thì nên có giác ngộ của rùa, đừng nghĩ mình là rồng trước mặt bố mày, con mẹ nó mày hù dọa ai vậy? Chát! Vừa dứt lời, trong tầm mắt của Trịnh Dương bỗng xuất hiện một bàn tay đang nhanh chóng phóng to, cuối cùng quất mạnh vào mặt hắn ta. Tôi bảo anh nói xin lỗi, sao anh lại không biết nắm bắt cơ hội vậy? Giọng nói lạnh nhạt của Lục Vân vang lên, bước chân hắn đột nhiên đạp mạnh về phía trước rồi lại tát mạnh vào mặt Trịnh Dương. Chát! Lại là một cái tát vang dội. Trịnh Dương quay một vòng tại chỗ. Hắn ta ngơ ra, đầu óc vang lên ong ong. Con mẹ nó rốt cuộc hắn ta làm sao vậy? Nếu như cái tát đầu tiên của Lục Vân là đánh bất ngờ, Trịnh Dương không cẩn thận ăn đòn thì có thể hiểu được. Nhưng Trịnh Dương đã kịp phản ứng khi nhìn thấy cái tát thứ hai, sớm chuẩn bị tránh né phản kích mà vẫn ăn trọn vào mặt, điều này không hợp lẽ thường. Tên này không phải Hoành Luyện tông sư sao? Hắn không phải chỉ biết phòng thủ không tấn công sao? Chát! Ngay lúc Trịnh Dương ngơ ra thì lại có một cái tát trong trẻo vang lên, làm một bên mặt hắn ta sưng vù đỏ rát. Lần này Trịnh Dương đã thật sự kinh hãi. Con mẹ nó đây mà là Hoành Luyện tông sư cái gì? Tại sao nội kình của Hoành Luyện tông sư có thể phá vỡ lá chắn hộ thể của mình, để cái tát kia đánh chính xác vào mặt mình? Gặp quỷ rồi! Nếu tôi là con rùa tông sư thì bây giờ anh là cái gì? Lục Vân mỉa mai nói một câu làm Trịnh Dương ngơ ngác, vẻ mặt cũng trở nên rất nhục nhã. Nếu Lục Vân là con rùa thì hắn ta liên tục trúng ba cái tát của Lục Vân mà vẫn trốn không thoát thì chẳng phải còn không bằng con rùa. Trịnh Dương vô cùng xấu hổ. Xung quanh sân huấn luyện,
những học viên đang nghỉ ngơi đã nghe tiếng động mà chạy đến, điều này càng làm Trịnh Dương cảm thấy nhục nhã. Sao có thể mất mặt trước nhiều học viên như vậy? Tuyệt đối không được. Họ Lục, anh đừng không biết tốt xấu như thế, vừa rồi tôi chỉ nhường anh mà thôi. Chát! Lục Vân lại tát một bạt tai thẳng vào mặt Trịnh Dương, trêu tức nói, anh nhường tôi cái gì? Tôi! Chát! Anh đã ăn 5 cái tát của tôi rồi, vì sao còn nhường tôi chứ? Tôi! Chát! Cái thứ 6, tính tình của anh tốt như vậy sao? Bội phục bội phục! Con mẹ nó! Chát! Trịnh Dương đã nổi điên, nhịn không được mà chửi tục và chuẩn bị đánh trả Lục Vân, nhưng hắn ta vừa hành động thì lại có một cái tát vang dội quất thẳng vào mặt mình. Lần này trực tiếp đánh bay hắn ta ra ngoài. Những học viên xung quanh phát ra tiếng trầm trồ ngạc nhiên, sao có thể không nhìn ra giáo viên của họ đâu có nhường Lục Vân, rõ ràng là không tránh được cái tát của Lục Vân. Người này thật sự chỉ là Hoành Luyện Tông sư sao? Ánh mắt của đám học viên nhìn về phía Lục Vân đã hoàn toàn thay đổi, cả Long Diệc Tuyết cũng như thế. Trước đó họ luôn coi Lục Vân là Hoành Luyện Tông sư, hơn nữa ngày hắn đánh cược với Uông Húc cũng đã chính miệng thừa nhận. Nhưng nhìn từ biểu hiện vừa rồi thì rõ ràng không đơn giản như vậy. Hoành Luyện Tông sư nào mà hung hãn như vậy? Trừ phi là con rùa thành tinh. Trịnh Dương bị một cái tát quất bay ra ngoài, ngồi bệt xuống đất thật lâu mà vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Hắn ta không tránh được, thật sự tránh không thoát. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Lục Vân căn bản không phải là Hoành Luyện Tông sư mà là một hóa cảnh tông sư chân chính, đồng thời thực lực cũng cao hơn hắn ta. Con mẹ nó đây là chuyện gì vậy? Lúc trước Trịnh Dương nghe Đoạn Bằng nói hắn ta bị Lục Vân đánh gãy răng thì còn chế giễu Đoạn Bằng một trận. Ai mà ngờ Trịnh Dương cũng có ngày hôm nay. Hắn ta ngồi dưới đất cố lấy lại bình tĩnh, cảm giác được ánh mắt của các học viên nhìn mình trở nên hơi quái dị, lửa giận trong lòng Trịnh Dương lại dâng lên. Họ Lục, coi như anh giỏi đấy, nếu anh có bản lĩnh như thế thì về sau tự đi dạy Long Diệc Tuyết đi, Trịnh Dương này không có tư cách dạy cô ta. Lời này vừa nói ra, gương mặt xinh đẹp của Long Diệc Tuyết lập tức thay đổi. Dạy học lý thuyết và thực lực cá nhân không thể gộp chung, có một số người có tu vi tôn giả cảnh nhưng trình độ dạy học lại không cao, bởi vì thể chất mỗi người đều khác nhau. Lão gia tử Long Thuyên nhà họ Long là tôn giả, nhưng võ đạo của ông chỉ thích hợp cho bản thân, bảo ông dùng cách của mình đi dạy bảo Long Diệc Tuyết thì hiệu quả chắc chắn sẽ không như ý. Mà võ đạo học viện thì khác. Giáo viên ở nơi này có tu vi không khủng bố lắm, nhưng tri thức lý thuyết lại phong phú, có thể dựa vào tình trạng của mỗi học viên để lập nên kế hoạch huấn luyện riêng. Tương tự như vậy, cho dù Lục Vân không phải Hoành Luyện Tông sư mà là một hóa cảnh tông sư có thiên phú cực cao, nhưng cũng chỉ đại diện cho cá nhân hắn, bảo hắn đi chỉ đạo Long Diệc Tuyết huấn luyện thì hơi khó. Trên mặt Long Diệc Tuyết hiện lên một tia lo lắng. Lục Vân lại bình tĩnh như thường, liếc nhìn cô một cái và nói, thế nào, trách tôi sao? Long Diệc Tuyết cắn môi, suy tư một lát rồi lắc đầu và nói, không trách, cơ hội này vốn là Lục tiên sinh tranh thủ giúp tôi, nếu học viện võ đạo đuổi học tôi thì chỉ có thể trách tôi không có phúc nhận thôi. Lục Vân nghe vậy thì khẽ cười một tiếng và nói, là phúc hay họa thì còn quá sớm để kết luận, nói không chừng để tôi huấn luyện cho cô thì ngày nào đó những kẻ mà cô cảm thấy cao quý trịnh thượng kia sẽ biến thành con kiến dưới chân cô. Long Diệc Tuyết hơi kinh ngạc, không rõ hàm ý trong câu nói của Lục Vân, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn không giống đang nói đùa, ngược lại còn lộ ra tự tin mãnh liệt. Một sự tự tin phát ra từ trong xương cốt. Long Diệc Tuyết tin. Một bóng người đột nhiên đi về hướng bên này, trông thấy Trịnh Dương ngồi dưới đất thì hơi sửng sốt và hỏi, thầy Trịnh, thầy đang làm gì vậy? Lâm công tử, Trịnh Dương đứng dậy, vẻ mặt trở nên rất cung kính. Người tới chính là Lâm Kiến. Gã đến gần mới phát hiện mặt Trịnh Dương vừa đỏ vừa sưng, còn để lại mấy dấu ngón tay đỏ bừng, rõ ràng là bị người ta tát, gã lập tức nghi ngờ. Ai dám tát Trịnh Dương ở nơi này? Ai có bản lĩnh tát hắn ta? Lâm Kiến liếc nhìn chung quanh một vòng, đều là học viên, chỉ có Lục Vân là cảnh giới tông sư. Nhưng Lục Vân là Hoành Luyện tông sư, không có khả năng tát một hóa cảnh tông sư chính thống như Trịnh Dương thành như vậy. Nghi ngờ trong lòng Lâm Kiến càng mạnh lên. Mãi đến khi Trịnh Dương kể lại chuyện vừa rồi thì Lâm Kiến mới không thể không tin chính là Lục Vân tát hắn ta ra thế này. Hơn nữa cả quá trình này Trịnh Dương không có sức phản kháng. Lâm Kiến cảm thấy thú vị mà nói, thì ra anh Lục không phải Hoành Luyện tông sư, thật là thâm tàng bất lộ.
Anh Lục. Tất cả mọi người bao gồm cả Trịnh Dương đều hơi sửng sốt. Lâm Kiến và Lục Vân thân với nhau như vậy từ khi nào, còn gọi hắn là anh Lục. Họ không phải là tình địch sao? Lục Vân cười nói, ai, ẩn giấu lâu như vậy, không ngờ vẫn bị mọi người phát hiện, được thôi, tôi ngả bài, tôi không phải một Hoành Luyện Tông sư. Anh Lục, Lâm Kiến lộ ra vẻ mặt chân thành mà nói, lần trước trong thăng chức bữa tiệc của Đinh Viện Trưởng là tôi làm không đúng, hy vọng anh tha lỗi cho. Ồ, Lục Vân nhíu mày, nói, cớ sao Lâm công tử lại nói lời ấy, sao tôi nhớ lúc đó anh rất không cam tâm, còn hâm dọa muốn tìm tôi tính sổ mà. Ha ha, ai cũng có lúc hồ đồ, tôi chỉ nói nhảm thôi, sau khi trở về cha tôi đã dạy dỗ một trận làm tôi tỉnh lại, biết mình đã làm sai trước. Lâm Kiến gượng cười mà nói, nhìn như thật sự đã tỉnh lại, chuẩn bị cười một tiếng xóa thù hận với Lục Vân. Lục Vân lặng lẽ nói, biết sai chịu sửa thì không gì tốt hơn, tôi thấy Lâm công tử là người làm chuyện lớn, tương lai nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hy vọng như thế đi, Lâm Kiến rời mắt nhìn về phía Long Diệp Tuyết, không mang chút tạp chất mà nói, cô Long, cô chọn anh Lục là đúng, anh ta thật sự ưu tú hơn tôi. Long Diệp Tuyết không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng cảm thấy là lạ. Hôm nay Lâm Kiến không bình thường. Trước kia mỗi lần gã nhìn thấy cô thì sẽ làm như quen thuộc mà gọi cô là Diệp Tuyết, vừa rồi lại xưng hô là cô Long. Giống như có một ngày một tên lưu manh đột nhiên biến thành quân tử. Quá giả. Lâm Kiến tiếp tục duy trì thái độ thân thiện mà quay người nói với Trịnh Dương, thầy Trịnh, anh Lục và cô Long đều là bạn của tôi, nếu giữa các người có xích mích gì thì tôi hy vọng mau chóng giải quyết. Tôi đã hiểu. Lâm Kiến là con trai của hộ pháp Võ Minh. Dù trong lòng Trịnh Dương khó chịu đến mấy cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo. Vậy tôi không quấy rầy mọi người nữa. Lâm Kiến ôn hòa lễ độ gật đầu chào hai người Lục Vân rồi rời khỏi sân huấn luyện, đi đến mép sân, tìm một băng ghế đá ngồi xuống. Trịnh Dương phức tạp liếc nhìn Long Diệp Tuyết mà nói, nếu Lâm công tử đã nói chuyện cho cô thì chuyện lúc nãy coi như bỏ qua, hôm nay cô dừng huấn luyện tại đây, nghỉ ngơi đi. Nói xong. Hắn ta kiêng kỵ nhìn Lục Vân một cái rồi quay người đi về hướng Lâm Kiến. Không cần lo bị học viện đuổi học là chuyện tốt, nhưng Long Diệp Tuyết lại trầm mặc, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chủ yếu là Lâm Kiến quá khác thường, chuyện gì khác thường sau lưng nhất định có âm mưu. Long Diệp Tuyết không tin Lâm Kiến đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy. Sự thấp thỏm này kéo dài đến ngày hôm sau. Trịnh Dương nói với Long Diệp Tuyết hôm nay không tiến hành huấn luyện nhanh chạy mà chuyển qua sân Tây Phong Liệp Lang để tiến hành huấn luyện thực chiến. Vào ngày đầu tiên tiến vào học viện võ đạo kinh thành, mỗi một học viên đều cần hiểu biết cơ bản về tình hình của học viện. Long Diệp Tuyết từng nghe nói đến sân Tây Phong Liệp Lang, đó là nơi chuyên để học viên luyện tập, muốn trở thành một tu võ giả hợp cách mà chỉ dựa vào lý thuyết và huấn luyện cơ sở là không đủ, còn cần thực chiến nữa. Sân Tây Phong Liệp Lang chính là nơi như vậy. Nhưng Long Diệp Tuyết nhớ rõ yêu cầu tiến vào sân Tây Phong Liệp Lang là tu vi đạt tới tầng 4, cũng chính là tu võ giả trung cấp. Long Diệp Tuyết chỉ vừa mới nhập môn, cả huấn luyện cơ sở còn chưa hoàn thành, hiện tại đến sân Tây Phong Liệp Lang là điều không hợp lý. Trịnh Dương lại giải thích là căn cơ của cô quá mỏng, nhập môn quá muộn, nhất định phải tiến hành huấn luyện đặc thù nên đi trải nghiệm ở sân Tây Phong Liệp Lang sớm hơn cũng có chỗ tốt. Trịnh Dương là giáo viên nên Long Diệp Tuyết không dám không nghe, nhưng cô vẫn hơi lo lắng, thế là báo tin này cho Lục Vân. Lục Vân nghe xong thì vừa cười vừa nói, tôi cảm thấy lời Trịnh Dương nói cũng có đạo lý nhất định, đi trải nghiệm một chút cũng không sao, tôi tin bọn họ sẽ làm tốt biện pháp bảo hộ. Long Diệp Tuyết rất rối rắm, cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Lúc này Long Tề cũng bày ra dáng vẻ rất lo lắng mà nói, tôi vẫn không yên tâm về cháu Diệp Tuyết lắm. Nếu như có Lục tiên sinh đi cùng thì sẽ tốt hơn nhiều. Ông ta cảm khái mà nói một câu. Long Diệp Tuyết lập tức dao động, mong đợi nhìn về phía Lục Vân, đương nhiên hy vọng hắn đi cùng cô. Trịnh Dương không cho cô cảm giác an toàn, nhưng Lục Vân thì có. Lục Vân mang đầy thâm ý mà liếc nhìn Trịnh Dương, sau đó rời mắt đi rồi gật đầu và nói, tôi đi cùng cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao cũng rảnh rỗi. Anh vào được không nhỉ? Long Diệp Tuyết lo lắng hỏi. Sân Tây Phong Liệp Lang không giống những bãi săn giao tiền là được vào, chỉ có người của Võ Minh và Học viện Võ Đạo mới có tư cách tiến vào, Lục Vân vừa không phải thành viên Võ Minh mà cũng không phải học viên học viện, sợ là không dễ vào được. Lục Vân nói, đi xem thử đi,
thực sự không được thì tôi sẽ chờ cô ở cửa. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Vân đi theo Long Diệc Tuyết rời khỏi nhà họ Long, cùng nhau đi đến lối vào sân Tây Phong Liệp Lang. Trịnh Dương đã chờ đợi ở đây khá lâu. Trông thấy Lục Vân cùng đi qua, hắn ta cũng không cảm thấy bất ngờ gì lắm, mà chỉ hỏi Long Diệc Tuyết, tôi cho cô thời gian nửa ngày để chuẩn bị, đã sẵn sàng tiến vào sân Liệp Lang chưa? Long Diệc Tuyết gật đầu. Trịnh Dương tiếp tục nói, sau khi tiến vào tôi sẽ ở bên cạnh chỉ đạo cô, cho nên không cần quá lo lắng, nếu cảm thấy mình không chịu nổi thì cứ lên tiếng, tôi sẽ cứu cô. Sau khi cho Long Diệc Tuyết một liều thuốc an thần thì Trịnh Dương ra hiệu cho thủ vệ của sân Liệp Lang mở cửa sắt ra. Long Diệc Tuyết do dự hỏi, Trịnh lão sư, có thể để Lục tiên sinh đi theo giúp tôi không? So với Trịnh Dương, cô càng hy vọng người đi theo cô chính là Lục Vân. Trịnh Dương liếc nhìn Lục Vân, lộ vẻ khó xử, cái này tôi không làm chủ được, tôi chỉ là một giáo viên mà thôi, chỉ có thể phụ trách học sinh của mình. Nếu cô Long muốn anh Lục đi cùng thì vào chung đi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Trịnh Dương vừa dứt lời thì tiếng nói của Lâm Kiến đột nhiên vang lên ở phía xa. Vị công tử nhà họ Lâm này vẫn mang theo nụ cười ấm áp như hôm qua, chậm rãi đi về hướng bên này, tôi cũng chuẩn bị đi vào luyện tập, gặp mọi người cũng trùng hợp thật. Trùng hợp? Lục Vân nghiền ngẫm cười cười. Chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là cố ý dàn xếp thôi. Long Diệc Tuyết còn chưa hoàn thành huấn luyện cơ sở mà đã bị Trịnh Dương gọi tới đây tiến hành thực chiến, lại vừa vặn gặp Lâm Kiến tới đây luyện tập, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Có lẽ ý tưởng bảo Long Diệc Tuyết đến thực chiến cũng do Lâm Kiến bày ra. Thật là mánh khóe vụng về. Vụng về đến mức cả Long Diệc Tuyết cũng phát giác khác thường. Từ hôm qua cô đã cảm thấy Lâm Kiến không thích hợp, hôm nay lại, trùng hợp, gặp gã như thế. Long Diệc Tuyết có thể xác định 100% là lát nữa vào sân Liệp Lang, Lâm Kiến nhất định sẽ không an phận. Long Diệc Tuyết bắt đầu nổi trống lui quân, biết mình không có khả năng đấu lại Lâm Kiến, đừng để lát nữa lại liên lụy cả Lục tiên sinh. Long Diệc Tuyết vừa muốn mở miệng nói không đi vào lại bị Lục Vân giành trước một bước mà nói, Lâm công tử nói không sai, thật là trùng hợp, có lẽ cái này gọi là duyên kết bạn, hay chúng ta cùng đi vào đi. Lời này rất đúng ý của Lâm Kiến. Gã cười trả lời, chỉ cần anh Lục không chê thì tôi không có vấn đề gì. Lâm công tử là con trai của hộ pháp, tôi nịnh bợ còn không kịp, sao dám ghét bỏ chứ? Lục Vân nói, địa vị của Lâm Kiến cao hơn Trịnh Dương rất nhiều, Trịnh Dương không có quyền để Lục Vân đi vào, nhưng Lâm Kiến thì được, những thủ vệ kia cũng không dám cản trở. Bọn họ bước qua cửa sắt, tiến vào sân Tây Phong Liệp Lang. Đây là một mảnh núi rừng tương đối nguyên thủy, tên như ý nghĩa. Có sói hay ẩn hiện. Những con sói này có một phần sống ở địa phương, có một phần là võ minh bắt tới từ nơi khác, đều chưa trải qua thuần hóa nên khó sửa đổi bản tính khát máu. Rất nhiều thành viên võ minh và học viên học viện võ đạo đều thích tới đây tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Lâm Kiến đề nghị, anh Lục, không bằng chúng ta thi xem lát nữa ai săn giết càng nhiều sói, coi như một trận tranh tài giải trí, thế nào? Không thành vấn đề. Lục Vân không cần nghĩ ngợi mà gật đầu chấp nhận. Lâm Kiến đưa ra một vòng tay công nghệ cao mà dò hỏi, cần đeo vòng tay kiểm tra không? Bình thường người tới sân Liệp Lang tham gia thực chiến không thiếu hóa cảnh tông sư, nhưng đến trình độ hóa cảnh thì đàn sói hung hãn đến mấy cũng khó tổn thương được bọn họ. Sau khi nội kình phóng ra ngoài thì đám sói kia đã không cắn xé được lá chắn hộ thân của họ nên tất nhiên cũng mất đi hiệu quả huấn luyện. Thế là võ minh phát minh ra vòng tay công nghệ cao có thể kiểm tra nội kình này. Sau khi đeo nó vào, chỉ cần cảm ứng được nội kình chấn động thì trên vòng tay sẽ có đèn đỏ sáng lên, đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở, như vậy có thể làm người đeo vô thức khống chế lại nội kình. Lục Vân nhận lấy vòng tay rồi không chút nghi ngờ đeo nó lên cổ tay của mình, một tiếng nhắc nhở điện tử lập tức vang lên, tu vi của người đeo, hóa cảnh trung kỳ. Lục Vân bày ra vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Sao cái vòng tay này còn có chức năng thông báo bằng giọng nói? Thật có lỗi, tôi quên nói trước, nếu anh Lục cảm thấy bị mạo phạm thì tôi xin lỗi. Lâm Kiến nói xin lỗi, tâm tình lại hết sức phức tạp. Đương nhiên gã cố ý làm vậy, mục đích là vì thăm dò cảnh giới của Lục Vân. Lục Vân này quá quỷ dị. Trước đó đánh hòa nhau với Uông Húc để lộ thân phận Hoành Luyện Tông Sư, nhưng hôm qua hắn liên tục tát Trịnh Dương mấy cái lại cho thấy hắn không chỉ là Hoành Luyện Tông Sư. Lâm Kiến cảm thấy rất hoang mang nên đã mượn vòng tay kiểm tra nội kình để đo ra cảnh giới thật sự của Lục Vân,
là hóa cảnh trung kỳ, vậy lúc trước làm sao hắn lại bất phân thắng bại với Uông Húc có sức chiến đấu ngang với hóa cảnh đỉnh phong? Lâm Kiến không tiện hỏi ra vấn đề này. Lục Vân thấy Lâm Kiến muốn nói lại thôi thì thầm cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra dị thường gì. Cảnh giới Lâm Kiến nghe được là cái Lục Vân muốn để gã nghe, loại vòng tay công nghệ cao này kiểm tra nội kình rất chính xác, nhưng lại không kiểm tra ra chân khí được. Lục Vân muốn để nó thông báo bao nhiêu thì thông báo bấy nhiêu. Anh Lục, đợi lát nữa anh chuẩn bị dùng tay không săn giết đàn sói sao? Lâm Kiến bỗng mở miệng hỏi. Tôi không quen dùng binh khí. Để công bằng thì tôi cũng dùng tay không đi, đáng tiếc tôi còn cố ý mang đao Hàn Nguyệt này qua để rèn luyện đao pháp. Trong tay Lâm Kiến vẫn luôn cầm một thanh loan đao hình trăng khuyết có hoa văn tinh xảo, dường như cố ý khoe khoang trước mặt mọi người nên gã rút đao ra khỏi vỏ, để lộ ra thân đao rét lạnh sắc bén. Vèo! Lâm Kiến cầm chuôi đao đi qua một bên, không tốn chút sức nào đã chém một tảng đá thành hai mảnh, có thể thấy được mức độ sắc bén của nó cao đến mức nào. Nếu anh Lục không sử dụng binh khí thì tôi cũng không dùng đao Hàn Nguyệt này, tuy nói là thi đấu giải trí, nhưng cũng phải công bằng công chính, đúng không anh Lục? Lâm Kiến chỉ bày ra Hàn Nguyệt đao một chút, rất nhanh đã thu vào. Cũng không biết gã muốn làm gì. Lục Vân không biến sắc mà gật đầu và nói, Lâm công tử là chính nhân quân tử, nếu như đã chuẩn bị kỹ càng rồi thì chúng ta bắt đầu đi, thời hạn là 20 phút. Hai người nói xong liền đi vào sâu trong sân Tây Phong Liệp Lang. Long Diệc Tuyết mờ mịt. Hôm nay không phải mình tới tham gia thực huấn sao? Không phải Lục tiên sinh nói muốn bảo vệ mình sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu thi đấu giải trí với Lâm Kiến vậy? Long Diệc Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của hai người đã biến mất trong tầm mắt. Trịnh Dương hỏi, cô muốn lập tức bắt đầu huấn luyện thực chiến hay là chờ Lục Vân trở về? Nếu như bắt đầu bây giờ, tôi dẫn cô đi đến khu vực ít sói để lập tức bắt đầu huấn luyện, nếu như muốn chờ Lục Vân thì đợi thêm 20 phút. Long Diệc Tuyết không hề nghĩ ngợi đã thốt lên, tôi sẽ chờ Lục tiên sinh trở về. Từ khi Trịnh Dương nói để cô tới tham gia huấn luyện thực chiến thì Long Diệc Tuyết vẫn lo lắng bất an, vừa rồi Lục Vân ở bên cạnh còn đỡ, cảm giác đủ an toàn. Nhưng Lục Vân vừa rời đi thì cô liền hoảng. Đừng hy vọng xa vời Trịnh Dương sẽ bảo vệ mình. Là bởi vì người này đứng đó nên Long Diệc Tuyết mới cảm thấy càng hoảng hốt. Cô hy vọng Lục Vân tranh thủ trở về. Trịnh Dương như đã sớm lường trước đáp án này nên cũng không thúc giục Long Diệc Tuyết, mà lạ thường là đợi cô thêm 20 phút. Giờ phút này, sâu trong sân Liệp Lang. Cành lá rậm rạp, thỉnh thoảng có thể trông thấy một ít dấu vết của sói và hài cốt động vật trên mặt đất. Phía trước rì rào lay động, mơ hồ có tiếng gầm truyền đến. Rất nhanh hai người đã rơi vào vòng vây của đàn sói. Cuộc đi săn bắt đầu. Lâm Kiến cười lạnh một tiếng rồi dẫn đầu vọt đến đàn sói, dù không sử dụng đao Hàn Nguyệt nhưng nắm đấm của gã vẫn rất có lực công kích, quyền thứ nhất đã đánh bay một con sói hung ác ra ngoài. Một con, hai con, ba con. Hiển nhiên Lâm Kiến không phải lần đầu tiên đối mặt với đàn sói, mỗi một quyền đều có thể đánh trúng nhược điểm của chúng. Gã không tốn chút sức lực đã đánh xuyên qua đàn sói. Đồng thời còn có thể phân tâm quan sát động tĩnh của Lục Vân. Những con sói này vốn chẳng là gì đối với Lục Vân cả, cơ bản hắn cũng dùng một quyền giải quyết một con giống như Lâm Kiến. Hai người hoành hành ngang dọc trong bầy sói, đâu hề là con mồi mà rõ ràng là đơn phương săn giết, rất nhanh đàn sói này đã phát giác không ổn nên bắt đầu có dấu hiệu lùi bước. Đúng lúc này, Lâm Kiến bỗng hô to một tiếng. Anh Lục, đón lấy. Khi nói chuyện, gã đã cấp tốc lấy đao Hàn Nguyệt đeo bên hông xuống rồi ném về hướng Lục Vân. Dưới tình huống này, dù là ai thì não cũng không kịp suy nghĩ mà sẽ theo bản năng đưa tay đón lấy đao Hàn Nguyệt. Nhưng Lục Vân đã sớm nhận ra rồi. Phải nói là hắn chưa bao giờ không đề phòng cả. Từ hôm qua nhìn thấy Lâm Kiến thì Lục Vân đã không tin hắn thật sự chịu hóa thù thành bạn với mình. Hôm nay lại gặp nhau ở sân Liệp Lang này càng khẳng định suy nghĩ trong lòng Lục Vân. Cho nên Lục Vân không từ chối việc Lâm Kiến đưa ra ý kiến tiến hành một tranh tài, hắn chỉ muốn xem Lâm Kiến này muốn chơi trò gì. Vừa rồi Lâm Kiến đang quan sát Lục Vân, kỳ thật Lục Vân cũng luôn để ý gã. Khi Lâm Kiến tháo đao Hàn Nguyệt xuống thì Lục Vân đã phản ứng lại, nhưng hắn vẫn giả bộ vô ý đưa tay đón lấy thanh đao Hàn Nguyệt ném qua. Thấy hắn như thế. Rốt cục khóe miệng Lâm Kiến cũng lộ ra một nụ cười xảo trá,
đột nhiên quỷ dị mà đập một tay vào ngực của mình. Phốc! Lâm Kiến phun một ngụm máu ra rồi quát ầm lên, Lục Vân, uổng cho tôi coi anh là anh em, anh dám. Giết người cướp của! Tiếng giống vừa vang lên, gã quay người chạy ra bên ngoài, trên đường đi vẫn không quên xé nát quần áo trên người để ngụy trang thành dáng vẻ hoảng hốt chạy bừa. Nhìn bóng lưng Lâm Kiến, Lục Vân đã hiểu. Hóa ra là trò này. Khó trách trước đó không hiểu sao Lâm Kiến lại khoe khoang đao hàn nguyệt của mình ở bên ngoài, mục đích là để nói cho người khác biết gã có một bảo vật chém sắt như chém bùn. Như vậy thì Lục Vân, giết người cướp của, sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Không thể không nói đây là một trò hay, Lục Vân thật lòng rất bội phục, kỹ thuật diễn này có thể ngang tay với đại mỹ nhân minh tinh là chị Lục của mình. Lục Vân vuốt vuốt đao hàn nguyệt trong tay, cười lạnh và nói. Nếu anh muốn chơi thì tôi sẽ chơi thật vui với anh. Hắn không vội không chậm rời khỏi sân Liệp Lang. Trở lại bên ngoài, từ xa hắn đã nghe thấy hai tiếng tranh chấp. Chỉ nghe Long Diệp Tuyết nói, không có khả năng, Lục tiên sinh tuyệt đối không phải người như vậy, anh nhất định đang vu oan cho người khác. Hiển nhiên Lâm Kiến đã chuẩn bị kỹ lời kịch, gã đã kể lúc Lục Vân đang săn giết đàn sói thì đột nhiên ra chiêu hiểm muốn cướp đi đao hàn nguyệt trên người gã. Vu oan. Cô xem cho kỹ vết thương trên người tôi đi, là thằng Lục Vân kia đánh, làm sao tôi nói xấu hắn chứ? Lâm Kiến vẫn chắc chắn rằng Lục Vân muốn giết người cướp của. Long Diệp Tuyết lớn tiếng chất vấn, vừa rồi hai người đi vào chung với nhau, nếu như anh xảy ra chuyện thì Lục tiên sinh sẽ không tránh khỏi nghi ngờ, đạo lý đơn giản như vậy làm sao Lục tiên sinh không hiểu được chứ? Nếu Lục Vân thật sự muốn giết người cướp của thì nhất định sẽ không chọn lúc này. Bởi vì một khi Lâm Kiến xảy ra chuyện thì Lục Vân là đối tượng hoài nghi trọng điểm. Lấy được đao hàn nguyệt thì thế nào, vẫn bị Lâm Chấn Nghiệp chơi chết thôi. Lục Vân không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên Lâm Kiến có trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Lâm Kiến vẫn hừ lạnh một tiếng và nói, cái này ai biết được, có lẽ thằng danh đó trông thấy bảo bối như đao hàn nguyệt liền mất đi lý trí thì sao? Cô không phải hắn thì làm sao kết luận hắn không giết người cướp của chứ? Chỗ hở. Quan trọng sao? Quan trọng sao? Quan trọng sao? Tuyệt đối không quan trọng. Vốn chỉ là đang diễn trò, mục đích cuối cùng là vì tìm một lý do để giết Lục Vân, còn chỗ hở thì ai quan tâm? Ai dám quan tâm? Lâm Kiến nói Lục Vân giết người cướp của thì Lục Vân chính là giết người cướp của. Ai có ý kiến? Lục Vân đứng xa xa đã nghe thấy tiếng họ tranh chấp, hắn chậm rãi đi tới. Vào thời khắc trông thấy hắn. Lâm Kiến lộ ra tia hung ác mà giận dữ hét, hung thủ ra tới, có trông thấy không, trong tay hắn còn cầm đao hàn nguyệt của tôi nói hắn giết người cướp của có sai sao? Nếu không phải vừa rồi tôi chạy trốn kịp thời thì nhất định đã chết trong tay thằng danh này rồi. Trịnh Dương, thầy mau đi thông báo cho thủ vệ của sân Liệp Lang, gọi Ngô Lão tới đây, thằng danh này không dễ đối phó đâu. Lâm Kiến nói xong thì Trịnh Dương cấp tốc rời đi. Long Diệp Tuyết thì bước nhanh về hướng Lục Vân với vẻ mặt rất kiên định, Lục tiên sinh, tôi tin tưởng anh. Lục Vân khẽ gật đầu rồi không nói gì. Chờ. Lâm Kiến đang chờ. Lục Vân cũng đang chờ. Một lát sau, Trịnh Dương không phải trở về một mình mà còn mang viện binh đến đông đảo thủ vệ của sân Tây Phong Liệp Lang và một ông lão áo vải có khí tức bất phàm. Đó là Ngô Thụy người phụ trách sân Tây Phong Liệp Lang. Có người giết người cướp của ở sân bãi của ông ta, Ngô Thụy nhất định không thể ngồi xem không để ý tới. Sân Liệp Lang là nơi huấn luyện thực chiến, ngẫu nhiên có thương vong là không thể tránh được, nhưng nghiêm lệnh cấm tàn sát lẫn nhau, dù có chuyện này xảy ra cũng không để lại dấu vết. Sợ chính là giết người cướp của không triệt để như Lục Vân, tất nhiên nên chịu trừng phạt. Ngô Thụy là đến để chế tài Lục Vân. Vừa rồi trên đường đi ông ta đã hiểu rõ mọi chuyện từ lời kể của Trịnh Dương. Khó có thể tưởng tượng thằng danh tên Lục Vân này dám gan to bằng trời ra tay với công tử của Lâm Hộ Pháp. Thật là tội ác tày trời. Ngô Lão, chính là thằng danh kia, đao hàn nguyệt của tôi còn nằm trong tay hắn, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho tôi. Thấy viện binh chạy tới, Lâm Kiến tức giận lên án, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Lần trước trong thăng chức bữa tiệc của Đinh Văn Hoành là gã khiêu khích trước, nếu lúc ấy giết Lục Vân thì khó tránh khỏi sẽ bị người ta gièm pha. Nhưng lần này thì khác. Lần này là Lục Vân giết người cướp của trước, Lâm Kiến có đủ lý do để giết hắn. Đúng vậy. Chính là Lục Vân giết người cướp của trước. Dù có nhiều chuyện mọi người đều hiểu trong lòng,
những người bên ngoài cũng có thể suy đoán ra đây là cái bẫy của Lâm Kiến, mục đích là vì trả thù lần trước Lục Vân bất kính với gã. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là Lâm Kiến khẳng định Lục Vân giết người cướp của thì hắn là giết người cướp của. Tựa như phần lớn những cao tầng võ minh trong tay đều bồi dưỡng lực lượng tư nhân, nhưng nếu không tìm thấy chứng cứ thì chính là không có. Đây là một quy tắc ngầm. Rất hiện thực, cũng rất tàn khốc. Ánh mắt Ngô Thụy lạnh như băng như một đôi xiềng xích vô tình tập trung vào Lục Vân, uy nghiêm nói, Lục Vân, Lâm công tử nói cậu muốn giết người cướp bảo vật, cậu có nhận tội này không? Lời từ một phía, vẻ mặt Lục Vân vẫn như thường, cầm đao Hàn Nguyệt trong tay mà vứt nghiêng xuống đất rồi chậm rãi nói, nếu tôi nói thanh đao rác rưởi này là Lâm Kiến mình ném cho tôi, mục đích là vì vu khống thì ông có tin không? Thanh đao rác rưởi. Lâm Kiến giận dữ nói, đao Hàn Nguyệt là cha tôi tặng, dù phẩm chất không bằng kiếm Uông Húc, nhưng cũng không kém bao nhiêu, anh lại dám nói nó là rác rưởi. Lục Vân không để ý đến gã mà yên lặng nhìn chăm chú vào Ngô Thụy. Hỏi lại, ông có tin hay không? Ánh mắt Ngô Thụy lấp lóe. Giây lát sau, mặt ông ta lạnh đanh lại và nói, cậu nói Lâm công tử vu khống cậu, có chứng cứ không? Không có. Nếu không có chứng cứ thì cậu bảo tôi tin như thế nào? Lục Vân dừng một chút, nghĩ thầm thật là càng ngày càng thú vị, thế là mở miệng nói, Lâm Kiến nói tôi giết người cướp của cũng chỉ là lời nói một phía thôi, sao ông không đòi chứng cứ của hắn? Ngô Thụy nhìn về phía Lâm Kiến, rất nhanh lại rời mắt đi rồi khóa chặt Lục Vân lần nữa. Trước khi đến tôi đã hiểu sơ qua tình hình, vết thương trên người Lâm công tử là do đao Hàn Nguyệt gây nên, lại trùng hợp rơi vào tay cậu, cho nên con mẹ nó ông đừng có nói nhảm nhiều như vậy, muốn làm gái cũng đừng giả vờ giả vịt lập đền thờ trinh tiết gì. Lục Vân không khách sáo mà cắt ngang lời Ngô Thụy nói. Sao hắn lại nhìn không ra Ngô Thụy này đâu phải muốn xem ai đúng ai sai, rõ ràng là muốn tìm lý do để yên tâm thoải mái mà đối phó mình thôi. Đây không phải là hành vi làm gái còn lập đền thờ trinh tiết sao? Lục Vân lười nói nhảm với ông ta tiếp. Trước đó nói nhiều như vậy chỉ muốn thăm dò xem rốt cuộc Ngô Thụy này có phải người hiểu chuyện hay không. Hiện tại xem ra là không phải. Thất vọng, Lục Vân cực kỳ thất vọng. Gương mặt Ngô Thụy âm trầm. Bỗng quát chói tai một tiếng, làm càn. Hiện tại tôi có lý do tin tưởng Lâm công tử nói không sai, cậu là muốn giết người cướp của. Nghe thấy lời này, Lục Vân cười. Thật buồn cười. Ông ta kiên định mà chụp cái mũ này lên đầu mình chỉ vì mình chống đối lại một câu. Quả nhiên là cùng một ruột. Lục Vân không giải thích nữa mà hơi nhíu mày, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Ngô Thụy hừ lạnh một tiếng. Khí tức càng ngày càng lạnh lẽo, đột nhiên nhanh chân đi về hướng Lục Vân, hiên ngang chính nghĩa mà nói, tất nhiên là lấy lại công bằng cho Lâm công tử. Dọi cho một câu lấy lại công bằng, nụ cười trên khóe miệng Lục Vân càng ngày càng tươi. Đây vốn là một nụ cười thương hại, nhưng trong mắt mọi người chung quanh nó lại giống như cười khổ, cười bất đắc dĩ. Long Diệc Tuyết lòng nóng như lửa đốt, vội giải thích, tiền bối, chuyện này không phải như ngài nghĩ đâu. Tôi cảm thấy phải điều tra chân tướng ra trước mới quyết định. Không phải Long Diệc Tuyết ngây thơ, cô cũng nhìn ra kỳ thật Ngô Thụy là cùng một bọn với Lâm Kiến, nhưng cô vẫn muốn giãy giụa lần cuối. Cô không thể trơ mắt nhìn Lục Vân chết ở chỗ này. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Thụy căn bản không coi Long Diệc Tuyết ra gì, ông ta hừ lạnh một tiếng và nói, nơi này không đến phiên thứ đàn bà là cô lên tiếng, không muốn chôn cùng với thằng danh này thì cút qua một bên cho tôi. Gương mặt xinh đẹp của Long Diệc Tuyết lập tức trắng bệch. Mà giờ khắc này, áo vải của Ngô Thụy bỗng phồng lên, cuốn theo một luồng khí thế vô cùng hung hãn rồi nhanh chân đi về hướng Lục Vân, cứ như một áng mây đen đáng sợ che khuất bầu trời, điên cuồng ngưng tụ. Rõ ràng ông ta là tôn giả cảnh trung kỳ. Lâm Kiến thấy cảnh này thì cười lạnh đắc ý. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng gã muốn, hơn nữa còn thuận lợi đến lạ thường. Chủ yếu là Lục Vân không có não phối hợp quá tốt, dù là Bảo Long Tề ám chỉ hắn đến sân Tây Phong Liệp Lang hay là kêu hắn tiến hành thi đấu với mình, cuối cùng là dụ hắn rơi vào cái bẫy, giết người cướp của, này, Lục Vân vẫn luôn phối hợp quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức Lâm Kiến không dám tin tưởng. Không phải thằng danh này rất ngông cuồng sao? Quả nhiên người quá ngông cuồng thì não cũng nhỏ, Lục Vân hoàn toàn là một tên mãng phu. Hiện tại chuyện Lâm Kiến cần làm chính là chờ. Chờ Ngô Thụy đánh cho Lục Vân gần chết thì Long Diệc Tuyết nhất định sẽ cầu xin cho hắn,
đến lúc đó quyền chủ động sẽ hoàn toàn rơi vào tay Lâm Kiến. Mà thời khắc đó sắp đến. Ngô Thụy đã ra tay, cuồng phong càn quét qua đẩy Long Diệp Tuyết đứng bên cạnh Lục Vân lui ra ngoài, cô như cành liễu yếu ớt lắc lư kịch liệt trong bão táp, có thể bị bẻ gãy vào bất cứ lúc nào. Long Diệp Tuyết còn muốn kề vai chiến đấu với Lục Vân, nhưng lúc này bên tai chợt vang lên giọng nói bình tĩnh thản nhiên của Lục Vân, cô Long, không cần như thế, cô cứ đứng bên cạnh xem kịch là được. Long Diệp Tuyết sững sờ rồi quay đầu lại nhìn Lục Vân. Gương mặt bảnh trai không mất kiên nghị kia vẫn bình chân như vậy, cứ như không chút sợ hãi khi đối diện với Ngô Thụy. Đây là biểu hiện của sự tự tin. Nhưng Ngô Thụy là tôn giả, hơn nữa còn là tôn giả cảnh trung kỳ, còn mạnh hơn ông nội cô rất nhiều. Đến tôn giả cảnh thì chênh lệch giữa mỗi một tiểu cảnh giới đều như cách biệt một trời, một vị cường giả tôn giả cảnh trung kỳ có thể dễ dàng nghiền ép 10 vị tôn giả cảnh sơ kỳ. Long Diệp Tuyết không rõ tại sao Lục Vân lại bình tĩnh như vậy. Nhưng cẩn thận nhớ lại thì hình như từ khi quen biết Lục Vân, cô chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi, lần trước gặp phải tôn giả cảnh thần bí ở nhà họ Long cũng thế, Lục Vân căn bản không có chút e ngại nào cả. Chắc là Lục tiên sinh còn có lá bài tẩy nào đó. Trong lòng Long Diệp Tuyết bỗng hiện ra một suy nghĩ to gan. Lần trước ở nhà họ Long, Doãn Thu Thủy đột nhiên xuất hiện dọa lui tôn giả cảnh thần bí kia nên chưa thể nhìn thấy át chủ bài chân chính của Lục Vân. Lần này rốt cục có cơ hội chứng kiến rồi sao? Tâm tình Long Diệp Tuyết nhiều lần thay đổi, từ lo lắng lúc đầu biến thành một loại chờ mong. Cô có dự cảm mãnh liệt rằng Lục tiên sinh còn có một át chủ bài nào đó cực mạnh làm hắn không hề e sợ Ngô Thủy. Cho nên sau khi Lục Vân mở miệng, Long Diệp Tuyết chỉ do dự một chút rồi ngoan ngoãn rời khỏi vòng xoáy đó, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Lục tiên sinh cẩn thận. Lục Vân khẽ gật đầu. Lúc này Ngô Thủy đã tới gần. Khí tức kinh khủng chèn ép mọi người ở đây thở không nổi, trái tim như muốn ngừng đập vào bất cứ lúc nào. Lục Vân, kiếp sau mở to mắt làm người. Ngô Thụy bày ra bộ dạng nghiễm nhiên đã ăn chắc được Lục Vân. Lâm Kiến sợ Ngô Thụy vừa ra tay đã trực tiếp tiêu diệt Lục Vân nên vội vàng nhắc nhở một tiếng. Ngô lão, để lại cái mạng chó của hắn, tôi còn dùng đến. Gã còn muốn giữ lại mạng của Lục Vân để đe dọa Long Diệp Tuyết, sao có thể để Lục Vân chết dễ dàng như vậy? Ngô Thụy yên lặng gật đầu, khí thế hơi thu lại mấy phần. Lục Vân cảm nhận được biến hóa khí tức của Ngô Thụy nên khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lão già này thật là tự tin, nếu ông đã coi khinh tôi như vậy thì hôm nay để ông xem thử thế nào là bá đạo thật sự. Lục Vân dùng một tay rút đao Hàn Nguyệt cắm nghiêng trên mặt đất ra, ngón tay lướt qua lưỡi đao rét lạnh, cười lạnh và nói, loại rác rưởi này cũng được các người gọi là bảo bối, buồn cười. Tiếng nói vừa dứt. Lục Vân cong ngón tay búng ra, sau đó một tiếng răng rắc vang lên, chỉ thấy đao Hàn Nguyệt được Lâm Kiến coi là bảo bối bắt đầu vỡ vụn từng mảnh từ chuôi đao rồi lan thẳng đến mũi đao. Thứ rác rưởi này cũng xứng để tôi giết người cướp của sao? Lục Vân hét lớn một tiếng, vô cùng bá đạo mà hất đao Hàn Nguyệt đầy vết dạn qua bên cạnh, ngay lập tức vô số mảnh đao đã nát cắm vào bùn đất, còn chuôi đao tàn tạ không chịu nổi đã đâm vào mặt đất. Đao Hàn Nguyệt, nát. Đồng tử của mọi người co rụt lại, nhất thời không thể kịp phản ứng. Ngô Thụy cũng như thế. Tu vi của ông ta là tôn giả cảnh trung kỳ, rất mạnh, nhưng muốn nhẹ nhàng chấn vỡ đao Hàn Nguyệt như vậy là không có khả năng. Tại sao Lục Vân làm được? Soạt! Ngay vào lúc Ngô Thụy kinh ngạc thì một bóng dáng nhanh đến cực hạn đã lập tức đi đến trước mặt ông ta. Là Lục Vân. Lục Vân chủ động phát động công kích. Hơn nữa hắn vừa ra tay đã mang theo khí thế khủng bố như lôi đình, không đến nửa hô hấp đã xé lốc xoáy trước người Ngô Thụy thành mảnh nhỏ. Lấy lại công bằng à. Ngô Thụy còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói lạnh buốt đã nổ vang bên tai, ngay sau đó ông ta cảm thấy cổ mình bị một sức mạnh vô cùng bá đạo xách lên. Oanh! Ngô Thụy lập tức lơ lửng trên không, lùi nhanh ra ngoài bằng tốc độ khó mà tin nổi, cuối cùng thì đụng mạnh vào một cây cổ thụ che trời. Mà cổ của ông ta đang bị một cánh tay cứng rắn như kìm sắt đè mạnh lên thân cây, cả người lơ lửng không thể động đậy. Trên cổ tay đó còn đeo một cái vòng kiểm tra công nghệ cao, nó không phát ra tiếng vang nào cả. Điều này chứng tỏ Lục Vân không sử dụng nội kinh. Vậy sức mạnh kinh khủng mà hắn bùng nổ ra là cái gì chứ? Chẳng lẽ? Ngô Thụy thở càng ngày càng gấp, sắc mặt đỏ bừng lên, cả đôi mắt cũng bắt đầu sung huyết đỏ lên, nhưng ông ta như quên đi tình cảnh của mình.
toàn thân ông ta đã bị sợ hãi vô tận bao phủ và cắn nuốt. Vòng kiểm tra nội kình không sáng lên chứng tỏ Lục Vân căn bản không phải là tu võ giả, mà là tu luyện giả đã vượt ra khỏi ràng buộc của thế tục và giới tu võ. Lâm Kiến đáng chém ngàn đao. Cậu muốn chết còn kéo tôi xuống nước làm gì? Trong lòng Ngô Thụy điên cuồng gào thét, sắc mặt càng ngày càng đỏ, thở cũng càng ngày càng gian nan. Ngô Thụy cảm thấy mình chỉ còn một bước nữa là vào Diêm Vương Điện. Nhưng ông ta không dám phản kháng, dù muốn cũng không phản kháng được. Đắc tội tu luyện giả chỉ còn con đường chờ chết mà thôi. Ông tự cứu mình còn khó thì làm sao lấy lại công bằng. Ngay khi Ngô Thụy cảm thấy mình sắp ngạt thở thì giọng nói lạnh lẽo của Lục Vân đã vang lên lần nữa. Hắn buông tay. Ầm. Sức lực toàn thân Ngô Thụy giống như bị rút cạn, quỳ rạp xuống đất dùng hai tay ôm cổ của mình rồi thở hổn hển. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của tu luyện giả sao? Thật sự đè bẹp triệt để ông ta. Nếu tu luyện giả như vậy chịu ra tay thì thần cảnh nước Mỹ, liên minh thí thần giả cái gì đều là một đám gà đất chó xanh. Đáng tiếc, tu luyện giả không giống với tu võ giả. Tu võ giả còn có phân chia quốc gia, nhưng tu luyện giả thì đã sớm coi nhẹ những điều này, dù bên ngoài đánh đến khí thế ngất trời nhưng chỉ cần không xúc phạm đến ích lợi của họ thì họ chẳng buồn đoái hoài. Tu luyện giả, tu luyện lớn hơn tất cả. Đây là nguyên nhân vì sao phần lớn tu luyện giả đều không xuất thế, họ thà ở lại trên Côn Luân, bởi vì nơi đó có linh khí tương đối nồng đậm, có lợi cho việc tu luyện. Ngô Thụy nằm mơ cũng không ngờ người thanh niên trước mặt lại là một tu luyện giả. Cũng may, hình như hắn không có ý định giết chết mình. Giờ phút này, nơi này đã triệt để tĩnh mịch lại. Cả đàn sói hoang cũng phát giác được khí tức khủng bố bên này nên ngừng chu lên. Long Diệp Tuyết, Lâm Kiến, Trịnh Dương như hóa đá. Những thủ vệ đi theo Ngô Thụy cùng đến sân Liệp Lang cũng biến thành tượng đá. Ai dám tưởng tượng người thanh niên đứng trước mặt họ, người mang danh Hoành Luyện Tông Sư trước mặt người đời lại là một tu luyện giả. Hoàn toàn không dám nghĩ. Rất lâu sau, thân thể uyển chuyển mềm mại của Long Diệp Tuyết run lên bần bật, đã tỉnh táo lại từ khiếp sợ, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt kích động. Khó trách. Khó trách Lục tiên sinh đối mặt với kẻ địch nào cũng có thể trấn định tự nhiên như vậy. Thì ra hắn là một tu luyện giả, thì ra trong mắt hắn thì những kẻ địch kia chỉ là sâu kiến. Khó trách hôm qua khi Trịnh Dương nói muốn đuổi mình ra khỏi học viện võ đạo kinh thành thì Lục tiên sinh lại nói là phúc hay họa thì hiện tại kết luận còn sớm lắm, đi theo hắn huấn luyện thì nói không chừng sau này những kẻ trịnh thượng cao ngạo kia sẽ biến thành sâu kiến dưới chân. Hóa ra là ý này. Sao Long Diệp Tuyết có thể không kích động? Đầu óc Lâm Kiến trở nên trống rỗng, ngay sau đó là hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Lục Vân lạnh nhạt đi về hướng gã. Bởi vì quá mức hoảng sợ nên Lâm Kiến quên luôn chuyện quỳ xuống, quên mất phải xin tha. Gã đã hoàn toàn bị dọa sợ. Đương nhiên, dù hiện tại gã quỳ xuống xin tha cũng đã muộn. Từ trước đến nay những thứ như cơ hội phải được nắm bắt, đáng tiếc anh không biết nắm bắt. Vậy thì xin lỗi, đợi đến kiếp sau đi. Tiếng nói của Lục Vân như tử thần tuyên án. Đến chết Lâm Kiến vẫn không tin nổi mạng của mình lại kết thúc mơ mơ hồ hồ như vậy. Nhưng cũng đúng như Lục Vân đã nói, hắn đã cho Lâm Kiến cơ hội. Lục Vân chưa từng chủ động đi trêu chọc gã. Lần trước trên thăng chức bữa tiệc của Đinh Văn Hoành cũng là Lâm Kiến dẫn đầu trào phúng, còn mượn chuyện mời rượu mà liên tục làm khó xử Lục Vân, thậm chí muốn để Đinh Văn Hoành phế tay chân của Lục Vân. Lần đó Lâm Kiến vốn đã phải chết. Là cha của gã Lâm Chấn Nghiệp kịp thời chạy tới đã cứu gã một mạng. Đáng tiếc, Lâm Kiến không biết sống chết còn muốn trả thù, liên hợp với Trịnh Dương, Long Tề lập nên cái bẫy này, âm mưu úp cái mũ, giết người cướp của, lên đầu Lục Vân. Kết quả là chơi với lửa có ngày chết cháy. Vào thời khắc hấp hối, Lâm Kiến hồi tưởng lại câu nói hôm qua của Lục Vân, tương lai anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thật là buồn cười đến cỡ nào. Lâm Kiến từng bước chơi chết bản thân. Nhìn thấy kết cục của Lâm Kiến, Trịnh Dương lập tức sợ vỡ mật, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy lên. Đương nhiên hắn ta biết kế hoạch của Lâm Kiến. Hôm qua khi nghỉ ngơi bên mép sân huấn luyện Lộ Thiên của học viện, Lâm Kiến đã nói kế hoạch này cho hắn ta nên Trịnh Dương mới bảo Long Diệp Tuyết ngừng huấn luyện cơ bản mà đổi thành thực chiến. Mục đích căn bản không phải là để Long Diệp Tuyết tiến hành huấn luyện thực chiến. Mà là muốn mượn ưu thế địa lý thiên nhiên của sân Tây Phong Liệp Lang để gài bẫy Lục Vân.
nhưng mà tạo hóa trêu ngươi. Ai có thể nghĩ đến cái bẫy họ bố trí kết quả lại bẫy chính bọn họ. Hiện tại trong lòng trừ Trịnh Dương trừ sợ hãi ra thì càng nhiều là hối hận. Hối hận không nên dẫm vào vũng nước đục này với Lâm Kiến. Bởi vì vũng nước đục lần này căn bản không có chỗ tốt nào cho hắn ta mà chỉ vì lấy lòng Lâm Kiến mà thôi. Lần này bỏ mạng vì chuyện này thật là xui xẻo. Trịnh Dương quỳ xuống đất run lẩy bẩy, cứ nghĩ hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng hắn ta lại đột nhiên bị tát mạnh một cái vào mặt, cảm giác nóng rát lập tức cắn nuốt hắn ta. Cái tát này là bài học cho anh, Lục Vân từ tốn nói. Trịnh Dương sững sờ, ngay sau đó là mừng rỡ. Hắn ta ăn một cái tát mà không chỉ không phẫn nộ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Điều này chứng tỏ Lục Vân không có ý định giết hắn ta. Trịnh Dương cấp tốc phản ứng, cứ như không cảm giác được đau đớn trên mặt mà dập đầu và nói, cảm tạ ân không giết của tiền bối. Cảm tạ ân không giết của tiền bối. Lục Vân yên lặng liếc hắn ta một cái. Mặc dù Trịnh Dương này là đồng lõa, nhưng tội không đáng chết nên Lục Vân cũng lười lấy mạng hắn ta. Trầm ngâm một lát, Lục Vân ra lệnh, bây giờ anh đi nói với Lâm Chấn Nghiệp con của ông ta bị tôi giết, nếu ông ta không phục thì đến nhà họ Long, tôi chờ. Vâng, vâng, tôi lập tức đi chuyển lời cho Lâm Hộ Pháp. Trịnh Dương vội vàng gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy tôi có nên nói cho Lâm Hộ Pháp thân phận tu luyện giả của tiền bối hay không? Tự anh xem rồi lo liệu đi. Lục Vân thuận miệng nói, căn bản không để ý đến vấn đề này. Nhưng Trịnh Dương nghe thấy câu này lại giật mình. Xem rồi lo liệu. Đây là đang ám chỉ mình cái gì sao? Bình thường nhân vật cấp bậc đại lão nói ra câu, xem rồi lo liệu, thì nhất định không phải là tùy ý quyết định, mà là nói cho đối phương biết, hiểu chuyện một chút, anh biết nên làm thế nào mà. Trịnh Dương cảm thấy mình rất hiểu chuyện nên không thể để lộ thân phận của đại lão, để tránh làm đại lão tức giận. Trịnh Dương yên lặng like cho sự thông minh của mình. Trên đường trở về, Long Diệp Tuyết rất thận trọng. Trước nay chưa từng thận trọng đến như vậy. Đây là một loại tâm lý bình thường. Tựa như lúc trước Lạc Ly vừa biết Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân cũng suýt quỳ xuống lại hắn, nhưng cũng may chị em họ tình thâm nên rất nhanh cô đã thích ứng được. Long Diệp Tuyết thì khác. Bởi vì Tiêu Thấm nên cô mới quen biết Lục Vân, thời gian quen biết cũng không quá dài. Trước đó Long Diệp Tuyết trừ cảm kích Lục Vân ra thì còn có một chút thiện cảm. Nhưng hiện tại cô càng không dám biểu đạt thiện cảm này ra, tâm tư càng tự ti. Chủ yếu là thân phận tu luyện giả của Lục Vân quá rung động. Lục Vân cũng phát giác sự thay đổi của Long Diệp Tuyết, lúc đi đường cô không dám tới gần mình quá mà yên lặng đi sau mấy bước, thế là hắn cười khổ và nói, cô Long, bộ tôi ăn thịt người à? À, Long Diệp Tuyết giật mình, lấy lại tinh thần rồi lắp bắp giải thích, không phải Lục tiên sinh, tôi, được rồi, tôi hiểu. Lục Vân nói, bước chân chậm dần để đi sóng vai với Long Diệp Tuyết. Ban đầu Long Diệp Tuyết còn hơi sợ hãi, thấy Lục Vân đi chậm dần thì cô cũng bất giác chậm lại theo, lại đi sau Lục Vân vài bước. Lục Vân đành đi chậm thêm nữa, cười trêu chọc, cô Long, tôi cảm thấy lấy tốc độ của chúng ta thì không chừng Lâm Chấn Nghiệp sẽ nhà họ Long trước luôn đấy. Mặt Long Diệp Tuyết hơi đỏ lên, nhưng tâm tình lại thả lỏng không ít. Thì ra Lục tiên sinh vẫn là Lục tiên sinh. Một lát sau, Long Diệp Tuyết hỏi, Lục tiên sinh, tại sao chúng ta phải chờ Lâm Hộ Pháp ở nhà họ Long? Theo lý thuyết, Lục Vân giết Lâm Kiến thì Lâm Chấn Nghiệp nhất định sẽ nổi giận, vừa rồi trực tiếp chờ ở sân Tây Phong Liệp Lang là được, Lâm Chấn Nghiệp nhất định đuổi tới rất nhanh. Không cần thiết vẽ vời thêm chuyện mà chạy đến nhà họ Long chờ đợi. Trong mắt Lục Vân lóe lên một tia sắc bén, nói, bởi vì một số người trong Long gia các cô làm tôi rất khó chịu. Nhân cơ hội này dứt khoát giải quyết luôn một thể. Lòng Long Diệp Tuyết run lên. Đương nhiên cô biết Lục Vân nói tới ai. Hai người trở lại nhà họ Long, Long Tề lập tức sửng sốt hỏi, sao các người lại về nhanh như vậy? Long Tề biết kế hoạch của Lâm Kiến. Chính xác mà nói ý tưởng này là ông ta bày mưu tính kế cho Lâm Kiến, dựa theo tình huống bình thường thì hiện tại Lục Vân đã bị đánh nửa tàn phế rồi. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt thì rõ ràng là khác với dự đoán. Lục Vân rất hứng thú mà nhìn về phía Long Tề, nhìn thấy chúng tôi trở về sớm như vậy, hình như ông rất kinh ngạc. Long Tề biến sắc, vội gượng cười nói, ha ha, chỉ hơi kinh ngạc thôi, không phải nói để Diệp Tuyết đi tham gia huấn luyện thực chiến sao, tốc độ này cũng quá nhanh. Gặp tình huống đặc biệt, Lục Vân nói,
Long Tề muốn nói lại thôi. Đương nhiên ông ta rất muốn hỏi bên sân Tây Phong Liệp Lang xảy ra chuyện gì, nhưng hỏi quá nhiều dễ bại lộ ý đồ, thế là vội vàng khắc chế bản thân. Ông ta chuẩn bị né tránh hai người Lục Vân để gọi điện thoại hỏi Lâm Kiến là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Lục Vân lại chủ động mở miệng nói, chúng tôi gặp được Lâm Kiến ở sân Tây Phong Liệp Lang. Long Tề dừng bước rồi bật thốt lên, sau đó thì sao? Sau đó, tôi giết Lâm Kiến. Lục Vân hời hợt nói ra câu này. Long Tề bỗng trừng lớn hai mắt, cứ như chưa kịp phản ứng từ những lời này của Lục Vân. Lục Vân còn nói thêm, Lâm Kiến dùng thi đấu giải trí để ngụy trang, ý đồ chụp mũ giết người cướp của mũ cho tôi, kết quả bị tôi phát giác, thế là tôi giết hắn. Vẫn hời hợt như vậy. Sau khi nói xong, Lục Vân còn cười như không cười mà nhìn Long Tề, thưởng thức nét mặt ông ta biến hóa. Biểu cảm của Long Tề trở nên vô cùng đặc sắc. Trái tim lộp bộp nhảy loạn lên, trông như đờ đẫn ra. Lục Vân có thể nói ra bốn chữ, giết người cướp của, thì chứng tỏ kế hoạch của họ được tiến hành bình thường, chí ít đã đến bước vu khống hãm hại. Nhưng đến bước này thì không phải đã trở thành điều hiển nhiên chứng cứ xác thật rồi sao? Mũ đã chụp lên, chỉ cần tìm cao thủ đến danh chính ngôn thuận phế Lục Vân là được. Sao lại xảy ra tình huống ngoài dự đoán này? Chẳng lẽ là Lâm Kiến chưa kịp chạy đi kêu gọi viện binh ở sân Liệp Lang đã bị Lục Vân giết rồi? Khả năng này rất lớn. Nhưng Long Tề không tin. Chủ yếu ông ta không muốn tin Lục Vân thật sự dám giết Lâm Kiến, phải biết rằng cha của Lâm Kiến chính là hộ pháp tân nhiệm của Võ Minh Kinh Thành, sao hắn dám giết Lâm Kiến? Sắc mặt Long Tề lúc xanh lúc trắng, ánh mắt lấp lóe nói, Lục tiên sinh thật biết nói đùa, tôi còn có chút chuyện cần làm, không trò chuyện với anh được nữa. Nói xong ông ta vội vã rời khỏi nơi đây rồi đi vào một góc hẻo lánh để gọi cho Lâm Kiến. Tút, tút, không ai nghe. Long Tề bỗng nhíu mày lại. Chẳng lẽ xảy ra chuyện thật? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lục Vân tuyệt đối không giết Lâm Kiến được, trừ phi hắn cũng không muốn sống, bởi vì chỗ dựa của Lâm Kiến là Võ Minh Kinh Thành, tu võ giả nào dám đắc tội Võ Minh. Hẳn là Lâm Kiến tạm thời có việc nên không tiện nghe máy. Long Tề vẫn không chịu tin tưởng sự thật này. Qua chừng nửa giờ, một tiếng giống phẫn nộ bỗng truyền đến từ bên ngoài, vang vọng cả đại viện nhà họ Long. Thằng nhãi họ Lục, lập tức cút ra đây cho tao. Là giọng của Lâm Chấn Nghiệp. Quả nhiên Lâm Chấn Nghiệp đã đến. Tiếng giống vang dội này làm kinh động cả nhà họ Long, ai cũng lộ vẻ hoảng sợ mà nhao nhao chạy đến cửa sân, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm Lâm hộ pháp tức giận như vậy. Lão gia tử Long Thuyên và hai anh em Long Xuyên, Long Tề cũng lập tức chạy tới cửa sân. Ai cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ có Long Tề không nghi hoặc mà là bất an. Cực kỳ bất an. Có thể làm Lâm hộ pháp phẫn nộ thành như vậy, chẳng lẽ trước đó Lục Vân nói thật, chẳng lẽ hắn thật sự giết Lâm Kiến rồi. Đây là muốn đưa tới tai họa ngập đầu cho nhà họ Long. Ngoài cửa sân nhà họ Long, Lâm Chấn Nghiệp mặt mày tái xanh. Toàn thân sôi trào sát ý, đôi mắt đỏ ké như dã thú muốn ăn người. Ông ta vừa nhậm chức hộ pháp chưa được bao lâu, vốn muốn khiêm tốn kín tiếng một thời gian. Nhưng mà Lục Vân đáng chết này lại giết con trai ông ta. Vậy hỏi sao ông ta kín tiếng được nữa? Lâm Chấn Nghiệp vốn là một con dã thú có dã tâm bừng bừng, vốn muốn ẩn núp một thời gian, kết quả lại bị Lục Vân làm kích động bộc phát bản tính. Hôm nay dù phải trả giá thế nào thì ông ta cũng phải để thằng danh Lục Vân này giết người đền mạng. Long Thuyên nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Chấn Nghiệp thì bị dọa phát sợ, kinh hãi hỏi, Lâm hộ pháp, rốt cuộc là chuyện gì làm ngài tức giận như vậy? Chuyện gì làm tôi tức giận? Lâm Chấn Nghiệp mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Vân giết con trai tôi, ông nói chuyện gì làm tôi tức giận? Ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang. Đột nhiên giáng xuống đầu đám người nhà họ Long. Mọi người cảm thấy chấn động. Lục Vân, giết con trai của Lâm hộ pháp. Thằng nhãi này điên rồi sao? Long Tề sợ vỡ mật, ông ta vốn không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng lời này đã được nói ra từ miệng Lâm Chấn Nghiệp thì không đến phiên ông ta không tin. Lâm Kiến thật sự đã chết trong tay Lục Vân. Đồ chó không biết sống chết. Long Tề sắp phát điên rồi. Long Thuyên, Long Xuyên cũng suýt sụp đổ. Hiện tại tất cả mọi người trong kinh thành đều biết họ nhà họ Long và Lục Vân có quan hệ thân cận,
Lục Vân giết chết con trai của Lâm Chấn Nghiệp thì nhà họ Long còn có thể bình yên vô sự sao? Sợ rằng cũng bị liên lụy, nghênh đón tai họa đáng sợ. Tất cả mọi người trong nhà họ Long đều đang run rẩy, rơi vào sợ hãi mãnh liệt. Thằng chó Lục Vân đâu, lập tức bảo hắn cút ra đây đền mạng cho con trai tao. Lâm Chấn Nghiệp lại nổi giận gầm lên một tiếng như sấm sét vang trời, làm đầu mọi người chấn động đến vang lên ong ong, thở không ra hơi. Lâm Chấn Nghiệp, đột nhiên giọng nói bình thản của Lục Vân vang lên, hắn chậm rãi đi ra từ đại viện nhà họ Long, Long Diệc Tuyết bình tĩnh đi theo bên cạnh. Trên dưới nhà họ Long trợn tròn mắt. Quả nhiên đã ngốc đến mức không có thuốc chữa, dám gọi thẳng tên của Lâm Chấn Nghiệp, thằng danh này thật là đáng chết. Mày muốn chết thì thôi đi, tại sao phải liên lụy nhà họ Long tụi tao? Lâm Chấn Nghiệp trông thấy Lục Vân đi ra thì sát ý trên người như thực thành chất hóa, phóng lên tận trời, khí tức dồn nén kinh khủng hơn khuếch tán ra. Ngạt thở đến cùng cực. Cứ như móng vuốt ác ma bóp chặt lấy trái tim mọi người. Chỉ cần hơi dùng sức sẽ bóp nát tim họ. Lục Vân vẫn rất bình tĩnh, không đoái hoài đến ánh mắt ăn người của Lâm Chấn Nghiệp mà nhìn về phía một thành viên trong đám người đi theo Lâm Chấn Nghiệp đến đây. Là Trịnh Dương. Hắn ta cũng đi theo đến đây. Lục Vân từ tốn nói, Trịnh giáo viên, anh nói lại kế hoạch của Lâm Kiến và chi tiết những gì xảy ra lại xem. Trịnh Dương gật gật đầu rồi đứng dậy. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn ta. Lâm Chấn Nghiệp cũng thế, ánh mắt ông ta âm trầm như nước. Long Tề thì không hiểu tại sao Trịnh Dương này lại nghe lời Lục Vân đến vậy, hắn không sợ đắc tội Lâm Chấn Nghiệp à. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, Trịnh Dương vẫn chậm rãi kể lại kế hoạch Lâm Kiến đặt bẫy ý đồ chụp mũ giết người cướp của lên đầu Lục Vân để báo thù, sau đó đe dọa Long Diệc Tuyết. Lâm Chấn Nghiệp đã nghe nói qua chuyện này. Khi Trịnh Dương đưa thi thể Lâm Kiến đến nhà họ Lâm cũng đã kể đại khái chuyện này cho Lâm Chấn Nghiệp rồi. Nhưng Trịnh Dương tự cho là thông minh mà bỏ qua không nhắc đến thân phận tu luyện giả của Lục Vân. Trong nháy mắt Lâm Chấn Nghiệp trông thấy thi thể con mình thì đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, chỉ nhớ một câu là người giết con mình là Lục Vân. Còn tại sao Lục Vân làm được thì ông ta không nghĩ lại mà lập tức sát ý bừng bừng dẫn một đám người chấp pháp vào tới nhà họ Long. Mặc kệ Lục Vân giết chết Lâm Kiến bằng cách nào, Lâm Chấn Nghiệp cũng phải tìm Lục Vân đòi câu trả lời. Trịnh Dương kể xong thì nơi này trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thẳng đến giọng nói của Lục Vân vang lên trực tiếp chất vấn Lâm Chấn Nghiệp, còn ông muốn hại tôi trước nên tôi giết hắn, làm sai chỗ nào. Gương mặt Lâm Chấn Nghiệp âm trầm, gầm thét lên, đúng là Kiến Nhi nhà tao đã làm sai trước, nhưng nó tội không đáng chết. Tội không đáng chết. Lục Vân cười lạnh một tiếng và nói, giả thiết kế hoạch của Lâm Kiến thật sự thành công, kết cục của tôi sẽ như thế nào? Không chết cũng tàn phế. Kết cục của Long Diệc Tuyết sẽ thế nào? Bị hắn ta chà đạp. Theo ý của ông thì những chuyện này tội không đáng chết, nhưng trong mắt Lục Vân này thì tội chết khó thoát, cho nên tôi giết hắn làm sai chỗ nào? Hừ, hay cho một câu tội chết khó thoát. Lâm Chấn Nghiệp tức giận hừ một tiếng và nói, mày chỉ nói là giả thiết, chưa trở thành sự thật. Có phải là tội chết hay không phải giao cho Võ Minh định đoạt, mà không phải do mày bao biện làm thay, mày có tư cách gì? Tôi không có tư cách. Lục Vân suýt bị câu nói này làm phì cười. Đường đường là Vân Thiên Thần Quân mà lại có ngày bị một hộ pháp Võ Minh nho nhỏ trách cứ rằng không có tư cách định tội một người, nếu truyền ra thì chắc sẽ làm người ta cười rất răng. Nhưng Lục Vân cũng lười khoe khoang thân phận Vân Thiên Thần Quân mà hỏi ngược lại, nếu muốn để Võ Minh đến định đoạt. Vậy ông lấy tư cách gì mà nói muốn giết tôi? Chẳng lẽ ông chỉ là một hộ pháp cũng có tư cách đại diện cho toàn bộ Võ Minh? Lục Vân vừa nói lời này thì lập tức làm tất cả mọi người nhà họ Long như dẫm trên băng mỏng. Chỉ là một hộ pháp. Rốt cuộc là người vô tri đến mức nào mới nói ra được lời ngu xuẩn như vậy? Thân phận hộ pháp Võ Minh kinh thành đã rất cao, gần với minh chủ Võ Minh, sao không thể đại diện cho Võ Minh chứ? Lục Vân vẫn còn quá trẻ, không hiểu Võ Minh vốn là một tập thể lợi ích. Trong lòng mọi người nhà họ Long thầm nghĩ. Lâm Chấn Nghiệp giận quá thành cười, nếu mày cho rằng tao không thể đại diện cho Võ Minh, vậy bây giờ mày có thể cùng tao trở về Võ Minh một chuyến, để bộ chấp pháp Võ Minh đến phán quyết xem rốt cuộc mày có đáng chết hay không. Thật có lỗi, tôi không có hứng thú. Lục Vân nhún vai và nói. Lục Vân lại nói ra lời kinh người. Một câu không có hứng thú làm tất cả mọi người kinh ngạc, gương mặt run rẩy.
Lâm Chấn Nghiệp đang mời anh đến bộ chấp pháp Võ Minh làm khách à? Anh nói không có hứng thú thì khỏi đi sao? Thằng danh này triệt để hết cứu rồi. Long Tề bịch bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Chấn Nghiệp xin tha, Lâm hộ pháp, họ Lục này gan to bằng trời, chết một vạn lần cũng không đáng tiếc, nhưng không liên quan đến nhà họ Long chúng tôi, càng không dính dáng đến Long Tề này, xin Lâm hộ pháp nương tay cho. Lâm Chấn Nghiệp cả giận nói, Lục Vân liên tục ra vào nhà họ Long, các người cũng tổ chức buổi tiệc 3 ngày 3 đêm cho hắn, hiện tại trong kinh thành ai không biết thằng danh này có quan hệ thân mật với nhà họ Long, sao lại không liên quan? Long Tề ngơ ngác thất sắc. Không chỉ Long Tề mà những người còn lại của Long gia đều lộ vẻ hoảng sợ và vô cùng hối hận. Lúc trước họ bày tiệc phô trương là vì muốn mượn Lục Vân để bám víu nhà họ Doãn, ai ngờ nhà họ Doãn lại đột nhiên rơi đài. Ai ngờ Lục Vân này lại đưa tới mầm tai vạ khổng lồ như thế. Long Tề sợ hãi nói, Lâm hộ pháp hiểu lầm, kỳ thật nhà họ Long và Lục Vân có quan hệ không tốt, chúng tôi và hắn chỉ là bạn bè mặt ngoài thôi. Đúng đúng đúng, quan hệ không tốt, chúng tôi đã sớm cắt đứt qua lại với hắn, là Lục Vân mặt dày cứ bám lấy nhà họ Long chúng tôi. Long Tề nói xong thì lập tức có người phụ họa. Trước đó tôi đã nói Lục Vân này không phải thứ gì tốt. Mục đích hắn tiếp cận nhà họ Long không đơn thuần, hắn chỉ thèm khát thân xác Long Diệp Tuyết thôi. Lâm hộ pháp, chuyện Lục Vân giết công tử của ngài thật sự không liên quan đến chúng tôi, nhiều nhất. Nhiều nhất là liên quan đến Long Diệp Tuyết, nhưng nó đã sớm tỏ ý là không muốn ở lại nhà họ Long nữa rồi. Vợ của Long Tề là Phương Mẫn nói. Long Xuyên trừng Phương Mẫn một cái, sau đó nhướng mày nhìn về phía Long Diệp Tuyết, thấy cô còn đứng bên cạnh Lục Vân thì nghiêm nghị quát, Diệp Tuyết. Tới đây. Long Diệp Tuyết không hề bị lay động, đôi mắt cô đã đóng băng lạnh lẽo. Cô đã sớm được chứng kiến những người này thích bợ đỡ thế nào. Lần trước đối mặt với anh em nhà họ Uông, họ cũng liều mạng muốn phân rõ ranh giới với Lục Vân, kết quả Lục Vân đánh một trận thành danh thì lại trường mặt đến lấy lòng hắn. Thực sự quá thực tế. Long Diệp Tuyết không dám đi chung. Gần đây lão gia tử Long Thuyên luôn bị tẩy não, lúc này cũng khẽ lắc đầu. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Sai. Lần này Lục Vân thật sự sai rồi. Quá sai rồi. Mất đi chỗ dựa là nhà họ Doãn, hắn không nên đi đắc tội nhà họ Lâm nữa. Nhưng dù nhà họ Doãn không ngã xuống thì hắn cũng không nên giết Lâm Kiến, Lâm Chấn Nghiệp chỉ có một đứa con trai, Lục Vân giết gã thì Lâm Chấn Nghiệp không tìm đến liều mạng mới là lạ. Long Thuyên bất đắc dĩ thở dài. Lục Vân sai, ông ta cũng sai. Sai ở chỗ không nên đặt tất cả hy vọng lên người Lục Vân. Lần trước bày tiệc 3 ngày 3 đêm đã triệt để cột nhà họ Long và Lục Vân lại với nhau. Quả thực là hồ đồ đến cực điểm. Long Thuyên rất tuyệt vọng. Giờ phút này, Lục Vân yên lặng nhìn đám người nhà họ Long trở mặt thì lộ ra nụ cười nghiền ngẫm và nói, tôi cảm thấy họ nói không sai, tôi và nhà họ Long chỉ là bạn bè mặt ngoài, Lâm Kiến là tôi giết, không liên quan gì đến kẻ nào trong nhà họ Long cả. Hả? Nghe thấy lời này của Lục Vân, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhà họ Long họ rõ ràng là ngọn cỏ đầu tường thích gió chiều nào theo chiều đó, nhìn thấy Lục Vân gây ra đại họa thì vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn, hành vi này rất ghê tởm. Đáng lẽ Lục Vân nên hận họ mới đúng, sao còn chủ động giải thích cho họ? Khó hiểu. Vậy khỏi phải hiểu. Chỉ cần có thể phủi sạch quan hệ là được. Long Tề vội vàng nói, Lâm hộ pháp. Ngài cũng nghe Lục Vân chính miệng thừa nhận chỉ là bạn bè mặt ngoài với nhà họ Long chúng tôi rồi đó, có thủ oán gì ngài cứ việc chút lên người hắn, chỉ xin tha cho nhà họ Long chúng tôi. Gương mặt Lâm Chấn Nghiệp rất âm trầm, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lục Vân, cười lạnh một tiếng, mày cũng rất khí phách, đợi lát nữa tao sẽ cho mày toàn thây. Ông ta chậm rãi vặn vẹo cổ, ánh mắt rơi vào Long Thuyên. Nguyên do của chuyện này là do cháu gái cưng của ông. Muốn tôi bỏ qua cho nhà họ Long cũng được, bảo cháu cưng của ông thành hôn với Kiến Nhi nhà tôi. Lâm Chấn Nghiệp biết con mình Lâm Kiến thích Long Diệp Tuyết. Lần này đặt bẫy Lục Vân tuy cũng có ý trả thù, nhưng chủ yếu là muốn bắt Lục Vân để uy hiếp Long Diệp Tuyết. Cho nên Lâm Chấn Nghiệp nói nguyên do là Long Diệp Tuyết cũng không sai. Long Thuyên, Long Xuyên và mẹ của Long Diệp Tuyết nghe thấy lời này thì sắc mặt lập tức thay đổi. Lâm Kiến đã chết rồi. Lâm Chấn Nghiệp còn bảo Long Diệp Tuyết thành hôn với gã thì chẳng phải là minh hôn. Đây là muốn hủy hoại Long Diệp Tuyết. Mẹ Long Diệp Tuyết đương nhiên không đành lòng, vội quỳ xuống trước mặt Lâm Chấn Nghiệp khóc nức nở khẩn cầu.
Lâm Chấn Nghiệp làm như không thấy. Sắc mặt Long Thuyên và Long Xuyên rất khó coi. Ngược lại những người khác của Long gia như Long Tề, Phương Mẫn đều mừng thầm, chỉ cần Lâm Chấn Nghiệp bỏ qua cho họ thì họ không quan tâm Long Diệp Tuyết sống hay chết. Huống chi tai họa này vốn là do Long Diệp Tuyết gây nên. Ai bảo Hồng Nhan họa thủy chứ? Long Tề như quên mất nếu không phải ông ta bày kế cho Lâm Kiến thì sẽ không đi đến tình trạng này. Cha, chuyện này đã không cách nào cứu vãn, cha cũng đâu muốn người của nhà họ Long vì tội bao che mà bị Lâm Hộ Pháp bắt vào tù đúng không? Đúng thế, cha, một khi đi vào nhà tù Võ Minh thì muốn ra ngoài cũng không dễ, chúng ta nhất định phải dứt khoát quyết định, để cháu Diệp Tuyết đi kết minh hôn, con cũng rất đau lòng, nhưng thật sự hết cách rồi. Vợ chồng Long Tề bày ra khổ nhục kế, quỳ lạy Long Thuyên. Những người khác của Long gia cũng quỳ trước mặt Long Thuyên, hy vọng ông ta có thể quả quyết từ bỏ Long Diệp Tuyết để bảo vệ nhà họ Long. Trên mặt Long Thuyên tràn đầy đau đớn, nhìn những tộc nhân Long gia trước mắt mà bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn về phía Long Diệp Tuyết, thấy cô vẫn hờ hững thì không khỏi đau hơn. Làm sao ông ta nói ra những lời này được? Tôi cũng tiếp xúc không ít với Võ Minh, tổng kết được là một đám sâu mọt. Nhất là dạng người như Lâm Chấn Nghiệp càng là suy đồi trong đám sâu mọt. Ngay khi đám người nhà họ Long khẩn cầu Long Thuyên đưa ra quyết sách thì bỗng nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên làm họ run rẩy. Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này là vang lên từ miệng Lục Vân. Là hắn. Lại là hắn. Lại là thằng chó không biết sống chết này. Câu nói vừa rồi của hắn đã mắng toàn bộ Võ Minh, còn mắng Lâm Chấn Nghiệp là suy đồi trong đám sâu mọt. Mọi người đã không biết nên đánh giá hắn như thế nào, căn bản không tìm thấy từ nào để đánh giá hắn. Chỉ có thể nói Lục Vân không chết thì thiên lý bất dung. Lục Vân, mày dám bất kính với Võ Minh, tội thêm một bậc, chết đi cho tao. Lâm Chấn Nghiệp triệt để nổi giận mà thét dài một tiếng, sát ý như lũ lụt trút xuống, cuồn cuộn phun trào lao thẳng về hướng Lục Vân. Long Tề cười lạnh và nói, Lâm Hộ Pháp uy vũ. Thằng danh này liên tục nói ngông nói càn. Không biết kính sợ ai cả, hắn đã sớm đáng chết, Lâm Hộ Pháp đang vì dân trừ hại. A, à, Long Tề đang cố gắng nịnh nọt Lâm Chấn Nghiệp thì đột nhiên nhướng mày, cảm thấy thân thể mình trở nên rất nhẹ. Cúi đầu nhìn lại, ông ta phát hiện hai chân mình đã rời khỏi mặt đất, thân thể lơ lửng một cách quỷ dị. Long Tề lập tức sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Lâm Chấn Nghiệp vốn chuẩn bị đánh chết Lục Vân ngay tại chỗ thì nghe thấy tiếng kinh hô của Long Tề nên liếc nhìn qua rồi lập tức sửng sốt. Những người ở đây cũng tập trung nhìn về hướng Long Tề. Kinh ngạc. Không hiểu. Sao ông ta đột nhiên lơ lửng như vậy? Đây không phải hiệu quả lơ lửng có thể đạt được khi Long Tề tự phóng ra nội kình, mà giống như bị người ta xách lên hơn. Ai có bản lĩnh như vậy chứ? Trừ Trịnh Dương, Long Diệp Tuyết ra thì những người khác đều sợ hãi. Nghi hoặc không hiểu. Lúc này, Lục Vân chậm rãi mở miệng, Lâm Chấn Nghiệp, ông không hiếu kỳ một hoành luyện tông sư như tôi làm sao giết chết con của ông là Lâm Kiến sao? Ông không hiếu kỳ vì sao Ngô Thụy không ngăn được tôi sao? Ngô Thụy người phụ trách sân Tây Phong Liệp Lang, tu vi là tôn giả cảnh trung kỳ. Lục Vân có thể nói ra câu này chứng tỏ hắn đã giao thủ với Ngô Thụy, hơn nữa nghe ra được hình như Ngô Thụy còn thua trong tay hắn. Trong lòng mọi người run lên. Lâm Chấn Nghiệp cũng run lên bần bật, ánh mắt vốn tràn ngập sát ý đột nhiên phóng ra vẻ không thể tin được. Lúc nãy ông ta hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, Trịnh Dương cũng không nhắc nhở ông. Lâm Chấn Nghiệp chỉ biết con của mình bị Lục Vân giết chết, ông ta còn tưởng rằng khi Lục Vân ra tay thì Ngô Thụy không có ở hiện trường. Hiện tại xem ra rõ ràng không phải. Sâu trong nội tâm Lâm Chấn Nghiệp đột nhiên sinh ra một linh cảm không lành. Cực kỳ mãnh liệt. Đúng lúc này, khóe môi Lục Vân bỗng nhếch lên một nụ cười rất cạn, nói, tôi biết ông rất ngờ vực, tôi biết phần lớn những người ở đây cũng thấy khó hiểu. Hắn dừng lại một chút. Giây lát sau, hắn tiếp tục nói, vậy tôi biểu thị lần nữa cho các người làm sao tôi giết chết Lâm Kiến dưới mí mắt của Ngô Thụy nhé. Tiếng nói vừa dứt, Lục Vân đột nhiên rời mắt về hướng Long Tề đang lơ lửng, hai tay đang chắp sau lưng hơi khép lại, khẽ phun ra một chữ, chết. Răng rắc. Bỗng nhiên, chỉ thấy thân thể Long Tề bỗng co quắp lại, hai chân điên cuồng đạp mấy lần trên không trung, không đến hai hô hấp thì cổ ông ta đã nghiêng qua rồi gãy mất. Ầm. Thi thể Long Tề đập mạnh xuống làm bay bụi mù khắp nơi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt,
mắt lòi ra như muốn lọt ra khỏi tròng. Nhịp tim họ tạm ngừng, sau đó thì bịch bịch bịch, hoàn toàn không khống chế được, lồng ngực giống như muốn nổ tung ra. Linh hồn cũng run rẩy không ngừng. Thuật pháp thần thông, cách không giết người. Đây là tu luyện giả. Trong chớp mắt, cảm giác rung động, hoảng sợ, kinh hãi như thủy triều ập đến mãnh liệt, trong nháy mắt đã cắn nuốt cả người họ. Ầm ầm, như bị sét đánh. Lâm Chấn Nghiệp bỗng lùi lại hai bước, miệng ọc máu tươi ra ngoài, khí tức uể oải, sát ý vốn sôi trào không thôi đã không còn lại chút nào. Ông ta không bị công kích mà thuần túy là vì lửa giận và sát ý lúc nãy đã dâng trào quá cao rồi đột nhiên bị sợ hãi vô tận ăn mòn mới làm nỗi lòng bất ổn, miệng phun máu tươi. Lục Vân lạnh nhạt mở miệng hỏi, bây giờ tôi nói con ông mạo phạm tôi trước, tội chết khó thoát, ông có ý kiến gì không? Lâm Chấn Nghiệp lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ông ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vân. Tôi hỏi ông có ý kiến gì không? Lục Vân hỏi lại. Thân thể Lâm Chấn Nghiệp chấn động, đau khổ lắc đầu và nói, không có. Không có, là Lâm Kiến mạo phạm tiền bối trước, nó. Đáng chết. Đắc tội tu luyện giả thật sự đáng chết. Hơn nữa Lâm Kiến còn không chỉ đắc tội một lần, cho nên gã chết không oan uổng. Giờ phút này Lâm Chấn Nghiệp đâu còn chút tâm tư báo thù nào, chỉ sợ Lục Vân sẽ chút lửa giận, giận chó đánh mèo lên đầu mình. Đúng thế, thế giới này hiện thực như thế đó. Nắm tay của ai lớn hơn thì người đó có quyền lên tiếng, nắm đấm của tu luyện giả đủ để đánh cho cả võ minh vỡ thành mảnh vụn. Lâm Chấn Nghiệp nào dám đắc tội hắn? Nếu ông không có ý kiến thì cút đi, Lục Vân từ tốn nói. Vâng, cảm tạ ân không giết của tiền bối. Lâm Chấn Nghiệp mang theo đám người chấp pháp rời đi, mặc dù mất con rất thương tâm, nhưng đối phương là tu luyện giả nên ông ta trêu chọc không nổi, có thể nhặt về một cái mạng đã là may mắn rồi. Trịnh Dương ở lại. Là Lục Vân bảo hắn ta ở lại. Cô Long, hiện tại có hai con đường để cô lựa chọn, một là bái tôi làm thầy và trở thành một tu luyện giả, hai là tiếp tục trở lại học viện võ đạo kinh thành để tu võ. Trải qua chuyện này, dù thế nào Trịnh Dương cũng không dám nhằm vào Long Diệp Tuyết nữa, thậm chí còn phải nịnh bợ cô. Cho nên dù Long Diệp Tuyết trở lại học viện võ đạo kinh thành cũng không cần lo lắng bị làm khó dễ. Long Diệp Tuyết ngơ ra. Khó tin được mà nhìn Lục Vân và nói, ý Lục tiên sinh là tôi có thể lựa chọn bái ngài làm thầy và trở thành một tu luyện giả. Đúng thế, Lục Vân gật đầu cười. Con đường tu luyện coi trọng cơ duyên, nhiều nhất Lục Vân chỉ có thể làm người dẫn đường để dẫn Long Diệp Tuyết vào cánh cửa tu luyện giả thôi, về sau phát triển như thế nào còn cần xem bản thân cô. Dù sao Lục Vân đã dẫn mấy chị gái vào hàng ngũ tu luyện giả rồi, có thêm một Long Diệp Tuyết cũng không thành vấn đề. Long Diệp Tuyết cắn môi trầm ngâm một lát rồi bỗng cười một tiếng và nói, tôi lựa chọn trở lại học viện võ đạo kinh thành. Trở lại học viện võ đạo kinh thành là quyết định của Long Diệp Tuyết. Đương nhiên cô biết tu luyện giả mạnh hơn tu võ giả rất nhiều, hai bên căn bản không cùng một cấp độ. Nhưng Long Diệp Tuyết không có dã tâm lớn như vậy. Trước kia cô chỉ muốn an phận ở lại nhà họ Long, về sau quyết định tu võ chỉ vì muốn thoát khỏi vận mệnh của mình. Không muốn bị gia tộc xem như vật hy sinh để đi liên hôn. Hiện tại Lâm Kiến chết rồi thì tất nhiên không ai còn ép cô gả đến nhà họ Lâm, hơn nữa do kiêng kỵ Lục Vân nên nhà họ Long cũng không dám buộc cô làm chuyện mình không muốn nữa. Long Diệp Tuyết đã rất thỏa mãn. Về sau chỉ cần có thể yên lặng ở lại học viện võ đạo kinh thành thì cô đã thấy đủ rồi. Long Diệp Tuyết không tham lam. Còn tu luyện giả thì để cô yên lặng ngước nhìn là được, giống như lúc này cô đang yên lặng nhìn Lục Vân. Cô Long, tôi tôn trọng mọi quyết định của cô. Lục Vân nhìn Long Diệp Tuyết đầy tán thưởng, vừa cười vừa nói. Cô gái bướng bỉnh này thật làm người ta lau mắt mà nhìn. Lục Vân lại nói với Trịnh Dương, thầy Trịnh, về sau giao cô Long cho anh, chắc anh biết phải làm thế nào rồi. Tôi đã hiểu, xin tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc lòng dạy bảo cô Long, sẽ không tái phạm sai lầm trước kia. Trịnh Dương trịnh trọng hứa hẹn, trong lòng cực kỳ vui mừng. Long Diệp Tuyết là một cầu nối liên kết với tu luyện giả là Lục Vân. Đương nhiên Trịnh Dương rất vui lòng dạy bảo Long Diệp Tuyết, về sau cũng có thể kiếm được thiện cảm từ chỗ Lục Vân. Thử hỏi ai không muốn ôm đùi của tu luyện giả. Sau khi dặn dò Trịnh Dương xong thì ánh mắt bình thản của Lục Vân lại đảo qua bọn người Long Thuyên. Lúc này đám người nhà họ Long đã ngây ra như phỗng rất lâu.
Từ khi cái chết của Long Tề làm lộ thân phận tu luyện giả của Lục Vân thì họ luôn nằm trong trạng thái này. Ngơ ra. Đờ đẫn. Cứ như linh hồn bị rút ra khỏi thân thể. Sao họ ngờ được Lục Vân luôn sống bên cạnh họ, liên tục qua lại với nhà họ Long lại là một tu luyện giả. Sớm biết Lục Vân là tu luyện giả thì họ đã không trở mặt nhiều lần như vậy mà nhắm mắt ôm chặt lấy đùi của Lục Vân là được. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Một cơ duyên to lớn đáp xuống đầu họ vô số lần, kết quả bị họ bỏ lỡ vô số lần. Có lẽ đây chính là số mệnh của nhà họ Long, không có phúc để nhận lấy. Lục tiên sinh, kỳ thật. Long Thuyên cố gắng cứu vãn, tính mở miệng nói bông đùa vài câu, nhưng còn chưa nói hết lời thì đã nghe Lục Vân cắt ngang. Long lão gia tử, tôi từng có ấn tượng không tệ trong lần đầu tiên gặp ông. Lục Vân nói đến thế thôi rồi không tiếp tục nữa. Nhưng Long Thuyên đã hiểu ý hắn, trước kia ấn tượng không tệ, hiện tại có lẽ là chẳng có ấn tượng gì tốt. Kỳ thật nếu bỏ qua tất cả nhân tố, xét đến cùng thì Lục Vân cũng là ân nhân cứu mạng nhà họ Long, lúc trước nếu không có hắn thì Long Thuyên đã sớm bị bệnh chết, nhà họ Long cũng sẽ suy sụp. Là Lục Vân cho nhà họ Long một cơ hội. Kết quả nhà họ Long lại trở mặt hết lần này đến lần khác, triệt để xóa sạch thiện cảm của Lục Vân đối với họ. Trong lòng Long Thuyên vô cùng chua xót, chỉ có thể dùng nụ cười khổ để che giấu. Đúng lúc này, phù phù, Long Diệc Tuyết bỗng quỳ xuống đất. Long Thuyên kinh hãi nói, Diệc Tuyết, cháu làm gì vậy? Ông nội, tha thứ cho Diệc Tuyết bất hiếu, về sau có lẽ cháu sẽ không trở về nhà họ Long nhiều nữa. Long Diệc Tuyết hít sâu một hơi rồi nói. Tất cả mọi người đờ ra. Lời này của Long Diệc Tuyết có nghĩa là cô muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Long, chỉ là cách nói hơi uyển chuyển hơn thôi. Diệc Tuyết, cháu. Trong lòng Long Thuyên rất đau, nhưng lại không biết nên nói gì để xoa dịu Long Diệc Tuyết. Bảo Long Diệc Tuyết đừng xúc động. Nhưng đây là xúc động sao? Rõ ràng là nhà họ Long không ngừng tổn thương Long Diệc Tuyết, không ngừng làm cô thất vọng đến cực độ nên cô mới đưa ra quyết định to gan như thế. Nhất là vừa rồi bọn họ còn muốn đẩy Long Diệc Tuyết ra minh hôn, dùng cách này để bảo vệ nhà họ Long, đã triệt để làm tổn thương cô rồi. Long Thuyên còn mặt mũi gì để giữ cô lại? Mẹ Long Diệc Tuyết chảy nước mắt mà nói, con gái ngoan của mẹ, mẹ ủng hộ con, nhà họ Long thật sự không đáng để con ở lại. Bà cũng đã quá thất vọng với nhà họ Long. Long Diệc Tuyết lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng, lại quay qua an ủi, mẹ. Nếu sau này mẹ nhớ con thì có thể tới học viện võ đạo kinh thành thăm, không có gì bất ngờ xảy ra thì sau khi tốt nghiệp con sẽ ở lại đó làm giáo viên. Mẹ Long Diệc Tuyết trịnh trọng gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ đầu đến cuối Long Diệc Tuyết không nhìn đến Long Xuyên một cái. Trong lòng Long Xuyên tràn đầy hối hận, ông ta thừa nhận người làm cha này không xứng chức, cả con gái mình mà cũng không bảo vệ được. Ông ta cũng không có mặt mũi hy vọng được con gái tha thứ. Sau khi quỳ lạy xong, Long Diệc Tuyết đứng dậy nói với Trịnh Dương, thầy, chúng ta về trường đi. Ba người rời đi. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, Long Thuyên bi ai thở dài một tiếng, khi ánh mắt đảo qua vợ của Long Tề là Phương Mẫn thì đột nhiên trở nên rét lạnh mấy phần. Nhà họ Long lần lượt bỏ lỡ cơ hội cũng không thể bỏ qua công lao của vợ chồng Long Tề chết rồi thì thôi, nhưng Phương Mẫn còn sống, thế thì về sau bà ta sẽ sống không yên ổn nổi trong nhà họ Long. Phương Mẫn lập tức như rớt vào hầm băng. Sau khi đi đến cổng học viện võ đạo kinh thành, Lục Vân dừng bước và nói, cô Long, tôi không đi vào đâu, về sau có cơ hội tôi sẽ đến trường học thăm cô, hy vọng khi đó cô đã trở thành một giáo viên ưu tú. Long Diệc Tuyết khựng lại. Sâu trong lòng cô bỗng dâng lên sự lưu luyến mãnh liệt. Không thể nói tình cảm của cô đối với Lục Vân là oanh liệt nồng cháy, thậm chí cô còn hơi phản cảm trong lần đầu tiên gặp mặt Lục Vân. Bởi vì khi đó người này dùng ánh mắt gian manh mà nhìn chằm chằm giữa hai chân của cô. Nhưng về sau ở chung với hắn đã làm Long Diệc Tuyết dần dần thích người đàn ông này, sự yêu thích đó rất tự nhiên. Thử hỏi có người phụ nữ nào không siêu lòng trước một người đàn ông ưu tú như vậy? Ánh mắt Long Diệc Tuyết như làn nước, lấy hết dũng khí mà nói, Lục tiên sinh, tôi có thể ôm anh một cái không? Long Diệc Tuyết nói xong thì tiến lên rồi nhẹ nhàng dựa vào người Lục Vân. Nhưng rất nhanh đã tách ra, cứ như chuồn chuồn lướt nước. Lục tiên sinh, tôi sẽ ghi nhớ tiếng tim đập của anh. Long Diệc Tuyết nở nụ cười ngọt ngào. Cô vốn cho rằng nhân vật như Lục Vân là người mà mình vĩnh viễn không thể với tới, cũng không dám hy vọng xa vời Lục Vân sẽ thích mình.
nhưng vừa rồi khi Long Diệp Tuyết dựa sát vào thì cô cảm nhận được nhịp tim của Lục Vân tăng nhanh. Chí ít chứng minh đã từng có một khoảnh khắc cô làm người đàn ông ưu tú này tim đập lỗi nhịp. Long Diệp Tuyết cảm thấy đã đủ rồi. Đưa mắt nhìn hai người đi vào trường học, Lục Vân cười khổ một tiếng, sức hút đáng chết không thể giấu được của mình lại làm một cô gái xao xuyến, thật là nghiệp chướng nặng nề. Kiếp sau chẳng lẽ mình sẽ gặp báo ứng, biến thành xấu xí như Uông Đào sao? Lục Vân không khống chế được mà dùng mình một cái. Sau khi giải quyết xong chuyện của Long Diệp Tuyết thì Lục Vân đã thu được một phần danh sách tuyệt mật đến từ ám bộ của Thiên Sáp Điện. Trên danh sách có tên của hơn 10 tổ chức đến từ các nơi trên thế giới, trong đó bao gồm cả Liên minh Ninja của Đông Dương Quốc. Phần danh sách này chính là những thế lực gần đây bị Liên minh Thí Thần Giả lung lạc. Lúc này cách ngày Thiên Sáp Phương ngã xuống đã qua một thời gian, trong mắt các thế lực thì Thiên Sáp Điện mất đi Thiên Sáp Phương tuy cũng đáng kiêng kỵ, nhưng đã không còn lực uy hiếp như ngày xưa. Đám đầu trâu mặt ngựa bắt đầu ngóc đầu lên. Dựa theo cách nói của Lục Vân chính là cây to ngã xuống thì bầy yêu sẽ xuất hiện, viên đạn bắn ra ngoài này đã bay đủ xa, sắp bắn trúng bia rồi. Có tin tức nói rằng Liên minh Thí Thần Giả chuẩn bị nhắm vào Thiên Sáp Phong vào nửa tháng sau. Thiên Sáp Phong nằm ở tây bắc bộ của Long Quốc nơi giao nhau của một số quốc gia, là ngọn núi cao nhất trong đông đảo những ngọn núi ở đó, sở dĩ được đặt tên là Thiên Sáp Phong là bởi vì Thiên Sáp Phương. Trên phần tuyết trắng trên Thiên Sáp Phong có một pho tượng khổng lồ hình người đứng sừng sững, dáng người thẳng tắp, tay cầm Ngự Linh Thần Kiếm, ánh mắt dưới mặt nạ đầu rồng nhìn về phía phương xa. Mặc dù là điêu khắc nhưng lại vô cùng sống động, thể hiện ra sự cái thế vô song của Thiên Sáp Phương vô cùng tinh tế. Đây là biểu tượng võ đạo đỉnh cao. Bây giờ Thiên Sáp Phương đã chết, thần cảnh Alex nước Mỹ đứng lên, hắn ta ỷ vào Ngự Linh Thần Kiếm của Thiên Sáp Phương mà trở thành thần trong các vị thần của Liên minh Thí Thần Giả. Nửa tháng sau, Liên minh Thí Thần Giả chuẩn bị leo lên Thiên Sáp Phong phá hủy pho tượng của Thiên Sáp Phương để đổi thành thần trong các vị thần Alex. Đến lúc đó các thế lực đều sẽ chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này. Sau khi biết được tin tức này, dân chúng Long Quốc vô cùng bi thương, nhưng họ không thể làm gì, bởi vì trong các tu võ giả đương thời thì Alex là mạnh nhất. Những người Long Quốc vẫn không muốn tin tưởng Vân Thiên Thần Quân đã ngã xuống trải qua thời gian dài như vậy vẫn không nhận được chút thông tin nào liên quan tới Thần Quân Điện Hạ nên cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Thời đại của Thiên Sáp Phương đã qua. Vị thần mới sắp quật khởi. Khi Lục Vân biết được tin tức này lại cười. Tất cả những gì hắn làm vì chờ đợi giờ khắc này, chờ tất cả thế lực đều hiện thân trên Thiên Sáp Phong thì cũng là lúc Lục Vân này giải quyết dứt điểm. Lục Vân yên lặng nhìn danh sách trong tay, trên đó có tên của rất nhiều tổ chức xa lạ, trước kia họ e ngại Thiên Sáp Phương nên không dám phô trương, hiện tại lại liên tục ngoi đầu lên. Tất cả phải cảm ơn Liên minh Thí Thần Giả đã lung lạc những tổ chức này thành một khối. Giúp Lục Vân biết thì ra trên đời này vẫn tồn tại nhiều tai họa ngầm không xác định như vậy. Quả thực rất ghê gớm. Ở phía cuối danh sách, sau tên mấy tổ chức có ghi chú màu đỏ, đang thương lượng. Ý là mấy tổ chức này tạm thời chưa đồng ý gia nhập Liên minh Thí Thần Giả, nhưng chắc cũng nhanh, bởi vì Liên minh Thí Thần Giả thống nhất giới tu võ đã là xu hướng chung. Trong đó có tên của một tổ chức làm Lục Vân chú ý ám ảnh các. Đây không phải là tổ chức sát thủ ẩn trong Long Quốc sao? Sao Liên minh Thí Thần Giả lại chú ý tới tổ chức này? Lục Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nhớ chị ba Liễu Yên của mình đã từng là thành viên của tổ chức này, nhưng lại thuộc về tầng dưới chót. Theo Liễu Yên Nhi thì cô gia nhập ám ảnh các là vì tìm kiếm thân thế của mình, bởi vì trong trí nhớ của cô có chút ấn tượng liên quan tới ám ảnh các. Sau đó Lục Vân cũng bảo người của ám bộ đi thăm dò. Kết quả đạt được là ám ảnh các căn bản là một tổ chức sát thủ tán loạn. Nói cách khác là tổ chức sát thủ hạng 3. Bằng không Liễu Yên Nhi sẽ không trở thành thành viên của tổ chức này dễ dàng như thế. Theo lý thuyết thì Liên minh Thí Thần Giả căn bản sẽ không chú ý và không quan tâm đến tổ chức này, sao lại được liệt kê vào danh sách này. Hơn nữa có thể thấy được từ ba chữ, đang thương lượng, này rằng, Liên minh Thí Thần Giả còn rất khó giải quyết tổ chức đó. Thế là Lục Vân liên hệ với ám bộ và nhận được tin tức chi tiết liên quan tới tổ chức này, thì ra ám ảnh các không nằm ở Long Quốc mà là Bắc Lang Quốc. Họ còn biết các chủ của ám ảnh các là một người Long Quốc tên là Khâu Ngọc Đường. Cái này rất thú vị. Lục Vân lập tức cảm thấy hứng thú với ám ảnh các ở Bắc Lang Quốc, có lẽ hắn có thể tìm ra một chút thông tin liên quan đến thân thế của Liễu Yên Nhi từ bên kia.
Lục Vân quyết định đến Bắc Lang Quốc một chuyến. Hắn có nên dẫn Liễu Yên Nhi đi cùng không? Lục Vân cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định tạm thời không nói chuyện này cho Liễu Yên để tránh không tra được manh mối lại làm cô thất vọng. Lục Vân đi đến viện mồ côi Dương Quang một chuyến, tìm ông nội Ngô mượn một tấm ảnh hồi nhỏ của Liễu Yên rồi lên đường tiến về hướng Bắc Lang Quốc. Bắc Lang Quốc, trong một tòa kiến trúc lớn tương tự như giáo đường, thật ra nơi này là trụ sở của ám ảnh các, lúc này bầu không khí ở đây cực kỳ khẩn trương. Ám ảnh các là một tổ chức sát thủ do người của Long Quốc sáng lập, hơn 20 năm trước chuyển từ Long Quốc đến Bắc Lang Quốc, trải qua nhiều năm dần dần phát triển lớn nên đã trở thành tổ chức sát thủ đứng đầu ở Bắc Lang Quốc. Nhưng những ngày gần đây ám ảnh các từ chối tất cả nhiệm vụ, không còn hoạt động nhiều nữa. Bởi vì liên minh thí thần giả đang tạo áp lực với họ. Thần phục hoặc là bị hủy diệt. Dưới ám ảnh các có ba điện lần lượt là Minh Vương Điện, Dạ Xoa Điện, Huyết Ngục Điện. Hôm nay điện chủ ba điện tụ hội lại bàn bạc về tương lai của ám ảnh các. Ba người đều cho rằng liên minh thí thần giả đang rất nổi bật và có hành vi rất bá đạo. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập, nếu không thứ chờ đợi ám ảnh các chính là diệt vong. Người đàn ông trung niên có râu cá chê ngồi trên cao nghe ba điện chủ thuyết phục mình thì nhíu chặt mày lại. Gia nhập liên minh thí thần giả có nghĩa là triệt để đối địch với giới tu võ Long Quốc, các người xác định muốn làm thế. Người đàn ông râu cá chê này tên là Khâu Ngọc Đường, là các chủ đương nhiệm của ám ảnh các. Liên minh thí thần giả còn chưa chiếm được ám ảnh các là nhờ sự tồn tại của ông. Khâu Ngọc Đường không đồng ý đề nghị của ba điện chủ. Một lão giả mặt đỏ nói, các chủ, bắt đầu từ ngày Thiên Sát Vương chết thì thế cục thế giới tu võ giả đã xảy ra thay đổi, bây giờ giới tu võ Long Quốc không còn đáng sợ nữa. Lão là điện chủ của Huyết Ngục Điện. Là người chủ trương muốn gia nhập liên minh thí thần giả nhất. Một người đàn ông mập lùn và cũng là điện chủ Minh Vương Điện nói, liên minh thí thần giả thống nhất giới võ đạo là chuyện sớm hay muộn, bây giờ chúng ta gia nhập không phải chuyện xấu, huống chi chúng ta không có lựa chọn nào khác. Liên minh thí thần giả có dã tâm rất lớn, ý đồ khống chế các tổ chức tu võ giả của nhiều quốc gia, ám ảnh các chính là một trong những mục tiêu của bọn họ. Nếu ám ảnh các không đồng ý hoặc là dám phản kháng thì liên minh thí thần giả sẽ dùng đến biện pháp cưỡng chế, thành lập một tổ chức sát thủ mới ở Bắc Lang Quốc để thuận tiện khống chế. Nói cách khác chính là ám ảnh các dám không phục tùng thì chờ bị hủy diệt đi. Liên minh thí thần giả có được kỹ thuật cải tạo gen nên có thể chế tạo ra vô số thần cảnh, họ có tư cách bá đạo như vậy. Trừ hai vị điện chủ này ra thì còn có một người đàn ông khuôn mặt âm nhu, đó là điện chủ của Dạ Xoa Điện. Hắn không nói gì nhưng cũng có suy nghĩ tương tự như hai điện chủ còn lại. Quy thuận liên minh thí thần giả là lựa chọn sáng suốt nhất trước mắt. Khâu Ngọc Đường chau mày, nói, tôi hiểu tâm tình của các người, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng đừng quên thực chất trong người các vị chảy huyết mạch của Long Quốc. Sao ông không biết liên minh thí thần giả vô cùng cường thế, quy thuận mới là đường ra duy nhất, nhưng tình cảm trong lòng lại nói với ông là không thể làm như thế. Thí thần? Thí là cái gì? Là Vân Thiên Thần Quân. Tổ chức mang tính sỉ nhục này cả cái tên cũng có ý hạ thấp Vân Thiên Thần Quân, Khâu Ngọc Đường thực sự không muốn gia nhập tổ chức như vậy, trong lòng rất khó chịu. Điện chủ Huyết Ngục Điện hừ một tiếng và nói, các chủ, chúng ta đã rời khỏi Long Quốc nhiều năm rồi, đâu còn gì là huyết mạch Long Quốc, tôi thà mình là người Bắc Lang Quốc. Trên mặt Khâu Ngọc Đường lộ ra chút không vui, ông là ông, tôi là tôi. Cho dù sinh sống ở Bắc Lang Quốc này hơn 20 năm thì tôi vẫn không quên mình là người Long Quốc. Hừ, có phải là người Long Quốc hay không quan trọng như vậy sao? Điện chủ Huyết Ngục Điện không tán thành quan điểm của Khâu Ngọc Đường, lão cảm thấy ám ảnh các đã rời đến Bắc Lang Quốc tức là thuộc về Bắc Lang Quốc, chẳng liên quan gì đến Long Quốc nữa. Các chủ, lúc này người đàn ông âm nhu vẫn trầm mặc không nói gì bỗng mở miệng, ông nhắc nhở chúng tôi đừng quên mình là người Long Quốc. Có phải tôi cũng nên nhắc nhở các chủ một câu, năm đó là Long Quốc phụ chúng ta trước. Ba điện nhìn như là phân điện thuộc hạ của ám ảnh các, nhưng kỳ thật ba điện chủ sớm đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với Khâu Ngọc Đường. Cho nên lúc điện chủ Dạ Xoa Điện nói chuyện cũng không kiêng kỵ chút nào, căn bản không sợ Khâu Ngọc Đường. Hai điện chủ còn lại cũng thế. Lần này tìm Khâu Ngọc Đường thương lượng đối sách chỉ là nể mặt ông thôi, ông đồng ý thì tốt. Nếu không thì ba điện không ngại thoát ly ám ảnh các. Lời người đàn ông âm nhu nói làm Khâu Ngọc Đường rơi vào trầm tư. Một lát sau, ông thở dài và nói, xem ra các người đã sai một khái niệm, năm đó phụ lòng chúng ta không phải Long Quốc,
mà là Võ Minh, là Tiêu gia. Khác nhau ở chỗ nào? Điện chủ Huyết Ngục Điện trầm giọng mà nói, người có quyền quyết sách tối cao trong Võ Minh là họ Tiêu, mà Võ Minh đại diện cho giới tu võ Long Quốc, cho nên Tiêu gia phụ lòng chúng ta chính là Long Quốc phụ lòng chúng ta. Điện chủ Minh Vương Điện cười lạnh nói, những năm qua mặc dù không ở Long Quốc, nhưng tôi cũng có nghe ngóng chuyện ở đó, bây giờ Võ Minh Long Quốc đã triệt để thối nát, thực đáng buồn. Điện chủ Dạ Xoa Điện đồng ý, giới tu võ Long Quốc đã tiêu tan rồi, dù đối địch với họ thì đã sao? Gia nhập liên minh thí thần giả mới là đường ra duy nhất. Vậy Thiên Sáp Điện thì sao? Khâu Ngọc Đường bỗng mở miệng làm ba điện chủ khựng lại, hiển nhiên là bị cái tên này làm phát sợ. Dựa theo cách nói của các người thì Võ Minh đại diện cho giới tu võ Long Quốc, vậy Thiên Sáp Điện thì sao, các người coi Thiên Sáp Điện là gì? Khâu Ngọc Đường tiếp tục hỏi ngược lại. Ba người trầm mặc. Hồi lâu sau, điện chủ Huyết Ngục Điện mới ậm ờ mở miệng, tôi thấy Thiên Sáp Điện cũng cá mè một lứa với Võ Minh, nếu không tại sao lại trơ mắt nhìn Võ Minh mục nát mà không có hành động gì? Hai điện chủ còn lại cũng gật đầu nói, không sai, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Thiên Sáp Điện và Võ Minh đều giống nhau, đã triệt để hư thối. Họ vừa nói ra lời này thì lập tức cảm giác được sự lạnh lẽo thấu xương truyền ra từ trên người Khâu Ngọc Đường. Ha ha, hiện tại lá gan của ba người càng lúc càng lớn, nếu Vân Thiên Thần Quân còn sống thì các người có gan nói ra lời này không? Khâu Ngọc Đường cười lạnh một tiếng và nói. Ông vừa gọi là Vân Thiên Thần Quân mà không phải Thiên Sáp Vương. Đây là một loại kính sợ xuất phát từ nội tâm. Khâu Ngọc Đường bị ép rời khỏi Long Quốc hơn 20 năm, nếu nói không có chút oán giận nào là không có khả năng. Ông cũng hận. Nhưng Khâu Ngọc Đường hận Võ Minh mà không phải Long Quốc, cũng không phải Thiên Sáp Điện. Ngược lại, từ đầu đến cuối ông không quên mình là người Long Quốc và cũng duy trì lòng kính trọng đối với Vân Thiên Thần Quân. Người đàn ông như thần tiên kia là thần bảo hộ của Long Quốc, vẫn luôn dẫn dắt Thiên Sáp Điện chống lại ngoại địch, nội bộ hư thối không liên quan gì đến hắn cả. Cho nên ba điện chủ nói Thiên Sáp Điện và Võ Minh là cá mè một lứa làm Khâu Ngọc Đường cực kỳ không vui. Ba điện chủ thấy Khâu Ngọc Đường nổi giận cũng thức thời bỏ qua đề tài này. Nói tiếp chuyện này cũng không có ý nghĩa. Dù sao Thiên Sáp Vương đã chết rồi, họ chỉ cần kiên định chủ trương gia nhập liên minh thí thần giả là được. Khâu Ngọc Đường thích hay không là chuyện của ông. Ha ha, Khâu các chủ, ông có giác ngộ này làm tôi rất vui mừng. Khi đôi bên liên tục rằng co thì một tiếng cười cởi mở bỗng vang lên, ngay sau đó chỉ thấy một thanh niên Long Quốc nhảy xuống từ đỉnh giáo đường. Bốn người đều giật nảy mình như gặp kẻ địch. Điện chủ Huyết Ngục Điện, lão giả mặt đỏ kia lập tức căng thẳng lớn tiếng quát hỏi, anh là người phương nào? Bắt đầu nghe lén chúng tôi nói chuyện từ lúc nào? Thanh niên cười cười rồi nói, tôi tên là Lục Vân, là người Long Quốc giống như các người, từ lúc các người nói câu đầu tiên thì tôi đã nghe rồi. Là người Long Quốc giống như các người. Câu nói này làm ba điện chủ khẽ nhíu mày, nhưng nửa câu nói sau của Lục Vân lại làm sắc mặt họ biến đổi. Hắn đã có mặt ngay từ câu nói đầu tiên. Điều này chứng tỏ Lục Vân đã đứng trên đầu bọn họ hơn 20 phút, khó mà tin nổi là họ lại không phát giác gì cả. Ám ảnh các là tổ chức gì? Là tổ chức sát thủ. Họ am hiểu nhất là ẩn núp. Nhưng ai ngờ người thanh niên trước mắt nấp trên đầu họ lâu như vậy mà lại không lộ ra chút khí tức nào. Khâu Ngọc Đường hơi nheo mắt lại, cảnh giác hỏi, anh cũng là sát thủ. Người có được thủ đoạn ẩn núp cao minh như vậy không thể không làm ông nghi ngờ. Lục Vân lắc đầu nói, không phải, tôi đi ngay ngồi thẳng, không giống những người thích trốn trốn tránh tránh như các người. Làm càn, điện chủ Minh Vương Điện gầm thét một tiếng. Thằng danh này nói đi ngay ngồi thẳng gì đó không phải đang cười nhạo họ không thể lộ diện ngoài ánh sáng sao? Mặc dù bọn họ thật sự là vậy. Anh Lục, nếu anh là người Long Quốc thì vì sao lại chạy tới Bắc Lang Quốc, còn nghe lén chúng tôi lâu như vậy có mục đích gì? So với ba điện chủ, rõ ràng Khâu Ngọc Đường càng có khả năng kiềm chế nên không nhanh không chậm mà hỏi. Tôi vốn chỉ muốn đến chào hỏi Khâu các chủ, còn cuộc đối thoại vừa rồi các người thì tôi không cố ý nghe lén. Nhưng thấy các người tranh chấp dữ dội như thế nên tôi thuận tiện xem trò vui luôn. Lục Vân nhìn về phía Khâu Ngọc Đường. Nói thật trước khi tới ám ảnh các hắn không ngờ thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ lại là người yêu ghét rõ ràng như thế. Ấn tượng đầu tiên không tệ. Điện chủ Huyết Ngục Điện lại hừ lạnh và nói, nghe lén chính là nghe lén, sao lại nói hiên ngang như thế. Lục Vân không thèm phản ứng lão.
Khâu Ngọc Đường như suy nghĩ gì đó mà nói, vừa rồi anh nói tới chào hỏi tôi, chẳng lẽ trước đó chúng ta quen biết? Không quen, Lục Vân lắc đầu, vừa cười vừa nói, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, sao lại có cơ hội quen biết Khâu các chủ, chỉ ngẫu nhiên nghe nói các chủ ám ảnh các là người Long Quốc nên muốn tới xem thử. Hừ, ba điện chủ chúng tôi cũng là người Long Quốc, sao không thấy anh đến thăm hỏi? Điện chủ Huyết Ngục Điện trầm mặt, vẫn luôn duy trì địch ý với Lục Vân. Lục Vân trêu tức liếc nhìn lão rồi mỉa mai nói, không phải ông vừa nói mình đã biến thành người Bắc Lang Quốc sao, sao lại là người Long Quốc nữa rồi? Anh, trong mắt điện chủ Huyết Ngục Điện lóe lên vẻ tức giận, đương nhiên biết thằng danh này đang cố tình chế nhạo mình. Trên khuôn mặt âm nhu của điện chủ Dạ Xoa Điện bỗng hiện ra một nụ cười lạnh thâm trầm, nói, mục đích mày đến đây có phải là thăm hỏi hay không cũng không quan trọng. Ồ, vậy ông cảm thấy cái gì quan trọng? Tao cảm thấy mày nghe thấy chuyện không nên nghe được, giết mày quan trọng nhất. Khóe miệng người đàn ông âm nhu kia nhếch lên độ cong nguy hiểm. Lục Vân lại như không phát giác mà phối hợp nói, cái gì là chuyện không nên nghe thấy? Là chuyện ba đại điện các người chuẩn bị gia nhập liên minh thí thần giả. Hay là ám ảnh các người từng có quan hệ với Võ Minh Long Quốc. Hay là chuyện các người hạ thấp Thiên Sáp Điện. Lời nói này của Lục Vân đủ chứng minh cuộc đối thoại vừa rồi của họ thật sự bị hắn nghe thấy không sót một chữ. Cả sắc mặt của Khâu Ngọc Đường cũng âm trầm xuống. Nếu như Lục Vân chỉ vào nhầm ám ảnh các thì Khâu Ngọc Đường còn có thể nể mặt hắn là người Long Quốc mà tha cho một mạng, nhưng hắn đã nghe thấy nhiều như vậy thì chỉ có thể diệt khẩu. Có một số việc thật sự không tiện tiết lộ ra ngoài. Anh Lục, bình thường ám ảnh các chúng tôi không giết người nằm ngoài nhiệm vụ. Nhưng hôm nay anh đến thật không phải lúc, cũng không nên nghe lén chúng tôi nói chuyện, cho nên xin lỗi. Mặt Khâu Ngọc Đường phát lạnh, sát ý tràn ra, đang chuẩn bị ra tay thì chợt nghe thấy một tiếng bước chân thanh thúy truyền đến từ đằng xa. Đó là tiếng giày da ma sát trên sàn nhà. Khâu Ngọc Đường khẽ nhíu mày, chỉ có thể tạm thời thu sát khí lại rồi nhìn ra ngoài cửa, còn người ông bỗng co rụt lại. Ba điện chủ cũng nhao nhao nhìn qua bên kia, vẻ mặt đều thay đổi. Đó là một người đàn ông mặc đồ vest màu trắng, cao chừng 1m9, khí chất cao quý tao nhã, trên đầu đội một cái mũ dạ tròn màu trắng khẽ nghiêng để che lại nửa bên mặt. Giày da màu đen trên chân đánh ra tiếng cộc 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 với mặt đất khi hắn ta bước đi, mang đến một loại áp lực khó hiểu. Mấy người bạn của tôi, các người đã bàn bạc xong chưa? Người đàn ông mặc đồ vest trắng này nói tiếng Long Quốc rất lưu loát, hắn ta chậm rãi tháo mũ dạ xuống để lộ ra gương mặt phương Tây điển hình. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hansen, đến từ Liên Minh Thí Thần Giả. Người đàn ông đặt mũ dạ tròn màu trắng trước ngực rồi nho nhã giới thiệu, nếu không phải hắn nói ra tên tổ chức thì người khác còn nghĩ hắn là một quý tộc đến từ phương Tây. Ngoài cửa có mấy thủ hạ ám ảnh các của các người không nghe lời nên tôi đã đưa chúng lên thiên đường, xin đừng trách tôi. Hansen tiếp tục nói, cho dù giết mấy sát thủ ám ảnh các, nhưng hắn nói ra lại hết sức hời hợt. Hơn nữa nhìn âu phục trên người hắn trắng sáng hơn tuyết, không nhìn thấy giọt máu nào thì có thể suy đoán ra lúc giết người hắn không phí chút sức lực nào cả. Người này cực mạnh, chỉ sợ lại là một thần cảnh nhân tạo. Nếu không hắn cũng không dám lẻ loi một mình xông vào tổng bộ ám ảnh các. Sự thật đúng là như thế. Chỉ thấy điện chủ Huyết Ngục Điện cung kính tiến lên và nói, ngài Hansen, chúng tôi đã trao đổi với các chủ, nhưng hình như Khâu các chủ không có ý quy thuận liên minh. Điện chủ Minh Vương Điện, điện chủ Dạ Xoa Điện cũng theo sát phía sau đi về hướng Hansen. Rất hiển nhiên, trước đó họ đã quen biết Hansen. Thật sao, nghe thấy điện chủ Huyết Ngục Điện nói vậy, ánh mắt Hansen lấp lóe rồi cười hỏi, Khâu các chủ, ông có thể cho tôi một lý do vì sao không chịu gia nhập liên minh không? Bởi vì tôi không muốn làm chó, nhất là chó của người Mỹ các người. Sắc mặt Khâu Ngọc Đường rất khó coi, nói. Ba điện chủ quy thuận liên minh thí thần giả là chuyện mà ông đã sớm dự liệu được. Vừa rồi họ nói chuyện căn bản cũng không phải đang thảo luận, mà là khuyên nhủ, khuyên Khâu Ngọc Đường cũng trở thành thành viên của liên minh thí thần giả giống như họ. Khâu Ngọc Đường vẫn luôn nhớ mình là người Long Quốc nên không chịu làm chuyện hèn hạ này. Điện chủ Huyết Ngục Điện lắc đầu nói, Khâu Ngọc Đường, ông quá ngu xuẩn, tục ngữ nói chết tử tế không bằng tiếp tục sống, sao ông lại không hiểu đạo lý này chứ? Hiện tại lão chẳng buồn gọi, các chủ, nữa mà trực tiếp hô tên của Khâu Ngọc Đường.
Điều này có nghĩa là ba đại điện đã sớm chuẩn bị sẵn sàng quyết liệt với ám ảnh các. Điện chủ Minh Vương Điện thở dài và nói, Khâu Ngọc Đường, cần gì chứ, dù bây giờ ông có cốt khí thì có thể biểu hiện cho ai xem. Chờ ông chết rồi, chẳng lẽ người Long Quốc sẽ ghi nhớ ông? Điện chủ Dạ Xoa Điện nói bổ sung bằng giọng nói âm nhu, Khâu Các Chủ, ông đừng quên, dù sao, ông cũng là tội phạm truy nã cấp độ SSS của Võ Minh Long Quốc. Buồn cười, đối mặt với lời thuyết phục của ba điện chủ, Khâu Ngọc Đường lại cười lạnh một tiếng và nói, chuyện mà Khâu Ngọc Đường này làm xưa nay không vì ai xem cả, tôi chỉ muốn không thẹn với lương tâm thôi. Chỉ muốn không thẹn với lương tâm, Khâu Các Chủ nói hay lắm. Trong góc bỗng vang lên tiếng nói của Lục Vân, nghiễm nhiên mang một dạng thưởng thức. Các chủ ám ảnh các này thật làm hắn bất ngờ, thật khó tưởng tượng thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ lại nói ra câu không thẹn với lương tâm này. Nhưng so với những đám ngụy quân tử khoác áo ngoài chính nghĩa lại làm chuyện âm hiểm thì ông mạnh hơn nhiều. Khâu Ngọc Đường im lặng nhìn Lục Vân một cái. Đến lúc nào rồi mà thằng danh này còn rảnh rỗi nịnh nọt, không thấy thế cục bây giờ khẩn trương đến mức nào sao? Khâu Ngọc Đường nhíu mày suy tư một lát, bỗng quay đầu nói với Lục Vân, anh Lục, lúc đầu anh nghe lén bí mật của ám ảnh các chúng tôi muốn giết ngươi, nhưng hiện tại anh tìm cơ hội rời đi đi. Ba đại điện đã tách khỏi ám ảnh các, Khâu Ngọc Đường biết lát nữa họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình, cho nên bí mật đã không còn quan trọng nữa. Nể tình Lục Vân là đồng bào Long Quốc, để hắn chạy đi cũng coi như làm một việc thiện. Mặc dù Khâu Ngọc Đường cũng biết cơ hội Lục Vân chạy thoát cực kỳ xa vời. Hansen vẫn duy trì nụ cười yêu nhã kia mà nói, Khâu Các Chủ, lòng can đảm của ông làm tôi rất bội phục, nhưng ông không quy thuận liên minh thì chúng ta chỉ có thể là kẻ địch. Khâu Ngọc Đường cúi đầu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Giây lát sau, ông bỗng quay đầu hét lớn một tiếng với Lục Vân, đi. Tiếng giống vừa dứt thì thân thể ông đã chấp động, đột nhiên chủ động công kích Hansen, nội kình như thủy triều tuôn ra khiến áo bào phồng lên, hình thể như lớn lên mấy phần. Trái lại Hansen vẫn giữ nụ cười đó. Khí chất hắn cao quý yêu nhã như một quý tộc thượng lưu, đối mặt với Khâu Ngọc Đường đột nhiên phát động công kích, hắn không chút hoang mang mà thong dong lùi bước, giống như một công tử tao nhã. Khâu Các Chủ, ông quá xúc động. Hansen cười nói một câu, hơi vẫy mũ dạ trong tay một cái, động tác cực kỳ ôn hòa, nhưng lại bùng nổ khí thế khủng bố cực đoan. Không ngoài dự đoán hắn là thần cảnh. Cùng lúc đó, điện chủ Huyết Ngục Điện tính tình nóng nảy đột nhiên nhe răng cười một tiếng, ngay vào lúc Khâu Ngọc Đường ra tay thì lão cũng lập tức hóa thành một lôi đình khủng bố mà đánh thẳng về hướng Lục Vân. Khâu Ngọc Đường muốn để người thanh niên này chạy đi, lão lại không đồng ý, cũng coi như thể hiện trung thành cho Hansen thấy. Huyết Ngục Thủ. Điện chủ Huyết Ngục Điện vừa ra tay đã tung ra tuyệt chiêu của mình, nội kình trào lên làm bàn tay phải của lão như bàn ủi nung đỏ, toàn thân hiện ra màu đỏ tươi. Một trường hiên ngang chụp vào lồng ngực Lục Vân. Lục Vân không né được. Chí ít trong mắt điện chủ Huyết Ngục Điện thì Lục Vân không né được, cho nên một trường này của lão giáng thẳng vào ngực Lục Vân. Ầm ầm, nội kình đỏ như máu xuyên qua bàn tay mà bắn thẳng ra. Nụ cười gằn của điện chủ Huyết Ngục Điện càng dữ tợn. Huyết Ngục Thủ của lão dù đối đầu với tôn giả cảnh thì một trường giáng xuống cũng có thể đập nát trái tim, chơi chết một tên Lục Vân quả thực dễ như trở bàn tay. Điện chủ Huyết Ngục Điện đang nghĩ như vậy, bàn tay cũng thật sự đập lên người Lục Vân, nhưng ngay sau đó lão lại sửng sốt. Hắn không sao cả. Điện chủ Huyết Ngục Điện sửng sốt. Huyết Ngục Thủ của lão thật sự đã đánh vào ngực Lục Vân, nhưng Lục Vân lại không nhúc nhích tí nào, biến hóa duy nhất chính là nụ cười nghiền ngẫm trên khóe miệng Lục Vân. Tại sao lại như vậy? Mi tâm của điện chủ Huyết Ngục Điện bỗng nhảy lên một cái. Vừa rồi lão nhìn thấy Lục Vân không né tránh nên còn tưởng rằng Lục Vân chưa kịp phản ứng, cả lúc này cũng thế, Lục Vân không phóng ra lá chắn hộ thể nào cả. Vậy làm sao hắn có thể chống lại công kích của mình kia chứ? Sắc mặt điện chủ Huyết Ngục Điện vốn ửng đỏ, lúc này còn nghẹn thành màu đỏ thẫm, lão dồn hết sức lực giáng một chưởng ra lần nữa. Lục Vân vẫn không nhúc nhích. Điện chủ Huyết Ngục Điện ngơ ngác thất sắc. Rốt cuộc cũng biết vừa rồi không phải mình xuất hiện ảo giác mà là người thanh niên trước mắt thật sự cản được Huyết Ngục Thủ. Hơn nữa còn là hai lần. Điện chủ Huyết Ngục Điện ý thức được không ổn nên theo bản năng muốn lùi lại phía sau, kết quả lúc này lại thấy Lục Vân bỗng kẹp bàn tay của lão lại rồi cười khẽ và nói, lão già, thủ pháp đấm bóp của lão không được rồi.
Nói xong, hắn đột nhiên bóp mạnh. Vèo. Máu tươi bắn tung tóe ra. Bàn tay của lão giả mặt đỏ trực tiếp đứt mất. Không sai. Đứt mất. Không phải xương cốt vỡ nát, mà là từ chỗ cổ tay mang cả da thịt và xương cốt triệt để biến thành một mặt cắt ngang, hoàn toàn tách rời với bàn tay màu đỏ ngòm kia. Điện chủ huyết ngục điện cũng ngơ ra rất lâu rồi mới phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Huyết ngục thủ mà lão khổ luyện nhiều năm lại bị chặt đứt như vậy sao? Còn bị một hậu bối trẻ hơn lão mấy chục tuổi dùng tay không bóp gãy. Rốt cuộc người thanh niên này là ma quỷ từ đâu chạy đến? Lão giả mặt đỏ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết thu hút ánh mắt của hai điện chủ còn lại. Khi họ trông thấy lão giả mặt đỏ gãy mất tay thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chuyện gì đã xảy ra? Thậm chí họ còn không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì vừa rồi lực chú ý của họ đều tập trung lên người Hansen, thấy hắn yêu nhã ung dung đánh lui Khâu Ngọc Đường ra ngoài mà không nén được sợ hãi thán phục. Vị thần cảnh đến từ liên minh thí thần giả này quả thực là đổi mới nhận thức của họ đối với chiến đấu. Hóa ra một người có thể tao nhã như vậy khi chiến đấu, nhìn chẳng những không có chút cảm giác bạo lực nào mà lại có một vẻ đẹp rất độc đáo. Đây chính là dạng lưu manh mặc vest đúng không? Còn phía Lục Vân, hai người căn bản không để ý đến, họ không nghi ngờ thực lực của lão giả mặt đỏ có thể đánh chết Lục Vân đơn giản như nghiền chết một con kiến nên tất nhiên không cần phải quan sát. Nhưng ai mà ngờ tới chỉ đảo mắt một cái điện chủ huyết ngục điện đã phát ra một tiếng hét thảm, huyết ngục thủ mà lão luôn lấy làm kiêu ngạo cũng bị cắt đứt một cách quỷ dị, thực sự vượt qua dự đoán của hai người. Thằng danh kia có gì đó quái lạ, nhanh, hai người các người đồng loạt ra tay, chơi chết hắn. Lão giả mặt đỏ che lấy chỗ cụt tay của mình mà lớn tiếng gầm rú, đánh thức hai người đang ngây ra, ánh mắt họ phát lạnh rồi cùng tấn công về hướng Lục Vân. Đưa tụi mày lên Tây Thiên. Lục Vân lạnh lẽo cười một tiếng, bóng dáng biến mất một cách quỷ dị, một giây sau đã xuất hiện sau lưng điện chủ Dạ Xoa Điện. Lần đầu tiên tao trông thấy dáng vẻ âm hiểm của mày thì đã cảm thấy không thoải mái, cho nên mày là kẻ đầu tiên lên đường. Lục Vân giơ tay bóp lấy cổ điện chủ Dạ Xoa Điện, khiến khuôn mặt vốn âm nhu lập tức tái nhợt đi, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã lệch qua một bên. Răng rắc, cổ hắn đã gãy mất. Mày là người thứ hai. Giải quyết xong người đàn ông âm nhu, bóng dáng của Lục Vân chớp động, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt người đàn ông mập lùn, cũng chính là điện chủ Minh Vương Điện, hắn tung một chưởng đập vào đỉnh đầu điện chủ Minh Vương Điện. Vừa rồi điện chủ Minh Vương Điện đồng loạt ra tay với điện chủ Dạ Xoa Điện, thấy điện chủ Dạ Xoa Điện đột nhiên chết đi thì nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ lấy lại tinh thần thì đã thấy Lục Vân xuất hiện trước mặt hắn. Đồng tử của hắn lập tức chấn động. Tốc độ này thật quá khủng bố. Giờ phút này cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao bàn tay của điện chủ huyết ngục điện lại gãy mất, đó là vì người thanh niên trước mắt căn bản không phải người mà họ có khả năng trêu chọc. Trốn! Điện chủ Minh Vương Điện nhanh chóng lùi lại, đã không còn tâm tư giao chiến nữa mà chỉ muốn né tránh một chưởng của Lục Vân. Nhưng tốc độ của hắn nhanh đến mấy thì tốc độ của Lục Vân còn nhanh hơn. Bàn tay kia như bóng với hình, cuối cùng vẫn đập thẳng lên đỉnh đầu của điện chủ Minh Vương Điện. Răng rắc! Điện chủ Minh Vương Điện chết. Chỉ còn lại lão giả mặt đỏ huyết ngục điện ban đầu kia. Kẻ khởi xướng này trông thấy Lục Vân dữ dội như thế, trong chớp mắt đã giết chết hai tên tôn giả cảnh như gãi ngứa thì lập tức bị sợ vỡ mật. Ngài Hansen, cứu! Lão giả mặt đỏ căn bản không có lá gan đối mặt với Lục Vân nên chỉ có thể cầu cứu Hansen, kết quả lão vừa hé miệng thì bỗng nhìn thấy một vệt sáng sắc bén đâm vào mi tâm mình. Phù phù! Lão giả mặt đỏ ngã xuống đất bỏ mình, chỗ mi tâm đột nhiên thủng ra một lỗ máu dọa người. Hai mắt lão trừng lớn. Rốt cục trước khi tử vong lão cũng hiểu vì sao Lục Vân khủng bố như vậy, bởi vì lão cảm nhận được khí tức của tu luyện giả từ vệt sáng kia. Từ khi nào mà tu luyện giả lại nhúng tay vào chuyện của giới tu võ? Hắn rảnh rỗi như vậy sao? Sự nghi ngờ này của lão giả mặt đỏ không cách nào đạt được giải đáp. Từ lúc Lục Vân cắt đứt cổ tay của lão giả mặt đỏ đến lúc đánh giết ba người, nhìn như rất dài, nhưng kỳ thật chỉ mới trôi qua vài giây thôi. Mỗi một lần đánh giết đều chỉ trải qua giây lát thôi. Cho nên chờ Hansen kịp phản ứng thì ba người đã trở thành thi thể. Khâu Ngọc Đường tự biết không phải đối thủ của Hansen nên khi ra tay ông rất nghiêm túc, không dám phân tâm chút nào, đột nhiên thấy Hansen sửng sốt thì ông cũng kinh ngạc theo. Ông nhìn theo ánh mắt của Hansen.
thân thể Khâu Ngọc Đường lập tức run rẩy kịch liệt. Sao ba điện chủ lại chết hết cả rồi? Chẳng lẽ là thanh niên tên là Lục Vân kia giết? Ánh mắt phức tạp của Khâu Ngọc Đường rơi lên người Lục Vân, mặc dù khó mà tin nổi, nhưng chỉ có đáp án này mới giải thích được hiện tượng quỷ dị đó. Anh rất tao nhã đấy. Ngay khi hai người giật mình thì giọng nói của Lục Vân bỗng vang lên, sau đó bộc một tiếng giòn vang, Hansen đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Hansen, thần cảnh đến từ liên minh thí thần giả, yêu nhã, cao quý, bộ đồ vest màu trắng đặt may vừa người làm nổi bật khí chất này đến cực hạn. Nhưng giờ phút này, chát, một bàn tay bất ngờ cách mấy chục mét hung hăng tát vào gương mặt cao ngạo tự tin của hắn. Có thể thấy rõ ràng hàm răng của hắn thò thẳng ra ngoài. Ngay sau đó thân thể hắn lơ lửng, lăn lộn như một con quay phi hành, không rõ đã quay mấy vòng do tốc độ quá nhanh, chỉ biết là rất chật vật. Cực kỳ chật vật. Cứ như một con chó. Hắn nằm dạp trên mặt đất, há hốc miệng không ngừng phun máu, cả khuôn mặt đã mất đi chi giác. Đầu cũng đau nhức như chấn động não. Cái tát này của Lục Vân quá ác, trực tiếp phá tan phòng ngự sinh lý và tâm lý của Hansen. Hansen ngơ ra. Tránh. Bàn tay đột nhiên xuất hiện trong không trung ở khoảng cách mấy chục mét này thì làm sao hắn tránh được. Căn bản không cách nào né tránh. Chỉ có thể thần phục dưới cái tát của Lục Vân. Khâu Ngọc Đường cũng ngơ ra. Cường giả trong mắt của ông, Hansen, lại bị một bàn tay của Lục Vân tát thành như vậy. Bộ đồ vest màu trắng đắt đỏ kia đã vỡ vụn thành từng mảnh. Đây chính là thần cảnh đấy. Tát thần cảnh như tát chó, vì sao đồng bào đến từ Long Quốc này lại kinh khủng như vậy? Đồng tử của Khâu Ngọc Đường bỗng run rẩy mãnh liệt, suýt không thở nổi, cuối cùng cũng đã rõ trước đó ba điện chủ chết như thế nào. Là bị Lục Vân giết trong nháy mắt. Còn không mau cút, chờ tao đưa mày đi gặp Giê-xu à? Lục Vân vừa dứt lời thì Hansen đang ngơ ngác lập tức lăn lộn thất tha thất thểu chạy trốn ra ngoài. Trước đó hắn yêu nhã bao nhiêu thì bây giờ chật vật bấy nhiêu. Khâu Ngọc Đường nuốt một ngụm nước bọt. Kỳ thật ông càng hy vọng Lục Vân giết Hansen, nhưng ông không dám nói, cường giả như Lục Vân làm bất cứ chuyện gì cũng không tới phiên ông chất vấn. Vì sao Lục Vân không giết Hansen? Có thể giết, nhưng không cần thiết. Người sống càng có giá trị hơn người chết. Trong lòng bàn tay của Lục Vân có một giọt máu tươi đang bị hắn dùng ấn phù màu xanh khóa lại. Giọt máu này là hắn vừa hấp thu từ trên người Hansen. Nói cách khác, nếu Lục Vân muốn giết Hansen thì có thể thực hiện bất cứ lúc nào, dù Hansen ở cách xa ngàn dặm thì chỉ cần một suy nghĩ cũng diệt trừ được hắn. Lục, tiền bối. Khi Khâu Ngọc Đường đối mặt với Lục Vân thì đã không nhẹ nhàng như trước đó nữa, toàn thân tràn ngập áp lực làm ông suýt thở không nổi. Lục Vân đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười hồn nhiên. So với sát thần vừa đánh thần cảnh không thể chống đỡ thì cứ như hai người khác nhau. Khâu các chủ, nếu tôi nói cho ông biết Thiên Sát Vương không chết thì ông có tin không? Lục Vân đột nhiên nói. Đồng tử của Khâu Ngọc Đường chấn động, hô hấp triệt để cứng lại. Ánh mắt ông rung động nhìn chăm chú vào thanh niên trước mặt, tự động tưởng tượng nếu như đổi khuôn mặt của Lục Vân thành đầu mặt nạ rồng danh chấn bát phương. Đùng! Trong lòng Khâu Ngọc Đường run rẩy, sau đó quỳ mạnh xuống đất. Ông đã hiểu tất cả rồi. Khó trách thực lực của người thanh niên này lại kinh khủng như vậy, khó trách người thanh niên này lại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn ông khi ông nói bản thân chưa bao giờ quên mình là người Long Quốc. Thì ra, Khâu Ngọc Đường bái kiến thần quân điện hạ. Khâu Ngọc Đường mừng rỡ, kích động mà run rẩy nói, khi hô lên câu, thần quân điện hạ, này thì toàn thân ông không kiếm được run rẩy, nước mắt trào ra. Ông khóc. Đây là một cảm giác nói không nên lời. Nếu như nhất định phải tìm ra một lý do thì có lẽ là huyết mạch Long Quốc trong người làm ông không kiềm được nước mắt. Thì ra thần quân điện hạ còn sống. Thì ra đời này mình có thể may mắn tiếp xúc với thần quân điện hạ ở khoảng cách gần như vậy. Khâu các chủ, hiện tại ông có thể tin tôi rồi chứ? Lục Vân cười hỏi. Người đàn ông thô giáp tên Khâu Ngọc Đường này dùng sức lau nước mắt, có chút xấu hổ nói, đã làm thần quân điện hạ chê cười. Lục Vân không thèm để ý mà nói, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi Khâu các chủ. Thần quân điện hạ cứ hỏi, Ngọc Đường biết gì nói nấy. Lục Vân khẽ gật đầu, hỏi, tôi vừa nghe ông nói chuyện với ba điện chủ, hình như trước kia ám ảnh các người có liên quan với Võ Minh Long Quốc, có thể nói ra đã xảy ra chuyện gì không? Khâu Ngọc Đường khựng lại, có chút khó khăn.
Lục Vân an ủi nói, yên tâm, tôi chỉ hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, không đại diện cho lập trường của Võ Minh. Hắn biết Khâu Ngọc Đường kiêng kỵ cái gì. Trong cuộc đối thoại trước đó của bọn họ, Lục Vân nghe ra Ám Ảnh Các và Võ Minh Long Quốc có quan hệ thù địch, cho nên Khâu Ngọc Đường lo lắng sau khi nói ra sẽ mạo phạm Lục Vân. Dù sao ông cũng không rõ thái độ của Lục Vân đối với Võ Minh. Nhưng nếu Lục Vân đã nói như vậy, Khâu Ngọc Đường thở dài một hơi rồi ánh mắt hơi lấp lóe mà nói, Ám Ảnh Các vốn là cái bóng của Võ Minh. Vẫn là câu nói kia, ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, nơi có ánh sáng thì nhất định sẽ có bóng tối, cả hai hỗ trợ nhau mà tồn tại. Quan hệ giữa Võ Minh và Ám Ảnh Các chính là như thế. Võ Minh đại diện cho ánh sáng và chính nghĩa, chỉ ít bên ngoài là như vậy, nhưng duy trì trật tự của Võ Minh lại là con người, chỉ cần là người thì sẽ có tình cảm, sẽ có lòng riêng. Có lòng riêng thì sẽ có mặt u tối. Tựa như Doãn Phái âm thầm bồi dưỡng tử sĩ giúp mình làm một số chuyện không tiện lộ diện. Võ Minh cũng cần. Ám Ảnh Các tương đương như tử sĩ của Doãn gia. Nhưng do một số nguyên nhân mà Ám Ảnh Các và Võ Minh tách ra. Vì giữ gìn hình tượng chính nghĩa của mình, đương nhiên Võ Minh không có khả năng thừa nhận sự tồn tại của Ám Ảnh Các. Cách xử lý tốt nhất chính là đưa tất cả các thành viên của Ám Ảnh Các vào danh sách tội phạm truy nã để tiêu diệt. Năm đó Ám Ảnh Các cũng vì nguyên nhân này mà bị Võ Minh Long Quốc truy sát đến Bắc Lang Quốc, kéo dài hơi tàn nhiều năm mới dần dần lớn mạnh lại. Khâu Ngọc Đường chậm rãi nói đến quan hệ giữa Ám Ảnh Các và Võ Minh, trong lòng vô cùng cảm khái, còn nguyên nhân cụ thể làm hai bên trở mặt phân tách thì ông cũng không rõ, bởi vì ông không phải người trong cuộc. Hơn 20 năm trước các chủ Ám Ảnh Các còn không phải Khâu Ngọc Đường, mà là Liễu Kình Thiên. Liễu Kình Thiên, Lục Vân nghe thấy cái tên này thì nhịp tim đột nhiên tăng nhanh một nhịp. Vị các chủ cũ này cũng họ Liễu, vậy có liên quan gì đến chị ba Liễu Yên Nhi hay không? Có thể nói cho tôi nghe về Liễu Kình Thiên không? Lục Vân hỏi. Khâu Ngọc Đường nhớ lại một lát rồi cười khổ nói, lão các chủ rất thần bí, không ai rõ tin tức cụ thể và thực lực chân chính của ông ta, chỉ biết ông ta rất mạnh. Vậy hiện tại ông ta ở nơi nào? Lục Vân tiếp tục hỏi. Võ Minh Long Quốc. Võ Minh, Lục Vân lộ vẻ kinh ngạc. Khâu Ngọc Đường khẽ gật đầu, nhớ lại mà nói, năm đó không biết xảy ra chuyện gì mà lão các chủ bị trọng thương, sau đó Võ Minh liền trở mặt với Ám Ảnh Các. Thời điểm đó Minh chủ Võ Minh là Tiêu Vô Hải, ông ta đưa tên tất cả thành viên Ám Ảnh Các vào danh sách tội phạm truy nã, lão các chủ cũng rơi vào tay Tiêu Vô Hải vào lúc đó. Đám người chúng tôi may mắn nên trốn thoát sự truy sát của Võ Minh rồi chạy trốn thẳng tới Bắc Lang Quốc, sau đó mới chậm thở ổn định lại được, nhưng mà... Trong mắt Khâu Ngọc Đường hiện lên một tia phức tạp, sau đó lại bổ sung, nhưng sau này tôi nhớ lại thì Võ Minh, nói một cách chính xác hơn là Tiêu Vô Hải, có lẽ không phải nhằm vào Ám Ảnh Các, mà là lão các chủ. Khâu Ngọc Đường nói xong thì Lục Vân cũng rơi vào trầm tư. Không nghĩ tới hơn 20 năm trước giữa Võ Minh và Ám Ảnh Các còn có câu chuyện như vậy, nhưng cụ thể Tiêu Vô Hải và Liễu Kình Thiên có ân oán gì thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới rõ. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói, cho nên hiện tại kỳ thật Ám Ảnh Các của Long Quốc không có quan hệ gì với các người. Khâu Ngọc Đường cười một tiếng rồi nói, năm đó Ám Ảnh Các có Võ Minh bảo bọc ngoài sáng nên có thế lực rất khổng lồ, gần như trải rộng toàn bộ Long Quốc, muốn hoàn toàn rút lui là chuyện không thể nào. Tức là cao tầng trung tâm của tổ chức đều rút đến Bắc Lang Quốc, mà những thành viên phía dưới chưa kịp rút lui, thế là cắt đứt liên lạc với tổ chức rồi dần dần biến thành một tổ chức sát thủ hạng 3. Hơn 20 năm trôi qua, Ám Ảnh Các của Bắc Lang Quốc và Ám Ảnh Các của Long Quốc thật sự đã không còn quan hệ gì nhiều nữa. Tiếp đó Lục Vân lấy ảnh chụp hồi nhỏ của Liễu Yên ra và hỏi Khâu Ngọc Đường, ông có ấn tượng gì với cô gái này không? Khâu Ngọc Đường nhìn chằm chằm ảnh chụp nghiêm túc suy tư một lát rồi lắc đầu nói, không có ấn tượng. Đáp án này nằm trong dữ liệu của Lục Vân. Trước đó Khâu Ngọc Đường đã nói lão các chủ Liễu Kình Thiên rất thần bí, dù Liễu Kình Thiên thật sự có quan hệ gì với Liễu Yên Nhi thì có lẽ Khâu Ngọc Đường cũng không rõ. Xem ra chỉ có thể tìm tới Liễu Kình Thiên mới có khả năng biết được đáp án. Mà muốn tìm được Liễu Kình Thiên thì chỉ có thể bắt đầu từ Tiêu gia Võ Minh. Lục Vân trầm ngâm một hồi rồi nói, thời gian tới Ám Ảnh Các của các người chuyển đến nơi khác trước đi, chờ tôi giải quyết liên minh thí thần giả xong thì các người cứ về Long Quốc. Về Long Quốc, Khâu Ngọc Đường sững sờ, có vẻ không thể tin được. Lục Vân vừa cười vừa nói, làm sao vậy, không muốn sao?
Không phải không phải, Khâu Ngọc Đường vội vàng lắc đầu nói, đa số thành viên của ám ảnh các đều là người Long Quốc, có cơ hội trở lại quê hương thì nhất định sẽ đồng ý, chỉ là tính chất của tổ chức chúng tôi. Ám ảnh các là tổ chức mang tính chất gì? Sát thủ. Hơn 20 năm trước khi còn ở Long Quốc thì họ đã không ra ngoài sáng được, bây giờ đi về nên tồn tại với thân phận gì? Làm sao dân chúng Long Quốc chịu chấp nhận họ chứ? Lục Vân hiểu ý của ông nên trầm giọng mà nói, những năm gần đây sau khi Thiên Sáp Điện quật khởi thì luôn tập trung đối phó thế lực tu võ giả nước khác, hoàn toàn không biết nội bộ đã thối nát. Lão già mặt đỏ vừa chết có nói một câu rất chí lý, võ minh thối nát mà Thiên Sáp Điện lại làm như không thấy thì có khác gì cá mè một lứa. Cho nên tôi để các người trở về không phải bảo các người tiếp tục làm sát thủ ở Long Quốc, mà là chuẩn bị giao định nghĩa mới cho các người. Tài quyết viện võ minh, cái tên này thế nào? Toàn thân Khâu Ngọc Đường run lên kịch liệt. Tài quyết viện võ minh. Cái tên mang ý nghĩa là thành lập một cơ cấu phán quyết nhằm vào nội bộ võ minh, chuyên dùng để quản lý sự thối nát bên trong võ minh. Lục Vân nói tiếp, ám ảnh các vốn là mặt tối của võ minh. Nói một cách khó nghe thì trước kia các người là tổ chức thối nát của võ minh, cho nên để các người làm chuyện này thì chắc sẽ rõ đường đi nước bước hơn. Còn ám ảnh các, không đúng, hiện tại nên gọi là tài quyết viện võ minh, về sau cơ cấu này sẽ trực thuộc Thiên Sáp Điện, dù minh chủ của võ minh phạm sai lầm cũng bị trừng phạt không nương tay. Ai dám không phục tùng tức là chống lại 36 thủ hộ giả Long Quốc của Thiên Sáp Điện, là chống lại Vân Thiên Thần Quân này. Đương nhiên. Nếu như ngày nào đó các người bắt đầu thông đồng làm bậy, để Thiên Sáp Điện biết thì cũng không nhân nhượng. Lục Vân nói một hơi. Khâu Ngọc Đường kích động dập đầu xuống đất, không ngăn được nước mắt trào ra. Tài quyết viện võ minh trực tiếp lệ thuộc vào Thiên Sáp Điện. Đây là chức quyền trang trọng cỡ nào, Khâu Ngọc Đường này có tài đức gì? Ngọc Đường nhất định không phụ kỳ vọng của thần quân điện hạ. Khâu Ngọc Đường run giọng mà nói. Sau khi dặn dò Khâu Ngọc Đường xong, Lục Vân trở lại Long Quốc. Lần này hắn đến ám ảnh các chủ yếu là vì tìm hiểu bí ẩn thân thế của Liễu Yên Nhi, mặc dù không đạt được đáp án xác thực nhưng lại có được một manh mối rất có giá trị. Manh mối này chỉ thẳng về hướng Tiêu Gia Võ Minh. Nhưng trước khi động vào Tiêu Gia thì Lục Vân còn có một chuyện quan trọng phải làm, đó là trận giao tranh với Liên Minh Thí Thần Giả trên Thiên Sáp Phong vào nửa tháng sau. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Đảo mắt đã đến thời điểm Liên Minh Thí Thần Giả tuyên bố muốn leo lên Thiên Sáp Phong và phá hủy tượng đá của Thiên Sáp Phương. Trong nửa tháng này, dân chúng Long Quốc cực kỳ phẫn nộ, uất ức tới cực điểm. Họ hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần thức dậy là chấm dứt, nhưng khi nhìn thấy thế lực các nơi trên thế giới bắt đầu liều mạng không ngừng tràn lên Thiên Sáp Phong thì mọi người biết đây chính là hiện thực. Vân Thiên Thần Quân chết rồi. Bây giờ pho tượng của hắn cũng sắp bị Liên Minh Thí Thần Giả phá hủy. Đây là phòng tuyến sau cùng trong tín ngưỡng xưa nay của dân chúng Long Quốc, nếu như cả phòng tuyến này cũng tan nát thì họ không biết về sau làm sao nhặt tín ngưỡng này lên lại. Chắc cảm giác này chính là tuyệt vọng. Vô số thế lực lấy Thiên Sáp Phong làm trung tâm mà điên cuồng tụ tập lại, chúng còn điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn, không thể đỡ hơn so với lần trước ở hòn đảo nhỏ trên hải vực Thái Bình Dương. Họ sắp chứng kiến một thời khắc mang tính lịch sử. Ngày đó, xung quanh Thiên Sáp Phong triệt để biến thành biển người, trong những dãy núi bao quanh dù là ở chân núi, sườn núi hay đỉnh núi đều có vô số người đứng đầy. Tuyết trắng đã sớm bị biển người bao bọc. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên ngọn núi dựng đứng kia, nhìn chăm chú lên bức tượng điêu khắc tuyết trắng bế nghễ vô song trên đỉnh núi đó. Vạn người chờ mong, ngoại trừ Long Quốc. 36 thủ hộ giả của Thiên Sáp Điện đã trình diện từ lâu, họ mang vẻ mặt trang nghiêm, đứng đó không nhúc nhích như máy móc cứng nhắc để mặc cho người trong Liên Minh Thí Thần Giả bắt đầu leo lên Thiên Sáp Phong. Cảnh này nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Pho tượng trên đỉnh núi là vua của bọn họ, bây giờ nhà vua sắp bị người ta sỉ nhục mà người của Thiên Sáp Điện lại thờ ơ như vậy, chuyện này không hợp lý. Rất không hợp lý. Chẳng lẽ sau khi Thiên Sáp Phương chết thì nhiệt huyết của đám thuộc hạ Thiên Sáp Điện cũng đã tiêu tan theo? Ha ha, đây chính là Thiên Sáp Điện sao, thật là một đám hèn nhát, các người trừ Thiên Sáp Phương ra thì còn có cái gì? Chả có gì cả, không có Thiên Sáp Phương thì các người chỉ là một bầy chó. Trên một ngọn núi cách xa Thiên Sáp Phong gần 100 mét bỗng truyền đến một tiếng cười to rất ngông cuồng, tiếng cười như tiếng trống quanh quẩn trong dãy núi, làm rơi vô số tuyết trắng mênh mang xuống.
Người này có thân hình cao lớn đang đứng sừng sững trên đỉnh núi tuyết, trên vai vác thanh ngự linh thần kiếm vốn thuộc về Thiên Sát Vương, đó chính là Alex. Thần của chúng thần đến từ liên minh thí thần giả vừa ra trận đã lập tức tạo nên vô số tiếng hô vang, những tu võ giả đến từ liên minh thí thần giả đều quỳ bái. Vèo, vèo, vèo. Sau Alex lại có gần trăm bóng người đáp xuống ngọn núi gần đó, khí tức vô cùng khủng bố làm mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Gần trăm người, thần cảnh. Đồng tử của mọi người đều run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng, không ngừng hít sâu từng cơn, trong lòng đầy rung động. Trước kia chỉ sinh ra một vị thần cảnh đã khó như lên trời, nhưng từ khi nước Mỹ nắm giữ kỹ thuật cải tạo gen thì trong thời gian ngắn đã tạo ra gần trăm vị thần cảnh. Đây là muốn triệt để phá vỡ cách cục trước nay của giới tu võ. Liên minh thí thần giả có được lực lượng kinh khủng như vậy thì về sau còn ai dám đắc tội nữa? Thiên Sát Điện sao? Quả thật như Alex đã nói, hiện tại Thiên Sát Điện chỉ là một bầy chó trước mặt liên minh thí thần giả mà thôi. Thiên Sát Điện không thể chống lại bất kỳ thần cảnh nào đi ra từ liên minh thí thần giả. Thiên Sát Điện không phản kháng là đúng, họ căn bản không có thực lực phản kháng. Nhưng mà, quá uất nghẹn. Những tu võ giả đến từ Long Quốc đều cảm thấy vô cùng uất nghẹn, trông thấy Thiên Sát Điện không hành động thì thực sự thất vọng tới cực điểm. Những người từng được họ coi là người thủ hộ Long Quốc đã hoàn toàn bị phế sau khi Vân Thiên Thần Quân ngã xuống, không còn chút nhiệt huyết nào nữa, họ để mặc cho liên minh thí thần giả làm sằng làm bậy. Tu võ giả Long Quốc tự động tập hợp thành một đội ngũ phản kháng rồi phòng thủ ở sườn núi Thiên Sát Phong, không để những người trong liên minh thí thần giả trèo lên đỉnh núi. Mặc dù họ biết làm vậy là vô dụng, những cao thủ của liên minh thí thần giả muốn leo lên Thiên Sát Phong thì họ căn bản không phòng được. Nhưng đây là một loại thái độ. Thái độ thể hiện người Long Quốc không sợ chết để bảo vệ tín ngưỡng trong lòng. Thiên Khôi, một trong 36 vị thủ hộ giả Thiên Sát Điện, lộ ra vẻ mặt xúc động, rất muốn nói ra chân tướng cho những đồng bào Long Quốc bất khuất này, nhưng anh ta vẫn nhịn xuống mà lớn tiếng nói, đồng bào Long Quốc, các vị đều tản ra đi, đừng hy sinh vô ích. Hy sinh vô ích, cái gì là hy sinh vô ích? Chúng tôi đang bảo vệ tôn nghiêm của Long Quốc, sao lại thành hy sinh vô ích? Không ai có tư cách phá hủy pho tượng của thần quân điện hạ, tôi tuyệt đối không cho phép, cùng lắm là chết, ông đây không sợ. Thần quân điện hạ bảo vệ chúng tôi lâu như vậy, lần này để tôi bảo vệ thần quân điện hạ một lần, có thể chết vì thần quân điện hạ là vinh hạnh của tôi. Đúng, là vinh hạnh của chúng ta. Những tu võ giả Long Quốc tự động tạo thành trận tuyến phản kháng này sục sôi nhiệt huyết, mang theo khí thế không sợ chết. Mà thái độ của 36 vị thủ hộ giả Thiên Sát Điện lại làm họ triệt để thất vọng. Không ai ngờ người đầu tiên thỏa hiệp với liên minh thí thần giả lại là Thiên Sát Điện mà họ luôn sùng bái, những người này thật không xứng trở thành thuộc hạ của Vân Thiên Thần Quân. Gần như tất cả người của Long Quốc đều nghĩ như vậy. Mấy người Thiên Khôi cũng biết quần chúng đang phẫn nộ, nhưng họ không tức giận cũng không thấy oan ức mà chỉ có cảm giác vui mừng. Xem đi! Đây không phải là cảnh mà vua của chúng ta hy vọng nhìn thấy sao? Xưa nay Long Quốc không phải là của một người, cũng không phải của một số người, dù là Vân Thiên Thần Quân hay là Thiên Sát Điện đều có năng lực có hạn. Chỉ khi nào mỗi một người Long Quốc đều thể hiện ra sự bướng bỉnh trong xương máu thì mới là thịnh thế của Long Quốc. Đây chính là dân chúng Long Quốc, bất khuất, cứng cỏi, không sợ chết. Đúng, không ai được khinh nhờn Thần Quân Điện Hạ. Chúng tôi thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ. Trong trận doanh người phản kháng, một thanh niên tâm tình kích động gân cổ lên mà kêu gào, chắc có lẽ là tín đồ trung thành của Vân Thiên Thần Quân. Những tu võ giả Long Quốc xung quanh bị ảnh hưởng nên đều hai mắt lập tức đỏ lên, trong lòng dâng trào hào hùng, vì thần quân điện hạ thì họ có mất đầu, đổ máu cũng đã sao. Thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ. Thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ. Thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ. A, Lục Vân, sao anh cũng ở đây? Đột nhiên, một người đẹp trai đi đến bên cạnh người thanh niên kêu lên hăng say nhất, kinh ngạc hỏi một câu. Lục Vân ngừng gào thét, quay đầu nhìn lại thì phát hiện là thiên tài Uông Húc của Uông gia, trong lòng lập tức vui vẻ mà nói, vì sao tôi không thể ở đây? Bảo vệ thần quân điện hạ là nghĩa vụ của mỗi người Long Quốc, đời này được chết vì thần quân điện hạ là vinh hạnh lớn lao. Uông Húc đánh giá hắn, trên mặt lộ vẻ xúc động. Một lát sau, Uông Húc chủ động đưa tay ra và nói, Lục Vân, trong trận chiến trước đó giữa tôi và
anh thành công làm tôi ghi nhớ tên anh, nhưng cũng không coi trọng bao nhiêu. Hiện tại tôi thừa nhận anh ưu tú hơn tôi đã nghĩ, tôi quyết định sẽ kết bạn với anh. Ban đầu trong trận chiến ở Học viện Võ Đạo Kinh Thành, Lục Vân dùng thủ đoạn phòng ngự vô địch mà thành danh, sau đó hắn nói với Uông Húc có thể làm bạn bè với mình, nhưng Uông Húc cao ngạo không để ý đến hắn. Không ngờ hôm nay vào thời khắc cùng chống lại liên minh thí thần giả, Uông Húc lại chủ động buông bỏ cao ngạo mà nguyện ý kết bạn với Lục Vân. Có lẽ chỉ trong tình huống chống cự với ngoại địch thì mới dễ làm các đồng bào Long Quốc sinh ra cảm xúc chung. Lục Vân rất hứng thú mà cười một tiếng và nói, được thiên tài Uông gia tán thành là kiêu ngạo của tôi. Nói xong, hắn đưa tay tới bắt. Uông Húc khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận. Anh ta là thiên tài trong giới tu võ, người được anh ta tán thành thật sự không nhiều, Lạc Tiên Tử cũng được tính trong đó, mà người có thể trở thành bạn với anh ta đã ít lại càng ít. Hôm nay lại có thêm Lục Vân. Chủ yếu là bởi vì Lục Vân, một Hoành Luyện Tông sư chủ tu phòng ngự có thể bộc phát tinh thần không sợ chết vào thời khắc ngoại địch xâm lấn đã làm Uông Húc lau mắt mà nhìn. Đáng để anh ta kết giao. Lúc này người của Liên minh Thí Thần Giả đã bắt đầu leo núi, hai bên lập tức bộc phát trận giao phong kịch liệt. Uông Húc nói, anh Lục Vân, phòng ngự của anh là vô địch dưới tôn giả cảnh, mà công kích của tôi đủ để chém giết phần lớn hóa cảnh. Chúng ta liên thủ thì nhất định có thể giữ vững phòng tuyến này. Dù là liên minh thí thần giả hay là những tu võ giả Long Quốc phản kháng liên minh đều tự giác chia cắt thành mấy chiến trường, tôn giả đối chiến với tôn giả, hóa cảnh đối chiến với hóa cảnh, dưới hóa cảnh cũng tự động hình thành một chiến trường. Đây là một cách phân cao thấp ngầm. Liên minh thí thần giả nghĩ là, chúng tôi không lấy mạnh lấn yếu vẫn có thể đánh tan tất cả phòng tuyến của các người để thể hiện ra khí thế mạnh mẽ của liên minh. Mà người phản kháng nghĩ là, tu võ giả Long Quốc chúng tôi cùng cảnh giới thì mạnh hơn liên minh thí thần giả các người nhiều, chúng tôi có thể phòng thủ tất cả trận tuyến. Thiên sát phong lập tức bị chia cắt thành mấy chiến trường. 36 vị thủ hộ giả thiên sát điện và gần trăm thần cảnh do Alex cầm đầu đều không gia nhập chiến đấu, mà lựa chọn đứng trên cao xem đánh nhau. Bởi vì một khi họ tiến vào chiến trường thì tính chất sẽ hoàn toàn thay đổi. Alex lại muốn xem thử bọn tu võ giả Long Quốc có thể ngoan cố chống cự đến khi nào. Dù sao kết quả sau cùng đã định sẵn rồi, liên minh thí thần giả có gần trăm thần cảnh giành được thắng lợi trong trận chiến này là điều hiển nhiên. Không vội, xem diễn trước đã. Đây là suy nghĩ trong lòng trăm thần cảnh của liên minh thí thần giả. Mà 36 vị thủ hộ giả thiên sát điện cũng như thế. Họ đã khóa chặt một thanh niên trong biển người mênh mông ở chiến trường hóa cảnh. Đó là vua của bọn họ đang đục nước béo cỏ ở nơi đó. Họ không khỏi cảm thán một tiếng, vẫn là vua của chúng ta biết chơi. Anh Lục Vân, bên trái. Uông Húc cầm kiếm bổ tới phía trước, đồng thời hét lớn một tiếng nhắc nhở Lục Vân chú ý vị trí phòng thủ phía xéo bên trái, hoàn toàn coi hắn là một tấm khiên. Trong lòng Lục Vân thầm nói khá lắm, sau đó quả quyết phối hợp thi triển ra phòng ngự. Vụt! Bên trái gần đó là chiến trường của tôn giả cảnh. Phòng ngự của Lục Vân vừa được nâng lên thì bỗng cảm giác một khí tức ngang ngược đánh tới, đánh vào vòng bảo hộ của hắn. Mẹ nó, dám bắn lén. Lúc đầu chiến trường phân chia rất rõ ràng, kết quả trong khu vực giao nhau của chiến trường thỉnh thoảng lại có tôn giả cảnh của liên minh thí thần giả phát động công kích về hướng hóa cảnh. Đòn vừa rồi nếu đánh trúng hóa cảnh bình thường thì nhất định không còn cả hài cốt. Lục Vân lập tức nổi giận. Hắn không nói hai lời mà trực tiếp xông vào chiến trường tôn giả cảnh. Vừa rồi kẻ bắn lén hắn là lão già của Nam Ngư Quốc, hắn cũng tham dự thí nghiệm cải tạo gen, nhưng tiềm lực có hạn nên chưa thể đạt tới thần cảnh, chỉ có tu vi tôn giả cảnh. Lục Vân bay thẳng về hướng lão. Lão già Nam Ngư Quốc cũng hơi kinh ngạc, thấy Lục Vân may mắn thoát khỏi công kích của hắn mà còn dám đánh tới thì lập tức cảm thấy thằng danh này nhất định điên rồi. Chết đi! Sao lão già Nam Ngư Quốc lại e ngại một hóa cảnh là hắn, lão lập tức trở tay đánh ra, nhưng một giây sau lão lại cảm thấy cần cổ mát lạnh, cả thế giới đột nhiên xoay tròn. Hả? Chuyện gì vậy? Lão già Nam Ngư Quốc chưa kịp phản ứng là chuyện gì thì bỗng nhìn xuống thân thể không đầu phía dưới, đó không phải là của lão sao? Lão bị một thanh niên Long Quốc hóa cảnh giết chết trong nháy mắt sao? Đến chết lão già Nam Ngư Quốc vẫn không thể tin được. Lục Vân lại tiêu diệt mấy người mới quay người chuẩn bị trở về chiến trường hóa cảnh, trong nháy mắt đi ngang qua một người Đông Dương có vết sẹo dài trên mặt thì linh hồn của ông ta đột nhiên run rẩy lên. Người thanh niên vừa rồi.
Minh chủ Nakamura của Liên minh Ninja cứng đờ vặn vẹo cổ một chút rồi nhìn về hướng thanh niên chạy đi, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Cảm giác này rất quen thuộc. Ban đầu ở Liên minh Ninja, Nakamura đã được nhìn thấy gương mặt thật của Thiên Sát Vương, có thể nói là ký ức còn khắc sâu. Mà thanh niên vừa đi lướt qua kia lại mang đến một cảm giác quen thuộc cho ông ta, làm toàn thân Nakamura không khỏi run lên. Ông ta nhìn qua hướng bên kia thì không thấy thanh niên đó nữa. Chiến trường thực sự quá hỗn loạn, cộng thêm có mấy tôn giả cảnh của Long Quốc công kích ông ta nên Nakamura cũng từ bỏ tìm kiếm bóng dáng của Lục Vân. Ông ta an ủi mình rằng chỉ dáng dấp tương tự mà thôi. Thiên Sát Vương sẽ không nhàm chán đến mức này. Chắc là không. Trở lại chiến trường hóa cảnh, Uông Húc vừa đánh lui một đối thủ rồi kinh ngạc hỏi, anh Lục Vân, vừa rồi anh chạy đi đâu vậy? Đi chiến trường kế bên dạo qua một vòng. Chiến trường kế bên, Uông Húc hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mặt quái lạ mà nói, anh cũng lớn gan thật, đi qua chiến trường tôn giả cảnh dạo một vòng mà còn có thể sống sót trở về, bội phục. May mắn thôi, Lục Vân cười cười rồi trả lời. Uông Húc không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục bảo Lục Vân làm tốt công tác phòng ngự, anh ta thì thoải mái cầm kiếm quét ngang, nghiễm nhiên đã trở thành bá chủ của chiến trường này. Những hóa cảnh trong liên minh thí thần giả cũng thức thời, thấy hai người này phối hợp không nói lý như thế thì cũng không chịu xông lên nữa mà chạy hết ra những hướng khác. Trận giao phong vẫn còn tiếp tục. Mấy chục phút sau, liên minh thí thần giả trở lại chân núi, đợt thế công đầu tiên của chúng đã thất bại. Hơn nữa ba chiến trường đều không đánh hạ được. Những tu võ giả Long Quốc quá ngang ngạnh, nếu cùng cảnh giới thì chúng căn bản không phải đối thủ. Đôi bên nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Liên minh thí thần giả phát động đợt thế công thứ hai, lại một đợt giao chiến kịch liệt bùng nổ. Nhưng kết quả vẫn như thế, tất cả chúng tiếp tục thất bại lui về chân núi Thiên Sát Phong. Lần công kích thứ ba, kết quả vẫn không thay đổi. Ầm ầm. Ngay lúc đó, trên bầu trời như vang lên một tiếng sấm sét, từng khí tức kinh khủng liên tục được phóng thích ra, hoàn toàn bao trùm phạm vi trăm dặm của Thiên Sát Phong. Là khí tức thần cảnh. Khí tức của gần 100 thần cảnh. Thật là một đám ăn hại. Người nói là Alex, rốt cục hắn ta cũng xem diễn xong rồi, không định tiếp tục kéo dài, bởi vì hắn ta biết kết quả vẫn sẽ như vậy thôi. Độ bền bỉ của đám tu võ giả Long Quốc kia nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Nếu đã như vậy thì để thần của chúng thần là hắn ta kết thúc tất cả hỗn loạn đi. Alex cầm ngự linh thần kiếm trong tay, ở lòng bàn chân có nội kình hóa hình tự động ngưng kết ra một cầu vòng dài trăm thước, tạo thành một cây cầu nối liền đỉnh Thiên Sát Phong và đỉnh núi hắn ta đang đứng. Leo núi. Trèo lên cái rắm. Alex một bước lên mây, đạp lên cây cầu nội kình kia rồi chậm rãi đi ra, mục tiêu nhắm thẳng vào pho tượng tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sát Phong kia. Ông. Phía sau Alex, gần trăm thần cảnh trải rộng bốn phía ngọn núi cùng phóng ra nội kình hình thành cầu vòng dẫn về hướng Thiên Sát Phong. Những người đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cứ như có trăm cái cầu vòng lấy Thiên Sát Phong làm tâm điểm mà hình thành một mặt tròn hoàn chỉnh, cả bầu trời đều run rẩy ong ong lên. Một trăm thần cảnh chậm rãi bước về hướng Thiên Sát Phong từ vô số mọi hướng, hình ảnh này thật sự quá rung động. Những tu võ giả Long Quốc trên Thiên Sát Phong, mạnh thì đến tôn giả. Yếu thì chỉ là tu võ giả bình thường, tất cả mọi người như bị đông cứng lại không thể động đậy. Trên trăm thần cảnh cùng đi đến từ bốn phương tám hướng, không phải người bình thường có khả năng chống cự được khí thế khủng bố này. Alex tiến lên 20 mét. Trên Thiên Sát Phong, những tu võ giả dưới hóa cảnh bắt đầu sắc mặt ửng đỏ, khí huyết cuồn cuộn. Alex tiến lên 30 mét. Trên Thiên Sát Phong, những võ giả dưới hóa cảnh bắt đầu miệng phun máu tươi, mắt nổi đom đóm. Alex tiến lên 40 mét. Trên Thiên Sát Phong, những võ giả dưới hóa cảnh bắt đầu hô hấp khó khăn, hôn mê ngã xuống đất. Alex tiến lên 50 mét. Những tu võ giả hóa cảnh của Long Quốc bắt đầu xuất hiện triệu chứng tương tự. Rốt cục 36 vị thủ hộ giả Thiên Sát Điện cũng ngồi không yên, 36 luồng khí tức mãnh liệt phóng lên tận trời, dựng thành một cái lồng phòng ngự khổng lồ. Lúc này đám người trên Thiên Sát Phong mới cảm giác dễ chịu một chút. Nhưng Alex lại khinh miệt cười lạnh, hắn ta chậm rãi đi về phía trước 20 mét, gần 100 thần cảnh còn lại cũng đi theo bước tiến của hắn ta. Giờ phút này họ chỉ còn cách Thiên Sát Phong không đến 30 mét. Khí tức khủng bố làm mọi người hít thở không thông từ bốn phương tám hướng tràn về phía Thiên Sát Phong,
cái lồng phòng ngự được tạo thành từ 36 vị thủ hộ giả của Long Quốc phát ra một tiếng răng rắc vang giòn. Nứt. Ngay sau đó, cái lồng như một cái chụp đèn pha lê, vô số khe hở lan tràn ra trên đó như mạng nhện, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ mặt lồng, sau mấy hơi thở thì phanh, nó hoàn toàn tan vỡ. Mất đi lồng phòng ngự, khí thế khủng bố của gần 100 thần cảnh tràn xuống, đừng nói là tôn giả cảnh bình thường mà cả 36 vị thủ hộ giả tôn giả cảnh đỉnh phong cũng cảm thấy hô hấp gian nan. Khi khí thế đáng sợ kia giáng xuống thì hóa cảnh và những tu võ giả dưới hóa cảnh trên thiên sát phong nhất định sẽ bị ép thành bột mịn trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Lửa giận ngập trời. Nhưng họ không oán không hối hận. Bởi vì bọn họ chết vì bảo vệ thần quân điện hạ, dù chết cũng không tiếc. Có thể dùng từ bi tráng để hình dung cảnh tượng này. Ngay khi khí thế của trăm thần cảnh sắp hạ xuống, vô số tu võ giả Long Quốc trên thiên sát phong sắp hóa thành bột mịn thì bỗng nhiên lại có một cái lồng dâng lên. Nó dâng lên mà không có dấu hiệu báo trước nào. Tất cả mọi người sững sờ, không rõ cái lồng phòng ngự màu xanh nhạt này từ đâu mà tới. Alex khẽ quát một tiếng, còn chống cự vô dụng sao? Bước chân của hắn ta tiếp tục đi về phía trước, khí thế càng khủng bố, nhưng khi bước đến gần cái lồng màu xanh nhạt kia thì lại không có hiệu quả gì. Alex khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Gần 100 thần cảnh còn lại cũng làm như thế. Lúc này họ chỉ còn cách thiên sát phong không đến 10 mét, khí thế của gần 100 thần cảnh ngưng tụ lại đã rất khủng bố, đủ để ép tất cả tôn giả cảnh thành xương máu. Thế nhưng cái lồng phòng ngự tỏa ra vầng sáng màu xanh nhạt, nhìn rất mỏng manh kia lại không xuất hiện một vết nứt nào cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.